giới thiệu cho mọi người một thông tin rất rất là quan trọng, đó chính là kỳ thi thử GLBT online miễn phí trên app và trên web của Sumori. Xin phép được nhắc lại là hoàn toàn miễn phí mọi người nha. Các bạn nào mà kỳ trước đã từng tham gia rồi thì mọi người cũng biết đúng không? Đó là vào trong tháng 11 này, tức là tháng cuối thì chúng ta sẽ có 5 cuối tuần thì Sumori sẽ triển khai 5 đợt thi thử, thường là sẽ bắt đầu từ 19 giờ của tối ngày thứ 6 cho đến hết tối chủ nhật, tức là 23 giờ 59 phút thì mới đóng cổng thi thử. Và mỗi tuần thì chúng ta đều có các bài thi từ N5 cho đến N1 luôn. Vì vậy là các bạn dù đang học ở trình độ nào, đang chuẩn bị thi cấp độ N mấy thì các bạn vẫn có thể là tham gia thi thử cùng Dũng Modi nha. Ngoài ra là khi mà làm đề thi thử xong, các bạn sẽ có thể xem được bảng xếp hạng top 100. Nếu điểm của mình càng cao đúng không thì mình sẽ càng ghi danh của mình ở trên top đầu đúng không, và các bạn khác vào cũng có thể nhìn thấy này. Tiếp theo là sơ đồ đánh giá năng lực thì chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả của mình được bao nhiêu trên tổng số 180 điểm, xem là phần kỹ năng nào mà mình tốt rồi, phần nào mình chưa tốt để mình lên kế hoạch ôn tập. Đấy, tiếp theo nữa là được xem lại đáp án ngay sau khi làm bài thi. Có rất là nhiều đề thi thử, tuy nhiên thì các bạn bị hạn chế bằng là các bạn chỉ có được xem kết quả cuối cùng thôi đúng không? Tức là biết điểm thôi. Nhưng với Dũng Body là các bạn sẽ xem được tất cả phần bài làm của mình, xem câu nào mình làm đúng, câu nào mình làm sai, và thậm chí là mình có thể là tham khảo về gợi ý cũng như là lời giải thích của giáo viên nữa. Cuối cùng đó là kết quả so sánh qua từng đợt thi. Thì tổng cộng chúng ta có 5 đợt đúng không nào? Thì các bạn nếu mà chăm chỉ đều đặn làm nhé thì chúng ta sẽ so sánh đợt 1, đợt 2, đợt 3, đợt 4, đợt 5 kết quả của mình có tiến bộ hay không ấy mọi người. Ok, bạn đã học được bao không ạ? Ok, rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết top 100 câu hỏi về từ vựng quan trọng nhất trong đề GPT N3. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào câu hỏi số 1 luôn nhé. 1番 はい, 1番 見てください。この蛇口を何々とお湯が出ます。はい、もう一度読みますね。この蛇口を何々とお湯が出ます。Mày có đọc được các chữ Hán ở trong bài không nhỉ? Hay, nếu mà không phiên âm thì rất có thể nó là những chữ Hán thuộc trình độ sơ cấp N5 và N4 thôi. Cho nên là mọi người cũng thử xác nhận xem là mình có đọc được hết chữ Hán không nhá. 1. 식을 2. 温める 3. 희네르 4. 入れる. Nguyễn Bảo Long chọn 3. Ok, 3 là đáp án. 희네르. いいですね. じゃあ、答えは3番です. Hineru, so desu ne, sanban. Hai, lý do tại sao mọi người chọn 3 nhỉ? Các bạn thử dịch xuống bên dưới phần comment nào. Ngọc Tuyết cũng chọn 3. Ok, ở đây sẽ có một số từ vựng, ví dụ như từ jaguchi, nó có nghĩa là cái vòi nước đúng không? Hineru là động từ gì nhỉ? Vặn đúng không? Vặn, xoáy. Oyu ga deru là nước nóng đúng không? Rồi, lắp ghép lại chúng ta sẽ thành một câu hoàn chỉnh là gì nhỉ? Vặn cái vòi nước này thì nước nóng sẽ chảy ra. Hineru thì nó sẽ mang nghĩa là vặn. Ở đây, jaguchi o hineru là vặn vòi nước. Và ngữ pháp quen thuộc về từ tốt đúng không? Là nếu mà chúng ta vặn cái vòi nước này thì sẽ có nước nóng chảy ra. Ok, số 1, shiku. Shiku nó sẽ có hai nghĩa nhé, các bạn nghe này. Thứ nhất là trải lót dùng cho chăn đệm ấy. Ví dụ mình nói là mình trải cái chăn ở trên sàn nhà đúng không? Yuka ni. Rồi là futon o shiku đúng không? Yuka ni futon o shiku. Thứ hai là nó mang nghĩa khác, chính là từ thiết lập hoặc là xây dựng một cái quy chế luật lệ nào đó. Ví dụ như từ quy chế chúng ta có từ kise đúng không? Kise o shiku đó. Kise o shiku nó cũng sẽ mang nghĩa là thiết lập quy chế, được chưa nào? Đáp án số 2 thì cực kỳ dễ rồi. Atatameru chính là làm nóng đúng không? Ví dụ mình nói làm nóng đồ ăn bằng lò vi sóng, denshireji de obento atatameru, rất là dễ đúng không nào? Còn số 4, ire được chính là chữ nhập thôi mọi người nhé. Ire được có nghĩa là cho vào, cho đường vào cà phê, các bạn đã nói được chưa? Cho đường vào cà phê, kohi ni sato ire được. Đúng không nào? Đó, thì thay vì chúng ta học từ đơn, từ này có nghĩa là gì thì các bạn sẽ cố gắng thành lập một câu ví dụ mọi người nhé. Thì trong quá trình chúng ta lấy ví dụ ấy, là đồng thời các bạn cũng đang phải vắt óc suy nghĩ đúng không? Các bạn cũng đang phải tìm ra được một cái phương án nào phù hợp nhất cho từ vựng này, trong ngữ pháp này, trong câu đúng không ạ? Thì bằng cách làm như thế các bạn sẽ nhớ được kiến thức lâu hơn đấy mọi người. Ok, rồi chúng ta sang câu số 2 nhá. 2番 desu. 2番 mite kudasai. Ok. Dekakeru mae ni kutsu wo kirei ni naninanimashou. Hai. 1. 絞り 2. 磨き 3. 履き 4. 欲し 2. Đánh bóng đôi giày. Ngọc Trai cũng chọn 2. Thành Tài 2. Liên Nguyễn 2. So desu ne. Đúng quá rồi mọi người ơi. Đáp án phải là 2 nhá. Các bạn đang chọn 3 thì mọi người đang bị nhầm một vị trí nào? Đang bị dịch nhầm đúng không? Chúng ta sẽ tham khảo này. Migaku có nghĩa là đánh bóng, là chải. Nói chung là mang tính chất là làm sạch, làm bóng một cái đồ vật gì đó. Một cái từ mà ở N4 chúng ta học suốt rồi chính là từ đánh răng, mọi người nhớ không? Hao migaku mà, đúng không? Thế bây giờ thay cái răng của mình bằng cái kutsu là đôi giày thì mình sẽ hiểu là đánh bóng giày đúng không? Có bạn nào hay chải trước thế này không ạ? Trước khi đi ra ngoài thì phải
đánh bóng giày cho nó sạch sẽ, tinh tươm và da cho nó bảnh trai ấy, đúng không? Đó, thì migakimasu, miraku. Còn số 3 mình sẽ phân tích đáp án sai của một số bạn đang chọn 3 nhé. Từ haki, hakimasu hay là haku thì nó sẽ có nghĩa là nôn hết mọi người. Haki da sự, đúng không? Nôn ra. Ví dụ các bạn say rượu này, hoặc là các bạn ăn cái món gì thì nó quá là mazui, rất là kinh ấy, thì mình sẽ haki, đúng không? Haki da sự. Được chưa? Mọi người hiểu chưa? Tiếp theo đáp án số 1, shibori. Shiborimasu, shiboru. Có bạn nào biết không ạ? Các bạn đang học N3 nào? Mọi người đã học hết từ vựng của N3 chưa? Và những từ ở những đáp án còn lại này mọi người đã nắm được trong lòng bàn tay chưa? Đấy, nếu mà còn từ nào mình chưa biết thì phải nhanh chóng chụp lại màn hình, phải memo vào trong vở trong sổ của mình nha. Đáp án số 1, từ shibodu sẽ có nghĩa là vắt. Ví dụ như một số bạn đang dùng là vắt nước ép này, hay là mình có vắt cái rẻ lau, đúng không? Mình lau bàn xong mình vắt nó sẽ là jokin. Mọi người học cái từ jokin chưa? Từ rẻ lau ấy, đúng không? Jokin no shibodu là vắt rẻ lau. Còn một cái nghĩa bóng rất là hay nha, đó là từ vắt óc suy nghĩ ấy, mọi người. Óc, đúng không? Chúng ta sẽ dùng từ atama o shibodu. Atama o shibodu. Đấy, là mình sẽ vắt óc suy nghĩ, đắn đo về một cái vấn đề gì đó. Còn số 4, từ hoshi, hô sự nào mọi người? Hô sự, nhìn chữ Hán này quen không? Hô sự chính là từ phơi, là hong khô, đúng không? Ví dụ mình nói là phơi quần áo sẽ là sentakumono hô sự. Sentakumono hô sự. Các bạn có nghe kịp không ạ? Rồi, tiếp tục các bạn giữ vững phong độ nha. Chúng ta sẽ chuyển sang câu số 3. 3 bạc. Eiyo no nani nani o kangaemashou. Eiyo no nani nani o kangaemashou. 1. Balance. 2. Gram. 3. Rap. 4. Kalori. Hay, một câu hỏi về katakana. Không có chữ Hán nên khó nhận biết ạ. So desu ne. So với những cái buổi đầu tiên N5 và N4 thì N3 chắc chắn là đã có nhiều chữ Hán hơn nữa rồi, đúng không? Và sẽ có một số chữ chưa có cách đọc nhá. Thì mọi người thử xác nhận xem là mình đã biết đọc nó hay chưa. Chắc chắn là trong đề thi sẽ có ít nhiều một hai câu liên quan tới katakana, đúng không? Các bạn có sợ katakana không? Mình thì cực kỳ thích học katakana luôn mọi người ạ. Bạn Miêu Hồng cùng nhau suy nghĩ sự cân bằng dinh dưỡng. So desu ne, quá chuẩn luôn, bạn dịch quá tốt rồi. Balance là cân bằng, đúng không? Chúng ta có từ eyo. Thật ra tất cả những cái từ vựng này đều chỉ thuộc trình độ N3 thôi nhá. Nên các bạn nào mà đang học N3 phải xem lại xem là mình có biết hết hay không. Không biết từ nào thì memo lại từ đấy, có được không ạ? Rồi, câu này mình sẽ dịch như sau này. Kangemasho, đúng không? Cùng nhau suy nghĩ về chế độ, đúng không? Cân bằng dinh dưỡng, đúng rồi, eyo. À, eyo no imi wa nan desu ka? Đức Muji san. Bạn Muji có câu hỏi eyo là gì? Là dinh dưỡng nha, bạn Đức Muji này. Đấy, nếu mà không biết cái gì thì mình hỏi luôn nha. Mình memo lại trong vở của mình luôn. Hai là đơn vị đo lượng gram. Đúng rồi, gram chính là gram ấy mọi người. Đấy, khối lượng trọng lượng đúng không? Còn rap bự, so desu ne. Bạn Bảo Long cũng có phương án là rap bự là đọc rap. Hay, rap bự thật ra nó có hai nghĩa. Một như các bạn nói là nhạc rap ý. Thì ví dụ mình có câu hỏi dành cho mọi người nha. Minasan wa rap bự ga suki desu ka? Watashi wa amari suki janai desu kedo. Hay, tức là mọi người có thích nhạc rap không, đúng không? Thế còn một ý nghĩa nữa của rap bự chính là những cái màng bọc thực phẩm ấy. Các bạn có hay dùng lò vi sóng không? Thì chúng ta sẽ bọc trước khi mình quay, đúng không? Thì sẽ là rap de tsusumu. Hay, shokuhin no rap de tsusumu là bọc đồ ăn bằng màng bọc thực phẩm. Được chưa ạ? Còn số 4, kalori chính là từ calo ấy mọi người. Bạn nào mà đang giảm cân này hoặc là ăn theo chế độ gì đó ấy, đúng không? Thì mọi người sẽ cần cân nhắc về cái calo xem nó nhiều hay nó ít. Thì nó sẽ đi với tính từ là takai hoặc là hikui mọi người nhá. Để thể hiện tính chất là cái sản phẩm này, cái món đồ ăn này nó nhiều hay là ít calo. Ok, xong rồi nhỉ? Câu 4 nha. Yong bảng. Kare wa chisai toki dare to demo hanashi o suru nani nani kawaii kodomo deshita. Hơi dài đúng không? Các bạn theo dõi kịp không? 1. Hito natsukokute. 2. Wagamama de. 3. Itazura de. 4. Kawaisou de. Hai. Câu này mặc dù nhìn dài thế thôi đúng không? Nhưng mà chia vế rất là rõ ràng luôn. Vế số 1, chisai toki đúng không? Khi còn nhỏ, hồi còn nhỏ thì anh ấy như thế nào? Dare to demo đúng không? Chúng ta ngắt ở đây này. Hanashi o suru nani nani kawaii kodomo deshita. Hai. Hai. Các bạn chọn 3 có thể comment nhanh cho mình biết từ itazura ý nghĩa là gì không các bạn? Tinh nghịch, đúng rồi, bạn Hoàng Việt có comment rồi, tinh nghịch. Nhưng mà tinh nghịch xong lại đi với kawaii có ok không? Tinh nghịch nó là một cái hơi tiêu cực một chút xíu, đúng không? Mình chê, mình phàn nàn là cái đứa này nó tinh nghịch ngợm, phá phách quá. Xong lại kawaii nghe có vẻ không được hợp lý cho lắm nhỉ? Đùa giỡn, nghịch ngợm, đúng rồi, Trần Thu, ok. Đấy, thì các bạn hầu hết đều biết nghĩa của từ này là nghịch ngợm, đùa giỡn rồi là tinh nghịch phá phách đấy rồi. Thế nhưng mà các bạn thấy nó có phù hợp với nghĩa của câu này lắm không? Đúng không ạ? Thế cho nên là mình phải căn cứ vào sự kết nối rồi những vế rồi là những từ vựng ở trong câu nữa, đúng không? Ở đây mình thấy có rất là ít các bạn chọn được đáp án đúng thôi, đáp án số 1. Đấy, nhiều khi đa số là không thắng được thiểu số đâu, đúng không? Mọi người phải giữ vững quan điểm lập trường của mình nhá. Không phải là thấy các bạn chọn 3 nhiều quá trong lòng của mình đang nghĩ là 1 cơ mà, nhưng mình không dám comment. Không, mọi người cứ mạnh dạn lên.
Hitonatsukui là một tính từ đuôi y, thể hiện là một người rất là thân thiện, rất là hòa đồng luôn ấy. Các bạn thử dịch xem câu này ok không nhá. Là hồi còn nhỏ đúng không? Anh ấy là một đứa bé thế nào nhỉ? Rất là thân thiện, rất là hòa đồng, ai cũng có thể nói chuyện được. Dare to demo đúng không? Hanashi o suru tức là một người họ hòa đồng, ai cũng có thể nói chuyện được. Sau lại còn thêm một tính chất tích cực bên cạnh nữa là kawaii đúng không? Là một đứa bé cũng rất là dễ thương, đúng rồi. Ok, chốt lại là 1, các bạn nhớ chưa ạ? Chốt lại là 1 này. Số 2, wagamama. Wagamama cũng là một tính từ rất là quen thuộc của N3 rồi. Chính là từ gì nhỉ? Wagamama, so desu ne, ích kỷ, ngoan cố, chính xác ạ. Còn itazura chúng ta vừa nói rồi nhá, là tính cách nghịch ngợm, phá phách này. Còn cuối cùng, kawaiiso. Kawaiiso. 3 từ còn lại đều là tiêu cực, trong khi 1 là tích cực. Đúng rồi, đấy, nhiều khi các bạn sẽ phân tích đáp án bằng cách như vậy đúng không? Toàn là tiêu cực thôi, chê trách phê phán ai đó thôi. Mà kawaii là tích cực thì nó phải gọi là cộng hưởng đúng không? Một khi đã khen thì phải cùng khen chứ. Thế còn số 4 nhá, chúng ta đang nói từ kawaiiso đúng không? Thì sẽ là trông có vẻ rất là đáng thương, tội nghiệp đúng không ạ? Đáng thương, tội nghiệp. Ok, đi tiếp, câu số 5. Nimotsu ga todokimashita ga sore wa watashi ga chūmon shita no to nani nani. Hai. 1. 違ったです. 2. 間違ったです. 3. 間違っていました. 4. 間違えていました. Hai. Ồ, 1, 2, 4 đều có người chọn hết rồi. 2, 5, 2 rồi. Kanji ga ui kara, nhiều chữ Hán quá. Những chữ Hán này đều thuộc N3 mọi người nhá, để mình đọc lại cho mọi người này. Ví dụ, nimotsu ga todokimashita. Cái động từ này buổi live ngày hôm qua N4 đã gặp rồi nha. Todo. Todokimashita. Sore ga watashi, cái này chắc ai cũng biết rồi đúng không? Watashi ga chūmon, được chưa? Chūmon shita no to. Hay. Quá là nhiều đáp án khác nhau đúng không? Bên dưới mình thấy cũng rất là nhiều bạn chọn 2 nữa này. Mọi người ơi, đáp án của câu 5 phải là 3 nha. Machigatte. À cô bạn từ chigatte imashita thôi. Tại sao cô 5 chọn 3 này? Thứ nhất, chúng ta loại bỏ đáp án số 1 và số 2 nhá. Bởi vì cái này nó chia quá khứ rồi, nhưng mọi người thấy cái tình trạng hiện tại đúng không? Bị nhầm, bị sai ấy thì nó phải là diễn ra đúng không? Từ quá khứ cho tới hiện tại vẫn nhầm, đúng không ạ? Cụ thể câu này chúng ta sẽ dịch lần lượt như sau. Nimotsu là hành lý hàng hóa đúng không? Todokimashita ga đã được chuyển đến rồi. Thế nhưng mà cái chỗ hàng hóa đấy nó lại khác so với những gì mà tôi đã chūmon, đã order, đã đặt hàng trước. Đúng không ạ? Thì cái tính từ cái lúc mà nó chuyển cho tới cái lúc tôi hiện tại và ngay cả thời điểm imạ luôn đúng không? Là nó vẫn đang nhầm. Vì vậy chúng ta sẽ chia là te imashita, đúng không ạ? Chigatte imashita, nó bị nhầm, bị sai, đúng không? Còn số 4 cũng không được, là từ machigae thì chúng ta sẽ hiểu là cái sắc thái là lấy nhầm, cầm nhầm giữa hai hoặc là nhiều vật giống nhau nhá, nó sẽ bị sai sắc thái đấy mọi người. Sai sắc thái. Vì vậy mình sẽ chọn 3 thôi nha, 5 3. Rồi, đi tiếp, câu số 6. 2 và 4 loại vì nghĩa không phù hợp, so desu ne. Đấy, nếu mà câu khó hoặc là câu dài quá, các bạn sử dụng phương án loại trừ đi. Chúng ta loại được đáp án nào thì cũng nhẹ đầu cái đáp án đấy đúng không? Sau đó mình phân biệt những cái đáp án khác thôi. Ok, câu số 6 đây mọi người. Kore kara sochira ni nani nani kara 3時 made ni wa tsuku to omoimasu. Hai. 1. Mukaemasu. 2. Reaimasu. 3. Maniaimasu. 4. Mukaemasu. Nanban desu ka? 1 và 4. Ok, mọi người đang phân vân. 1 này, 4 này, 2. Ở đây có ma đề nhĩ này, đúng không? To omoimasu này, kara này, đều là ngữ pháp của N5, N4 thôi. Số 4 là hướng đến, đúng rồi. Hay, mukaimasu là động từ hướng, đúng không? Hướng đến đâu thì mọi người cho là danh từ nhĩ. Đấy, vì bây giờ tôi sẽ di chuyển đến chỗ đó, thế cho nên tôi nghĩ rằng trước 3 giờ tôi tsuku có thể đến nơi. Được không mọi người? Mọi người nghe rõ cái phương án dịch chưa? Đấy, vì bây giờ tôi sẽ di chuyển đến chỗ đó, cho nên trước 3 giờ tôi nghĩ là tôi sẽ đến nơi. Ok không ạ? Số 1, mukaemasu là động từ đón, ví dụ đón con đúng không? Kodomo, mukaeru. Số 2, deaimasu là tình cờ gặp ai ở ngoài đường thôi. Còn số 3, maniau là kịp, ví dụ kịp giờ học đúng không? Jūgyō ni maniau. Được chưa nào? Câu số 7, 7 bảng. Gomen ne, hondo ni gomen. Sonna ni nani nani ii yo. Hai, dạng kai wa A và B đúng không? Hai, bạn A xin lỗi này. Gomen ne, hondo ni gomen, đúng, rất là thành khẩn xin lỗi bạn B. Bạn B sẽ nói là gì nhỉ? Sonna ni nani nani ii yo. Cả 4 đáp án chúng ta đều thấy đuôi là nakute mo, đúng không? Là chia thể phủ định rồi. Và nakute mo i là không cần phải làm V cũng được. Đấy, thì trong câu xin lỗi này thì mình bảo bạn kia cái gì nhỉ? Ichi, aisatsu shinakute mo. Ni, ayamaranakute mo. San, chuuishinakute mo. Yon, okoranakute mo. Hai.
Phan Công Mạnh 2, Trần Nguyệt 2, Nguyễn Thành Tài 2. Nói chung là mọi người đều chọn 2, đúng không? Ayamadu là xin lỗi, đúng không? Vì vậy mình sẽ bảo là bạn không cần phải xin lỗi thế đâu, đúng không? Bạn không cần phải cảm thấy có lỗi như thế đâu, được không ạ? Ayamadanakutemoiiyo. Còn đáp án số 1, aisatsu là chào hỏi, đúng không? Bạn không cần chào hỏi thế đâu à? Không phù hợp. Số 3, chuiishinakutemo, không cần phải chú ý thế đâu, đúng không? Và số 4, okoranakutemo, không cần phải tức giận như thế đâu. Đấy, thì chúng ta sẽ dịch, đúng không? Và thấy nó không phù hợp thì mình loại luôn. Ok, đi tiếp nha. Hachi bang. Hachi. Oame de kawa no mizu ga nani nani ie ga nagasareta. Hai. Các bạn đọc được hết chữ Hán không? Oame de kawa no mizu ga nani nani ie ga nagasareta. Hai. Câu này giống như là nói về đợt bão Yagi vừa rồi ấy mọi người. Đại Dũng cũng 2, Ngô Phương Thảo 2, Trương Sinh 3, Thái Lê 2, 2 và 3 đúng không? Là hai phương án mà mọi người đang phân vân. Nhưng đáp án của chúng ta sẽ là 3. À phư đề được. À phư đề được thì sẽ có nghĩa là tràn, đúng không mọi người? Tràn đầy ấy. Thì câu này mình dịch là gì? Do, đúng không? Do mưa lớn mà nước của sông bị tràn, tức là bị ngập, bị lụt ấy mọi người. Đấy, thế cho nên là nhà cửa cũng bị cuốn trôi theo. Nagasareta. Được chưa ạ? Thì mình sẽ hiểu nước nó bị tràn nha. Còn số 2, từ kobo đê được là từ bị đổ. Ví dụ cái cốc mình rót đầy nước quá, xong rồi mình đi, đúng không? Mình bất cần, mình hậu đậu, mình làm đổ nước. Đấy, mizu ga kobo đê được. Mọi người hiểu cái sắc thái nghĩa của nó chưa? Nó khác nhau như vậy nhá. Thế cho nên là các bạn khi mà học ấy, thì mình học thật là chắc, học tắt ví dụ đi kèm của nó. Thứ nhất là phục vụ cho GLBT, đúng không? Chúng ta làm bài sẽ nhanh hơn. Và trong kaiwa thì cũng sẽ tự nhiên hơn và tránh sự nhầm lẫn. Đúng rồi, số 1, wakade được là chia tay. Còn số 4, nige được là chạy trốn, bỏ trốn, chuồn, đúng không? 36 kế, chuồn là thượng sách. Hãy, vì mưa to nên nước sông tràn ra. Đúng rồi, ok nha. Câu số 9. Kare wa restaurant de ryori zo tsutomeru nani nani no ryori nin da. Hãy. 1. Ippan. 2. Itto. 3. Ichi. 4. Ichiryu. Hãy. Rồi, vẫn có hai đáp án là 3 và 4. 3 và 4. Ok. Vũ Thông 3, Vũ Thông 4 này, Trần Nguyệt 3, Xuân Trung 4. Đáp án là yong bằng cả nhà nha. Yong bằng desu yo. Ichiryu mình sẽ hiểu là hàng đầu, đúng không? Mình dịch thử lên câu này nhá. Anh ấy là một đầu bếp hàng đầu. Được chưa ạ? Anh ấy đang thế nào? Tsutomeru là đang phụ trách, đang đảm nhận, đúng không? Vị trí đầu bếp trưởng tại nhà hàng. Đúng ạ, thì mình sẽ khen là anh đấy là một người đầu bếp thế nào? Hàng đầu về kinh nghiệm, đúng không? Rất là xuất sắc, xuất chúng luôn, rất là giỏi luôn, đúng chưa? Còn số 3 nhá, Ichi là top 1, là thứ hạng, là vị trí số 1. Đấy, ví dụ là nước A, đúng không? Đang đứng vị trí số 1 trên thế giới, chẳng hạn này, về kinh tế, về chính trị chẳng hạn. Đúng rồi, nên các bạn đừng nhầm lẫn câu này nha, mình phải chọn Ichiryu đấy ạ. Còn số 1, Ippan. Ippan là thông thường, là chung, đúng không? Mình thấy có một từ hay gặp trong đọc hiểu của NMA, đó chính là từ Ippan Tekini mọi người. Đấy, là nói chung, đúng không ạ? Còn Itto là hạng nhất, là giải nhất ạ, nói về giải thưởng. Các bạn có nhớ từ thưởng không? Mình có từ show, thì mình sẽ ghép lại là Itto show, là giải nhất. Hãy, tiếp theo, 10番. Akarui nani nani no kanojo wa kurasu no ninki sha da. Akarui nani nani no kanojo wa kurasu no ninki sha da. 1. 心理 2. 精神 3. 性格 4. 人類はいはい、そうですね。はい、3番です。明るい là sáng sủa, đúng không? Nó cũng là một tính từ để thể hiện xê ca cự, là tính cách, phải không nhỉ? Vì vậy chúng ta sẽ dịch nhá. Cô ấy là một người có tính cách sáng sủa, tức là sao? Rất là thân thiện, niềm nở, hòa đồng, đúng không? Tốt bụng, vân vân. Thế cho nên trong lớp rất là được yêu thích, nin kỳ sạ. Còn từ shinri, các bạn nhìn chữ Hán có nhận ra họ quen không ạ? Shinri là tâm lý này, seishin là tinh thần, còn jindui là nhân loại, là loài người, đúng chưa? Tiếp theo chúng ta sang câu số 11 ạ. 11, 11番. Kono tori wa sora o nani nani koto ga dekinai. Hai, tori là con chim, đúng không? Con chim này, dekinai, nó không thể chấm 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 sora, trên bầu trời. Đấy, chim thì chúng ta sẽ đi với động từ là bay, đúng không? Tobimasu, tobu. Ok, là bay. Hay. Còn số 1 mình có từ kodobu. Kodobu là bị ngã này. Số 3, sa sự là chỉ, đúng không? Chỉ trỏ thế này này. Còn số 4, tsukamu là từ nắm bắt, đúng không? Tóm lấy, ví dụ nắm bắt cơ hội mình sẽ nói là chance hoặc là kikai o tsukamu. Được không mọi người? Nhớ nha. Đấy, sora o tobu, bay trên bầu trời. Rồi, câu 1 kodobu là té ngã, chính xác. Ngọc trai, câu 2 là bay, 3 là chỉ trỏ. Còn 4, tsukamu, bạn này biết từ này không? Tsukamu có nghĩa là tóm, là bắt, là nắm bắt cơ hội ấy mọi người. 12 nha, 12. Hay. Hàn nín và kono tatemono ni nani nani iru hazu da. Hazu là ngữ pháp N4, đúng không? Hàn nín là gì nhỉ? Hàn nín và kono tatemono ni nani nani iru hazu da.
1. Kakonde 2. Kakurete 3. Kuzurete 4. Fukunde. Bạn Đại Dũng 2, Yuli Lưu 2, Hải Nam Ngô 2 là trốn. Kakurete, Khắc Thắng cũng chọn 2. Ok, chính xác rồi nhá. Kakure được có nghĩa là ẩn náu, rồi là che giấu, che lấp đúng không? Các bạn dịch là trốn cũng là một phương án dịch khá là hay trong câu này. Hani là tên tội phạm đúng không? Chắc chắn là đang trốn đúng không? Ở trong tòa nhà này. Chính xác. Còn số 1, cá cô mự của mình là cái từ bao vây, bao quanh đúng không ạ? Số 3, kuzure được là gì? Có bạn nào comment ý nghĩa của số 3 chưa? Kuzure được mọi người nha, nó sẽ mang nghĩa là sụp đổ, đúng rồi, sụp đổ. Còn cuối cùng, phục cư mự là chứa, là bao gồm, bao hàm cái gì đó. Hay, rất tốt ạ. Tiếp theo nào, câu số 13. Ie ni kaette nekutai o nani nani. Chọn một động từ nào, một về. 1. Hazusu 2. Nozoku 3. Atsukau 4. Tsunagu. Hay. Câu này có trong bài test của trường Sensei. Hay, Bảo Long Sàng học lớp của thầy trường à. Mọi người ơi, tất cả những cái câu mà chúng ta đang chắt lọc ở trên bài, mọi người thấy hay không ạ? Đấy, thì đều được lấy trong các giáo trình của Dũng Modi luôn nhá. Ở trên tay của mình có rất là nhiều đầu sách của Dũng Modi này, đầy đủ từ cấp độ N5 cho tới N1 luôn. Và các cái câu này thì đều được chắt lọc từ trong cuốn sách này. Đấy, vì vậy là các bạn nào muốn luyện tập nhiều đề hơn, cũng như là có phần giải thích chi tiết ở phần cuối sách, hoặc là các dạng môn đai khác nữa, thì mọi người có thể tham khảo các đầu sách này nhá. Hay, và các bạn đang học khóa online, offline bên Dũng Modi thì đều có những cái câu test rất là hay đúng không? Tương tự như thế này. Hay, rồi, Vũ Huy Phong một là tháo ra, đúng rồi, đi với necktie đúng không? Là cái cà vạt thì mình sẽ là tháo cà vạt, chính xác. Về đến nhà cái là tôi tháo cà vạt ra luôn. Đấy, ngoài cà vạt ra các bạn có thể là tháo kính đúng không? Megane o hazusu, tháo khẩu trang, mask o hazusu. Đó. Số 2, nozoku là ngoại trừ nha, ví dụ ngoại trừ ngày lễ chẳng hạn, shukujitsu o nozoku. Số 3, atsukau thì mình có thể dịch là xử lý này, dịch là đối xử này, hoặc là vận hành một cái gì đấy. Ví dụ phải đối xử nhẹ nhàng với trẻ con thôi. Kotomo ni yasashiku atsukau. Còn số 4, tsunagu là kết nối. Ví dụ kết nối internet đấy mọi người, kết nối mạng đúng không? Thì mình sẽ dùng cụm là intaneto tsunagu, được chưa? Hãy câu số 14. 14 nào. Umi no nani nani ni fune ga shizunde iru. Umi no nani nani ni fune ga shizunde iru. 1. Ura 2. Ne 3. Oku 4. Shoko. Yulilu 14-4, chính xác ạ. Số 4, số cô là đáy đúng không? Trong câu này là dưới đáy biển đúng không ạ? Fune ga shizunde iru là thuyền bị chìm, đúng không? Thuyền bị chìm dưới đáy biển. Số 1, ura. Ura là mặt sau đúng không? Ví dụ mặt sau của tờ giấy chẳng hạn. Kami no ura ni namae o kaite kudasai chẳng hạn, đúng không? Các bạn viết tên vào mặt sau của tờ giấy nhé. Còn số 2, từ ne. Ne thì sẽ hiểu theo hai nghĩa là cả nghĩa đen và nghĩa bóng được luôn. Nghĩa đen ne thì mình sẽ hiểu là cái rễ đúng không? Ví dụ rễ của cây ấy, kino ne, hoặc là cái gốc rễ, nguyên nhân của ngọn ngành sự vật sự việc gì đó. Số 3, oku. Oku là gì nhỉ? Là trong đúng không? Ví dụ trong của một cái giá, cái kệ đúng không? Tana no oku, phía bên trong. Ừ, bên trong góc đúng rồi, phía bên trong cùng luôn đấy mọi người. Hãy, đấy, mình ôn lại nha. Rồi, câu số 15 này. Hãy, tsugi. Byouki ni natta tomodachi no nani nani o sukuitai. 1. Karada 2. Inochi 3. Nama 4. Kizu. Hãy. Rồi, tôi muốn cứu mạng sống của người bạn đang bị mắc bệnh. Rồi, phương án dịch của bạn Bảo Long khá là hay. Bạn Huy Phong chọn 2. 15-2 Inochi. Hãy. Bạn Diệu Nhân chọn 2. Ngọc Trai cũng 2. Hay, Ngọc Thu 2, Mai Cua 2, đúng rồi. Inochi chính là cái sinh mệnh, đúng không? Mạng sống của ai đấy. Thì mình sẽ hiểu là tôi muốn cứu mạng của một người bạn đang bị bệnh, đúng không ạ? Số 1, Karada là cơ thể. Số 3, Nama là tươi sống, đúng không? Ví dụ, Nama Beer, đúng không ạ? Là bia tươi này. Rồi Nama Yasai, đúng không? Rau sống. Còn Kizu thì sẽ là vết thương, vết chảy, vết xước, đúng không? Ok, rồi đi tiếp nhá. Câu số 16. Bạn Nguyễn Bá Chí chọn 1. Ok, Nakami, đúng rồi. Nakami mình sẽ hiểu là bên trong của một cái đồ vật gì đấy. Trong câu này là bên trong của cái túi đúng không? Hay bên trong của cái hộp vân vân thì chúng ta sẽ dùng từ Nakami được không ạ? Các cứ nhìn sơ lược là xác nhận, là kiểm tra. Vì vậy là tôi kiểm tra xem là trong túi có cái gì được không ạ? Trong túi có cái gì? Nakami. Chiushin là từ trung tâm đúng không ạ? Ở N3 chúng ta còn có một ngữ pháp là danh từ u chiushin nishite hoặc là chiushin toshite mọi người. Nishite. Rồi, viết hơi xấu mọi người nhá. Này. Danh từ chiushin ni shite hoặc chiushin to shite, lấy danh từ làm trọng tâm đúng không? Làm trung tâm. Ok ạ. Còn số 3 sai chiu cũng là một ngữ pháp này, về trước của nó hay đi với vti
đúng không? VT được sai chứ nhị có nghĩa là đang làm V1 thì V2 xảy ra một cách bất ngờ đột ngột, đúng không? Ngoài dự tính của mình. Còn số 4 từ chiêu càng thì mình sẽ hiểu là từ trung gian, có nghĩa là phần ở giữa, nói về vị trí mọi người, vị trí nhá. Ok. 次 です. 17 番. Mọi người nhìn thấy câu 17 chưa ạ? Chúng ta bắt đầu làm câu 17 này nhá. この問題は日本だけではなく、はい、ngữ pháp tiếp này. 何々にも問題だ. Rồi. Câu này bảo khó thì không khó đâu đúng không? Chúng ta sẽ ghép một tính từ nào. 1. 活動的 2. 比較的 3. 印象的 4. 国際的 Y ですね? Chính xác mọi người. 国際的 đây là chữ quốc và chữ tế đúng không? Thì mình sẽ hiểu là mang tầm cỡ hoặc là mang tính quốc tế. Đó, đây là vấn đề không chỉ ở Nhật Bản đúng không? Mà nó còn mang tính quốc tế. Chính xác, như Quỳnh Sảng. Hãy Đông Nguyên Sảng cũng chọn 4 này. Katsudo teki, chữ katsudo là chữ hoạt động đúng không? Nhưng mà mình không dịch là mang tính hoạt động, mình có thể dịch là năng động để cho mọi người. Năng động nha. Hikaku teki là chữ so sánh đúng không? Thì mình sẽ hiểu là khá là tương đối là như thế nào đó, dùng trong những trường hợp so sánh. Còn số 3, insho teki na là ấn tượng đúng không? Đúng rồi, vấn đề mang tính quốc tế, Vũ Huy Phong Sảng quá là hay luôn. Hùng Văn Bùi Sảng hay i desu ne. Câu 18 là mọi người, cố lên mọi người ơi, gambarimasho. 18 番野菜を何々切ってスープに入れる。1. 詳しく 2. 険しく 3. 深く 4. 細かく。はい。はい。Vũ Huy Phong 4. そうですね。4番細かく。細かい là nhỏ lẻ, chi tiết tỉ mỉ đúng không? Đi với động từ 切る thì mình sẽ hiểu là cắt nhỏ ra đúng không? Hãy cắt nhỏ rau rồi cho vào trong súp nhé. Đúng không ạ? Cắt nhỏ nha. Komakaku kiru. Ngoài ra komakai chúng ta học trong cái cụm từ tiền lẻ đúng không? Komakai okane. Số 1, 2 và 3 có bạn nào biết nghĩa không ạ? Comment nhanh số giúp mình với ạ. Số 1 kewashi đúng không? Là chúng ta hiểu, mình biết tường tận hoặc là sành sỏi được một cái vấn đề gì đấy thì hay đi với danh từ nghĩa mọi người. Ví dụ bố tôi rất là am hiểu về máy tính đi đúng không? Chichi wa komyuta ni kewashi được chưa? Còn số 2 kewashi của chúng ta sẽ mang hai nghĩa. Nghĩa số 1 là hiểm trở, nói về núi ấy mọi người. Kewashi yama đúng không? Hay là cái khuôn mặt rất là nghiêm khắc là khó tính. Mình cũng có thể nói là kewashi cao được chưa ạ? Số 3 fukai dễ quá. Fukai là sâu đúng không? Nói về mực nước, ví dụ nước biển sâu. Umi ga fukai. Hay là cái suy nghĩ, cái kiến thức của ai đấy rất là thâm sâu. Thì mình cũng có thể dùng là fukai đi với chisuki, đi với kangae đúng không ạ? Rồi các bạn có nghe kịp không ạ? Chúng ta sẽ đi tiếp nhá. Câu 19 này. Shikarare teiru toki ni nani nani suru na. Rồi, vừa ngày hôm qua chúng ta học N4, ôn lại ngữ pháp này xong. N4 đúng không? V du na. 1. Uki uki 2. Niko niko 3. Zowa zowa 4. Bun bun 2. Ok. Khi mắng thì cấm cười, đúng rồi. So desu ne. Cười khúc khích, chính xác ạ. Khi mà bị mắng đúng không? Thì cấm, chính xác, thể cấm chỉ V du na. Cấm được cười, niko niko tủm tỉm đúng không ạ? Các đoạn khác còn lại mọi người có biết không? Ví dụ uki uki thì mình sẽ dịch là hân hoan vui sướng. Ví dụ có chuyện gì mà trông hân hoan vui sướng hết đúng không? Nani ka uki uki shite du no, đúng không ạ? Các bạn nào biết cái từ này không ấy? Đấy, memo lại nha. Số 3, zowa zowa là ngứa da đấy mọi người, là ngứa ngáy khó chịu đấy. Ví dụ đằng sau lưng đang bị ngứa đúng không? Senaka ga zowa zowa shite du. Còn số 4, pun pun, các bạn thấy phát âm nó cũng rất là hay đúng không? Pun pun là nổi giận đùng đùng, được chưa ạ? Nổi giận đùng đùng. Ví dụ, sao em lại nổi giận đùng đùng như thế đúng không? Nande sonna ni pun pun okotte du no? Được chưa? Pun pun. Các bạn có nghe kịp không ạ? Mình có thể memo lại nhanh nhá. Ok chưa cả nhà? Đúng rồi, ok. Tiếp nào, 20, câu hỏi cuối cùng rồi. Gambarimasho, 20. Sai của nomon đại. Sukoshi aruita dake de mune ga nani nani suru. Hai, đà kê đệ chỉ đúng không? 1. Waku waku 2. Hara hara 3. Goro goro 4. Doki doki. Hai. Mỹ 20 là 4. Ok, doki doki. Mọi người dịch là gì nào? Mình chờ phương án dịch của mọi người nha. Đi bộ một chút mà ngực đập thịch thịch. Đúng rồi, chính xác ạ. Chỉ đúng không? Chỉ đi bộ một chút thôi mà ngực mà mình đập chúng ta sẽ hiểu là bị nhói, bị đau ngực ấy mọi người, bị tức ngực đúng không? Các bạn hiểu cảm giác là mình vừa ăn cơm xong xong mình đi bộ không? Sẽ bị tức ngực đúng không nào? Doki doki. Bình thường nó sẽ hiểu là cái tâm trạng là tim đập thình thịch ấy. Đấy, còn câu này mình không dùng kokoro mà mình dùng mune đúng không ạ? Mune ga doki doki suru. Mới đi bộ một chút thôi mà ngực đập thình thịch. Hay. Rồi, câu 1 là háo hức, câu 3 là ầm ầm tiếng sét. Ừ, câu 2, có ai dịch 2 chưa? 2 là áy náy. Ừ, hay quá, mọi người học quá là xuất sắc luôn. Rồi, chúng ta sẽ tổng kết lại nhá. 1, waku waku sẽ là háo hức, mong chờ. Còn số 2, hara hara, hồi hộp, lo lắng.
Và số 3, godo godo có khá là nhiều nghĩa. Ví dụ nó có thể dịch là ăn không ngồi rồi mọi người, godo godo shite iru, đúng không? Hay là vừa rồi bạn Lâm có comment là tiếng sấm đùng đoàng ấy, thì sẽ là sấm là gì mọi người nhỉ? Kaminari, đúng không? Kaminari ga godo godo naru, đấy động từ kêu ấy. Còn một cái ý nghĩa nữa mình thấy cũng rất là hay gặp, đó chính là cái cảm giác mà chúng ta bị cộm cộm, một cái dính, một cái vật thể, một cái dị thể gì, dị vật gì ở trong mắt của mình ấy, thì mình có thể nói là me ga godo godo suru, đúng không? Ví dụ mình bị bụi bay vào mắt đi, me ga godo godo shite iru, đúng không? Mắt đang rất là cộm, rất là khó chịu. Đấy, còn đáp án 4 của mình doki doki là tim nha, tim đập thình thịch. Nếu các bạn thấy hay thì hãy thả like, đăng ký kênh và bấm biểu tượng giờ chuông để nhận được thông báo khi Dũng Modi có video mới nhất nhé. Chúng ta sẽ đi luôn đến buổi học, đến bài học ngày hôm nay của mình nhá. Bắt đầu từ câu số 21. Hai. Daigaku daigaku sotsuyogo wa ryugaku suru ka? Nani nani chushoku suru ka? Hai. Đây các bạn nhìn thấy đây là một câu hỏi đưa ra sự lựa chọn đúng không? Hay sau khi tốt nghiệp đại học cậu sẽ đi du học hay là đi làm vậy? Rồi, bạn Bảo Long dịch rất hay đúng không cả lớp? Chính xác, đáp án là yon bang desu. Sore tomo mình sẽ dịch là hay là hoặc là, đúng không? Nói chung là sẽ đưa ra sự lựa chọn đấy mọi người. Hay ở đây thì bạn ấy có hai sự lựa chọn đúng không? Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu sẽ đi du học hay là đi làm luôn, được không nào? Ba đáp án còn lại các bạn nhìn nhá. Ima kara, sore kara, itsu kara. Có dễ không mọi người? Imakara, ima là bây giờ thì imakara sẽ là từ bây giờ đúng không? Imakara nihongo, benkyou shimashou, đúng không nào mọi người? Còn số 2, sorekara là sau đó dùng để liệt kê thứ tự của hành động. Ví dụ, okite asagohan o tabete sorekara kaisha ni ikimasu, đúng chưa ạ? Còn số 3, itsukara có nghĩa là từ khi nào đúng không? Itsukara minasan wa nihongo benkyou shimashita ka? Được chưa ạ? Thì trong quá trình chúng ta chữa cả các những đáp án sai thì mọi người hãy cố gắng lấy một câu ví dụ nào đó thật là ngắn gọn thôi, vận dụng được hết tất cả những kiến thức mà mình biết để thành lập một câu ví dụ để xem là mình đã tư duy trật tự từ câu cú ok chưa, đúng không? Sẽ tham khảo và trao đổi cùng các bạn khác nhé. Hãy câu 22. Nani nani jikan desu kara ikimashou ka? Hãy 1 guzu guzu 2 ma ma 3 mada mada 4 soro soro. Hãy một câu hỏi về từ lấy đúng không mọi người? Hầu như phương án của mọi người đều chọn 4 đúng không? Xin sẽ đọc một số bạn nhé. Ví dụ Kim Anh 4 này, Bảo Long 4, Phương Thảo 4, Nhật Vi 4. Tới giờ rồi đi thôi. Vì sắp tới giờ rồi cùng đi thôi. Chính xác mọi người nha. Đáp án của chúng ta là yon bang de soro soro, sắp sửa đúng không? Vì sắp đến giờ rồi cho nên cùng đi thôi, đúng không? Đi thôi nào. Hãy số 1 guzu guzu. Đố bạn nào biết cái này là gì đấy? Cái này là khó nhất trong 4 từ ở đây đúng không? Mình sẽ chữa từ dễ đi. Chúng ta có từ mama là tàm tạm, đúng không mọi người? Tàm tạm. Hãy không tốt, không dở, không ngon, không kém, đúng không? Còn mada mada thật ra nó có 3 nghĩa mọi người nha. Và mình sẽ giới thiệu lần lượt cho mọi người như sau. Thứ nhất, có nghĩa là chưa tới, ví dụ chưa tới mùa đông đúng không? Mada mada fuyu wa konai ne. Hãy. Còn số 2, mada mada còn thể dùng trong câu khẳng định, ví dụ như là thế nào nhỉ? Trời vẫn còn có thể lạnh hơn nữa đấy. Các bạn nghe ra không? Mada mada samuku naru yo, được không nào? Còn nghĩa số 3, cái này các bạn chắc chắn đều biết rồi, đó chính là khi mà mình muốn khiêm nhường, khiêm tốn trước lời khen của ai đó. Ví dụ như mọi người có hay được khen là Nihongo ga jōzu desu ne không? Đúng không? Jōzu desu ne, lúc nào người ta cũng khen mình thế, dù mới chỉ Ohayo thế nào thôi, nhưng đã khen tiếng Nhật giỏi quá rồi thì mình có thể là đáp lại câu khen đấy bằng cách là yeah yeah, mada mada desu, đúng không? Có nghĩa là tôi cũng chưa tốt lắm đâu, đúng không? Vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện thêm chẳng hạn. Số 1 khá khó đúng không? Có nào biết nghĩa không? Guzu guzu chúng ta sẽ dịch là trần trừ này, lề mề mọi người nhá. Đấy, các bạn có thể chụp nhanh lại màn hình hoặc ai đang tiện vở tiện sách thì memo lại luôn nha. Guzu guzu ví dụ như là đừng có lề mề nữa, đi ra ngoài thôi. Guzu guzu shinai de dekakemasho, đúng không? Dekakenasai, được chưa mọi người? Memo lại nha. Hãy rồi chúng ta sẽ đi tiếp sang câu 23. Hãy mite kudasai. Kenko no tame ni nani nani mainichi undou o suru you ni shite imasu. 1 narubeku, 2 sore hodo, 3 kanarazu shimo, 4 naru hodo. Hai. Ok, bạn Hà Đông Định chọn 1, Đạt Nguyễn Đức chọn 3, Phương Thảo 1 và 3. Hai. Trong câu này có hai ngữ pháp rất là quen thuộc của nửa 4, chính là từ tame ni vì, đúng không mọi người? Còn đuôi câu là you ni shite imasu là thể hiện sự cố gắng, đúng không? Mình cố gắng làm cái V đấy thật là đều đặn theo thói quen vào. Đấy, thế cho nên chúng ta sẽ chọn được phương án số 1 narubeku, như 95% các bạn đang chọn được rồi. Hay, ok. Thì mình sẽ dịch câu này như sau đúng không? Vì sức khỏe cho nên tôi đang cố gắng mỗi ngày đều vận động, đều tập thể dục càng nhiều càng tốt.
Các bạn nghe kịp không ạ? Naruべく, càng nhiều càng tốt, đúng không nào? Còn soreほど thì sẽ là đến mức như thế, sore là như thế, đúng không nào? Còn hodo thì chắc chắn là các bạn N3 đều học rồi, để nhấn mạnh về mức độ, đúng không ạ? Cho nên mình sẽ dịch là đến mức như thế. Tôi không nghĩ là nó vất vả đến mức như thế đâu, đúng không? Soreほど taihen janasaso desu. Hay. Còn số 3, kanarazu shimo, có một số bạn đang nhầm phương án này. Cái này thì mình sẽ dịch là chưa chắc là, không hẳn là. Còn số 4, naruhodo, người ta hay làm biểu tượng như này mọi người. Naruhodo, khi mà mình vỡ ra hoặc là mình kiểu thủng một cái kiến thức gì mới, đúng không? Một kiến thức mới được tiếp thu ấy mọi người, sẽ dùng naruhodo. Ok. 24 nào. So desu ne. Một là gì vậy? Một là narubeku, càng nhiều càng tốt nha bạn Trường Sang nhé. 24 nào mọi người, 24. Designer mezashiteiru kare wa yahari fukuso no nani nani ga ii. 1. Fashion. 2. Sense. 3. Suits. 4. Kara. Hay, một câu với kata. Đúng không? Hay, tất cả các bạn đang comment phương án đều nghiêng về số 1. Trần Hà cũng chọn 1. Sau khi chọn xong đáp án rồi, các bạn quay lên dịch cả câu nhé. Xem là mình đã nắm được hết cách đọc chữ Hán cũng như là từ vựng ngữ pháp có trong câu chưa. Chẳng hạn như chữ này các bạn đọc đúng không ạ? Mê là mắt đúng không? Sa sự là chỉ. Ở đây bị biến âm thành mezashite. Idutadeva thì tất cả thành phần phía trước là một cụm chủ ngữ to đúng không ạ? Anh ấy đang hướng tới, đang nhắm tới mục tiêu là trở thành một designer là ai nhỉ? Một nhà thiết kế, đúng không? Nhà thiết kế thời trang ấy mọi người. Cho nên quả nhiên là, đúng không? Anh ấy rất có gu thẩm mỹ về thời trang, đúng không? Ở đây có từ fukuso, nghĩa là quần áo thì là thời trang, đúng không nào? Còn mọi người đều đang chọn đáp án số 1. Ichi desu ka? Nhưng rất tiếc mọi người ơi, đáp án là nibang, là số 2. Tại sao lại là 2? Thì chúng ta nhớ, mình cũng nói rất là nhiều rồi, hầu như ngày nào cũng nói với học viên của mình, đó là học từ vựng, đừng học từ đơn, mà phải học theo cụm từ. Đúng không ạ? Bình thường các bạn học sen sự thôi thì nó chưa đủ, mình phải học là sen sự ga i, được chưa? Thì nó sẽ mang nghĩa là ai đó có gu, có thẩm mỹ, có con mắt nhìn, được chưa ạ? Sen sự ga i ở trong câu này thì mình sẽ dịch là anh ấy có gu thời trang nhỉ, có khiếu thẩm mỹ về thời trang nhỉ. Được chưa mọi người? Đấy là một câu cực kỳ dễ đánh lừa đây rồi đúng không? Fashion là từ thời trang, chính là từ fashion, các bạn cũng biết được chữ tiếng Anh rồi đấy. Nhưng trong câu này ạ, người ta không dùng là fukuso no fashion ga i. Không nói. Không nói, nhớ nha. Nhớ là mình sẽ không bao giờ bị nhầm những cái câu tương tự như thế này nữa, được không nào? Biết đâu học tủ đúng không? Câu này xuất hiện trong đề thi năm nay thì sao? Các bạn lưu ý nha, phải memo lại nha. Số 3, suzu thì cái này học từ N5 rồi, có nghĩa là áo vest đúng không nào? Còn số 4, kara là color ấy mọi người. Màu sắc đúng không? Hai đáp án này không ai chọn. Ok. Đấy, nhầm thì nhầm số 1 với số 2 thôi, nhưng mà nó khác nhau. Mọi người đã kịp memo chưa? Tiếp thu được kiến thức này chưa ạ? Em vừa nhớ ra câu này có trong ví dụ của từ vựng N2, thấy chưa? Đấy, một cái nữa nhá, đó là các bạn học thì cố gắng lấy thật nhiều ví dụ vào. Đấy, thật nhiều ví dụ về cho mình biết cái cách kết hợp cũng như là sử dụng cái từ vựng đấy như thế nào mọi người nhá. Thì nó sẽ tốt trong quá trình mình đi thi này, và phản xạ kai va cũng sẽ nhanh hơn, nói chuyện sẽ trôi chảy và tự nhiên hơn. Hay, tiếp tục. Câu số 25. Enbitsu ni geshigomu o tsuketa no wa yoi nani nani da to omou. Lại là một câu kata. Xem có đánh lừa được mọi người không nhá? Có làm khó được mọi người không nhá? 1. Idea. 2. Chance. 3. Balance. 4. Tema. Hay. Chúng ta đã đi được 5 câu đầu tiên rồi. Có một câu dễ nhầm và hầu như ai cũng sai. Liệu câu này có gỡ gạc được không? Phương Thảo 1. Mỹ 1. Ok. Ngô Thanh Lịch 1, so desu ne. Trong câu này thì không có từ vựng hay chữ Hán là quá khó đúng không? Mà chúng ta sẽ tìm một cái từ vựng nào đó thích hợp điền vào đây. Cái gì tốt đúng không ạ? Thì chính là cái idea, là cái ý tưởng. Idea mọi người. Idea, ý tưởng đúng không? Dịch cả câu như thế này, mình đã cố gắng chuẩn bị trước một cái bút. Đây là bút chì truyền vía may mắn của Dũng Modi. Có bạn nào đang sở hữu chiếc bút này không ạ? Ở nhà mình cực kỳ nhiều cái bút này, mỗi lần đi thi là nhận được một cái. Và sắp tới tháng 12 thì Dũng Modi cũng sẽ phát bút nhá. Đấy thì các bạn sẽ nhận để lấy vía may mắn nha. Ở đây mình sẽ có gì nhỉ? Tôi thấy đúng không? Cái việc mà mình gắn cục tẩy, đây là cục tẩy này đúng không? Gắn cục tẩy lên cái bút chì là một ý tưởng rất là hay. Nó sẽ tiện lợi hơn đúng không? Không phải lỉnh kính cầm theo cục tẩy. Bây giờ nó có luôn ở trên bút chì rồi. Còn số 2, chan sự thì là cơ hội đúng nào? Cơ hội. Số 3, balan sự là cân bằng. Ví dụ cân bằng chất dinh dưỡng nhá. Đấy, cân bằng này. Còn số 4, tema là chủ đề. Đấy. Các bạn check xem là mình nhớ được hết bốn nghĩa của từ vựng này chưa? Thế chúng mình sẽ đi tiếp nhá, sang câu 26. 26 là hội thoại giữa A và B, bạn bè với nhau đúng không? Bạn A hỏi là tsukemadekita? Ừ, nani nani wakaranakatta kedo daitai dekita yo.
Hay. Các bạn có giống cái này không ạ? Khi mà mình thi xong mình hay hỏi hai đứa này đứa kia đúng không? Shikenwa dekita? Có làm được bài không? Thì bạn B trả lời là cái gì đó đúng không? Wakaranakatta kedo. Tôi không hiểu. Thế nhưng mà đại khái thì cũng dekita yo, cũng làm được rồi. Hay. 1. Subete. 2. Masumasu. 3. Tsugi tsugi. 4. Dokoro dokoro. Hay. Ok, bạn Hùng nhanh nhất này. Bạn Hùng Văn Bùi chọn 1. Subete. Nhật Vi chọn 1, hay Thánh Ta Tô chọn 4, Tokoro Dokoro, hay Bảo Long chọn 1, Thảo Lê chọn 2, Quân Rio 4, Nhật Vi chọn 1. Câu này mọi người 1, 2, 4 luôn á hả? Thể Tiến cũng chọn 4, Thành Công chọn 1, Như Quỳnh chọn 1. Câu này đáp án para quá nhá. Hay, rồi mọi người sẽ cùng xem nhá. Cô ta ấy bác, Yon bang desu, Tokoro Dokoro, hay phần trăm số người đúng cũng khá ít đúng không? Hay, chúng ta sẽ xem nha, tại sao lại là từ này nè. Mình có một mẹo mình cũng hay chỉ cho các bạn học viên. Tokoro mình hay dịch là nơi, chỗ đúng không? Chỗ đi. Bây giờ nó lấy bằng cách là nhân đôi cái từ đấy lên là dokoro. Thì chỗ x2 mình hay dịch là đôi chỗ, đúng không? Dễ nhớ mọi người. Đôi chỗ, vài chỗ. Thì các bạn thử thử đặt từ đấy lên câu nào. Có đôi chỗ tôi không hiểu, thế nhưng mà đại khái thì vẫn làm được rồi. Tức là phần lớn thì tôi vẫn làm được, đúng không ạ? Lúc này có một bạn chọn số 1 đấy. Subete wa karanakata. Tất cả tôi đều không hiểu. Thì mà câu nào cũng không hiểu thì làm sao mà cuối câu để kita yo được, đúng không? Một sai nha. Subete là tất cả, là toàn bộ. Số 2, masumasu là ngày càng. Nó phải diễn tả cái gì nhỉ? Sự thay đổi, đúng không mọi người? Thay đổi có thể là tích cực hoặc tiêu cực này. Còn tsugi tsugi cũng là một từ rất là điển hình của N3 các bạn được học, đó chính là từ gì nhỉ? Lần lượt. Hay. Lần lượt, liên tiếp mọi người nhá. Ví dụ các bạn đi ăn ấy, thì lần lượt đồ ăn được gọi món đúng không? Được bày ra trên bàn. Hay. So this next. Số 2 là càng càng, số 3 là liên tục. Ok ạ. Đi tiếp nào mọi người. Câu số 27. Hay, 27 tiếp tục là cuộc hội thoại giữa A và B. Và mình gợi ý A chính là khách hàng, còn B là nhân viên. Sumimasen, kohi no okawari o onegai shimasu. Hay, nani nani. 1. Ryokai itashimasu. 2. Ojama itashimasu. 3. Shōchi itashimasu. 4. Kashikomarimashita. Hay, hơi dài một chút xíu đúng không? Đặc biệt là các bạn ở bên Nhật đúng không? Và các bạn nào mà đang đi làm thêm ở quán ăn, ở nhà hàng, nói chung liên quan đến ngành dịch vụ ấy, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để xử lý được câu này. Câu này ai mà đi quán nước nhiều gọi món thì sẽ làm được, đúng rồi. Đặc biệt là đi ăn đi uống ở bên ngoài ấy, mọi người nghe câu này cực kỳ nhiều luôn. Có bạn nào đang làm trong ngành dịch vụ như thế này không ạ? Hay, chắc chắn rồi, đáp án là số 4, Kashikomarimashita, đúng không mọi người? Bạn A, chị khách đúng không? Chị có nói là gì nhỉ? Xin lỗi đúng không? Cho chị thêm một ly cà phê nữa. Ví dụ chị uống xong một ly rồi, bây giờ chị order thêm một ly nữa, đúng không? Thì bạn B mới trả lời là Kashikomarimashita, em hiểu rồi ạ, đúng không? Hoặc là em sẽ mang ra ngay đây, đúng không ạ? Thì nói chung từ Kashikomarimashita chúng ta sẽ dịch là em hiểu rồi, tôi hiểu rồi, dùng cho nhân viên của cửa hàng, của nhà hàng vân vân, đúng không nào? Còn lại có bạn nào phân biệt được giúp mình đáp án 1, 2 và 3 tại sao nó sai không? Tại sao nó sai mọi người nhỉ? Ok, rồi chúng ta sẽ thử nghe phần giải thích sau đây nhá. Số 1, Ryokai itashimasu thì nó có nghĩa là hiểu, nó vẫn nghĩa là tôi hiểu rồi thôi. Thế nhưng mà sẽ được sử dụng trong môi trường công sở. Ví dụ các bạn nghe cái chỉ thị, đúng không? Chỉ đạo của cấp trên và mình sẽ trả lời phản hồi lại bằng cách nói Ryokai itashimasu, đúng không? Tôi hiểu rồi, tôi đã nắm được rồi ạ. Còn số 3, mình sẽ phân tích những đáp án mà na ná giống nhau nhá, tức là 1, 3 và 4 nhá. Số 3, Shōchi itashimasu cũng có nghĩa là hiểu, thế nhưng mà lại được sử dụng trong môi trường kinh doanh, tức là các bạn trò chuyện, các bạn giao tiếp với khách hàng của mình mọi người nhá. Đó, nó không chỉ đơn giản dừng lại ở việc mình hiểu, mình nắm được cái thông tin đó, mà còn ngầm xác nhận là mình đã biết và mình sẽ thực hiện cái hành động này, được chưa? Mình sẽ chấp nhận và đồng ý thực hiện nhá. Cái này thì nó sẽ mang sắc thái kính ngữ và lịch sự cao hơn so với Ryokai itashimasu, và các bạn lưu ý là sử dụng với khách hàng của mình trong môi trường kinh doanh, đúng chưa? Còn cái số 3 thì nó hơi khác hẳn cái từ Ojama itashimashita. Cái này thì sẽ nói khi mà các bạn đến nhà ai đó chơi rồi lúc mình đi về mọi người, trước khi đến tức là các bạn đến nhà người ta rồi thì các bạn sẽ nói là Ojama shimasu, đúng không? Chơi xong rồi uống nước chán chê, ăn cơm mỏi mệt rồi, khi đi về thì mình sẽ nói là Ojama shimashita, được chưa nào? Mọi người nắm được chưa ạ? Ok nhá. Tiếp theo 28. Yūbin kyoku de gokyō nani nani o chiharau. Hay, một câu nữa để thể hiện là học theo cụm từ nó có ích như thế nào, đúng không? Ở đây có gợi ý là từ gokyō. Hay, gokyō. Các bạn nhìn thấy đuôi liên quan tới kin, kin, ryo, ryo, tiền nong gì đấy đúng không? Nhưng chỉ có một từ duy nhất có thể đi được với từ gokyō của mình thôi, từ công cộng ấy đúng không?
trả cái gì nhỉ? Shiharai, tôi trả tiền gì đó ở bưu điện đúng không? Về ý nghĩa của câu thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, một cái từ nào thích hợp nhất mọi người? Ichi, daikin, ni, soryo, san, ryokin, yon, tesuryo. Hãy. Bạn Bảo Long chọn 3, Khuyên Phan 3, Hùng Văn Bùi 3, Thảo Lê 2. 3 và 2, nói chung là 3 vẫn nhiều hơn đúng không? Hãy. Đáp án của mình là 3 mọi người nhé. Các bạn nhớ học theo cụm này. Kokyo ryokin chính là những cái chi phí sinh hoạt mà chúng ta phải chi trả hàng tháng ấy mọi người. Ví dụ như là tiền điện, tiền nước. Điện mình có từ gì nhỉ? Denki dai. Tiền nước mình có từ gì? Suido dai đúng không? Rồi là tiền điện thoại cũng thế, denwa dai. Thì tất cả những cái tiền mà ngày tháng nào mình cũng phải chi trả cho nó thì chính là Kokyo ryokin, được chưa ạ? Con số 1, daikin là những cái khoản tiền mà mình chi trả để thanh toán khi mà mình mua hiện vật. Ví dụ các bạn tiền đi mua sắm đi, đấy thì sẽ là kaimono daikin. Con số 2, soryo, nhìn cái chữ này thì không nhầm đi đâu được đúng không? Chữ gửi đấy mọi người. Thì soryo chính là tí phí vận chuyển, hay bây giờ mình hay gọi là phí ship, mình viết phí ship cho ngắn gọn nhé. Đấy, phí ship. Còn cuối cùng, tesuryo có nghĩa là gì? Phí dịch vụ. Phí dịch vụ này, rồi là tiền hoa hồng, tiền môi giới trong bất động sản đấy mọi người. Đấy. Hay. Ok chưa? Mọi người cứ nhìn lại nhá. 29. Ginko kouza o hiraita ra nani nani to getsu kado kuremashita. 1. Shihe. 2. Tsucho. 3. Inkan. 4. Gouka. Hay. Liên quan tới ngân hàng mọi người nhá. Ginko kouza. Hay. Các từ vựng liên quan tới chủ đề ngân hàng này. Bảo Long 2, Như Quỳnh 2, sổ ngân hàng, Văn Bùi 2. Không xa đi đâu được, sư trộ chính là sổ ngân hàng. Đúng rồi ạ. Hãy, mình viết bên cạnh nhé, sổ ngân hàng. Trong quá trình chúng ta cùng chữa thì các bạn comment phương án dịch của cả câu nào. Sổ ngân hàng. Hãy, ở đây chúng ta sẽ có từ vê tà đà, đúng không? Và cuối câu động từ cũng chia sang quá khứ, nên mình sẽ dịch là sau khi tôi mở tài khoản ngân hàng, đúng không? Ginko kouza. Thì họ đã đưa cho tôi hai cái đúng không? Bởi vì tốt là liệt kê mà. Thứ nhất đó là cái sổ ngân hàng và cái gì mọi người nhỉ? Getsu kado chính là thẻ đúng không? Thẻ để rút tiền mặt đó. Số 1 từ shihe chính là tiền gì nhỉ? Tiền giấy. Các bạn cứ comment xuống bên dưới nhá, tiền giấy. Số 3 inkan là con dấu. Đúng chưa? Con dấu. Còn số 4 kouka là tiền xu ạ. Ii desu ka? Memo shimashita ka? Hai, いい ですね. Rồi, 次です. 30. Hai. 30 nào mọi người. 旅行の予約を前日に何々したら、お金は1円も返ってこなかった。1. 申し込み。2. 調整。3. 無視。4. キャンセル。Chúng ta cần tìm một động từ đúng không? Đứng trước したら。Và để có thể phù hợp nhất với nghĩa câu này thì các bạn thử xác nhận xem những cái vế 1 và vế 2 nó mang nghĩa là gì nhá. Câu hơi dài đúng không? Là cho một chút xíu thời gian mọi người đọc cả câu nhá. Hai. Ok, check chimasu ne. Kotae wa 4 bảng de cancel chính là từ cancel. Bài viết thế này không nhỉ? Đúng không mọi người? Cancel là việc mà mình hủy cái gì đó đúng không? Vậy là sau khi tôi hủy cái gì đi về ổ đúng không nào? Hủy việc đặt trước chuyến du lịch vào ngay ngày hôm trước. Cái từ này đọc là zenjitsu. Ví dụ các bạn hẹn là mùng 10 đi du lịch đúng không? Thế nhưng mà ngay ngày hôm trước chính là ngày mùng 9 ấy, các bạn lại tự nhiên hủy về một cái lý do đột xuất nào đấy, thì cái zenjitsu mình sẽ hiểu là mình hủy ngay vào ngày hôm trước, cho nên không được nhận lại một đồng yên nào. Đúng không? Ví dụ mình đặt cọc hết trơn rồi nhưng mà mình hủy ngang đúng không? Mình hủy hợp đồng, hủy đơn phương đấy, thế cho nên mình không nhận lại được một yên nào cả. Số 1 chính xác, từ này sẽ đọc là Moshikomi là đăng ký. Hai, đăng ký này. Số 2, chose là điều chỉnh. Điều chỉnh. Còn số 3, mushi là phớt lờ. Là ngó lơ, đúng rồi, là bơ đúng không? Chúng ta hay gọi vui là bơ. Bơ ai đấy? Ok chưa nào? Câu 31 nha. Tomato wa saisho ni atsui o yu wo kakeru to kawa ga kantan ni nani nani. Các bạn đọc hết chữ Hán không nhỉ? Cái này trong khóa N3 có này, kawa này. Oyu các thứ đây đúng không? Các bạn đọc hết rồi nhỉ? Số 1, hanareru. Số 2, hazureru. Số 3, nigeru. Số 4, mukeru. Hãy, 4 động từ. Rất nhanh, bạn Hùng Văn Bùi chọn 4 là bóc vỏ. Quỳnh Như cũng 4, gọt vỏ. Phan Chiến 1, 4 và 1 là hai phương án mà các bạn đang phân vân. Rồi, phương án của chúng ta là 1, 3 hay 4 đây. Dòng bảng đề, hãy thật ra nó có một cái mẹo ấy mọi người. Ở đây các bạn nhìn thấy từ kawa chính là từ da, từ vỏ đúng không? Thì nó đi được với động từ mukeru liên quan đến việc bóc vỏ, lột vỏ gì đấy, đúng không nào? Còn cụ thể nghĩa của câu này thì chúng ta sẽ dịch như sau. Chúng là quả cà chua, đúng không nào? Tomato. Tiếp theo, oyu kakeru to, tức là nếu mà mình rót nước nóng vào thì vỏ của nó có thể
bong ra một cách đơn giản hoặc chúng ta có thể bóc một cách đơn giản dễ dàng. Các bạn có ăn được cái vỏ cà chua đấy không? Ví dụ những cái món nấu hay là xào các thứ mà có cà chua ấy, là mình cũng sẽ làm theo cái phương pháp này để bóc trước cái vỏ của nó đi, xong rồi mới xào nấu để trong quá trình ăn mình không ăn phải cái vỏ đấy. Hơi khó tính một chút xíu đúng không? Các bạn khác thì thế nào ạ? Số 1, hanare được là từ cách xa, cách ly đúng không? Ví dụ bây giờ tôi đang sống xa gia đình này, các bạn nói được câu đấy không ạ? Trong quá trình mà mình học từ vựng ấy thì mình cũng có một cái phương pháp là mình sẽ học những cái từ đi kèm với nó này, mình học luôn cả từ trái nghĩa đồng nghĩa của nó luôn ấy mọi người. Bởi vì một câu mình đã học rồi đúng không thì mình sẽ học hết những gì liên quan tới nó. Đấy thì ví dụ như câu này mình hay nhớ cái câu ví dụ đặc trưng của nó là ima kazoku to hanare te hitori kurashi o shite imasu. Các bạn có nghe được không? Có nghĩa là bây giờ tôi đang sống một mình xa gia đình, đúng không? Sống xa gia đình đấy. Số 2, hazure được, nó sẽ có rất là nhiều nghĩa. Ở đây một số nghĩa tiêu biểu nhất chúng ta có thể kể đến như là gì mọi người nhỉ? À cái cúc đi đúng không? Cái cúc bị bung, bị tuột đấy ạ. Botan ga hazurete iru này. Hay là các bạn nào chơi xổ số ở Nhật bao giờ chưa? Kuji đúng không? Kuji ga hazurete iru là mình đánh cái con này nhưng nó lại về con kia, nói chung là bị chật, bị trượt so với cái dự đoán của mình đúng không nào? Còn số 3 nige iru thì dễ rồi, nó có một nghĩa thôi, đó chính là từ chạy trốn, bỏ trốn, tẩu thoát đúng không? 32 mọi người nhá. 32 nào. Ike no nani nani de genka ni natta. 1 surechigau. 2 kayoe. 3 kotowari. 4 kuraberi. Hãy danh từ gì nhỉ? Đi được với ý kiến. Ý kiến. Bạn Hoài chọn 1, Thành Công 1, Nguyễn Thắm 4, 1 và 4 kuraberi. Hãy Đặng Văn Tài 3, 1 3 4, Bon Bon 3, kotowari. Hãy Quỳnh Như 1. Do lệch ý kiến nên cãi nhau. Desu ne, chính xác. Sure chigau là đáp án của câu này, câu 32 của chúng ta. Một đúng không? Sure chigau. Hay. Từ này có hai nghĩa mọi người nhé. Nghĩa số 1 trong câu này trước đi, đó là liên quan tới ý kiến thì mình sẽ dịch là bất đồng quan điểm. Đúng không? Bất đồng quan điểm. Đấy. Vì bất đồng quan điểm nên chúng tôi đã cãi nhau. Còn một nghĩa nữa là cái từ lướt qua nhau. Mình sẽ viết tạm chữ lướt qua nhau nhé. Mình hay gọi là nói vui với học viên đó là các bạn cứ nhớ cái từ này trong cái bài gì mà mình bước qua đời nhau ấy mọi người. Đấy, thì ví dụ trên đường đúng không? Hai người đi lướt qua nhau này hoặc là xe cộ lướt qua nhau thì sẽ dùng từ sure chigai, được chưa? Thì ý kiến lướt qua nhau tức là nó không có một cái điểm chung gì để dừng lại với nhau cả. Thế cho nên sẽ là việc bất đồng đúng không nào? Số 2, kayoe sẽ là từ đi đi về về này, lui tới, nói chung là thể hiện cái tần suất đều đặn, đi nhiều, ví dụ các bạn đi học, đi làm hay là các ông bà lớn tuổi thì phải đi viện thường xuyên định kỳ ấy đúng không? Thì sẽ là kayoi. Số 3, kotowari là từ chối, còn số 4, kuraberi là so sánh, đúng không nào? Hãy ii desu ne. Ba ba nha. Hãy 33 bạn mite kudasai. Song Hỉ 1, Bon Bon 1, Lê Văn Huy 1, Quỳnh Như 1 là mùa mưa. Hãy Lê Xuân Hiếu 33 chọn 1, so desu ne, chính xác rồi mọi người. Jiu chính là mùa mưa đúng không? Dịch cả câu này, cái này các bạn biết đọc không ạ? Ji kỳ đúng không? Chính là từ thời kỳ đấy. Thời kỳ mưa thì chúng ta sẽ hiểu là mùa mưa thôi nhá. Mainichi tenki ga waruku te, ngày nào thời tiết cũng xấu, cũng âm u đúng không? Cho nên sentaku mono ga kawakanai, có nghĩa là quần áo phơi mãi không khô đúng không? Giặt mãi không khô. Đấy, mùa mưa, mùa ẩm ướt, người ta gọi là tsuyu. Còn số 2, shiki, các bạn nhìn thấy số 4 ở đây đúng không? Nên shiki mình sẽ hiểu là 4 mùa, xuân hạ thu đông đấy, gọi tắt là shiki. Số 3, yoki, nếu dùng cho thời tiết thì mình sẽ dịch là thời tiết đẹp. Ví dụ như là kyo yoki ga ii ne, đúng không? Thời tiết đẹp, nắng ráo, nắng ấm ấy, thì sẽ dùng từ này, yoki ga ii. Nhưng mà ý nghĩa thì không phù hợp được trong câu đúng không? Cái nghĩa thứ hai là với chức năng giữ tính từ, mình sẽ thể hiện cái tính chất, cái tính cách của con người, ví dụ như là yokinahito đúng không? Những người rất là thoải mái, vui vẻ, cởi mở, được không nào? Còn số 4, từ kiko của mình chính là từ khí hậu. Ok chưa? Khí hậu trong câu này, thời kỳ khí hậu không hợp lý đúng không? Nên là 4 không chọn được ấy mọi người. Đấy, chúng ta sẽ hiểu là mùa mưa, thế cho nên nó đi kèm với từ này này, quần áo không khô, kawakanai. Chuẩn chưa? Bà Tư nha. Hay. Watashi o sodatete kureta ryōshin ni nani nani shite iru. Câu này rất dễ, 100% các bạn phải làm đúng nha. Hay. 1 kange, 2 shitsubo, 3 gansha, 4 kitai. Hay, 5 vang desu ka? Có một cái từ mà rất hay đi cùng với bố mẹ ấy. Đúng không? Chúng ta nhớ mẹo như thế là làm nhanh lắm. Hay, cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra tôi. Đây là phương án dịch của bạn Mạnh Quốc. Bạn Hùng Văn Bùi chọn 3, ý nghĩa là biết ơn. Cảm ơn, biết ơn, so desu ne, chính xác ạ. Ở đây mình có từ gansha, Hán Việt chính là từ cảm tạ đúng không? Thì nghe cái Hán Việt thôi là mình cũng đã đoán được ngay ý nghĩa rồi, là thể hiện sự biết ơn của mình đúng không? Tôi rất biết ơn bố mẹ đúng không? Đã nuôi dạy tôi, đã nuôi nấng tôi lên người. Ok không nào? Còn số 1, kange. Số 2, shitsubo. Số 4, kitai, có nghĩa là gì nào? Các từ này thì đều thuộc trình độ N3 hết phải không nào? Các bạn học hết chưa hay có từ nào mới không?
Đúng rồi, số 1 là hoan nghênh, chính xác, kangge, hay chúng ta còn có từ kangge kai ấy mọi người, là những cái bữa tiệc hoan nghênh chào đón thành viên nhân viên mới, đúng không nào? Shitsubo là thất vọng, chữ thất và chữ vọng luôn ấy, thất vọng. Còn số 4 kitai là kỳ vọng. Hay. 35. Aisu ni boku no jinsei o nani nani ni sareta, thể bị động. Bị động. 1. Boko boko. 2. Shiwa shiwa. 3. Mecha mecha. 4. Bitsukucha. Hay, từ lái tiếp đúng không? Các bạn có sợ từ lái không? Từ lái thì nghe đọc vui tai đúng không? Toàn là kata hoặc là hida đơn giản thôi. Thế nhưng mà nghĩa của nó thì cũng không hề đơn giản, không đơn giản cho lắm. Đúng không? Nên là mình phải dành nhiều thời gian cho nó nhá. Hãy, Đỗ Hương là chọn câu này luôn đúng không? Đỗ Hương chọn 3 này. Hãy, bạn Đặng Văn Tài chọn 1. Hãy, cứ đến câu nào mà là katakana hay là từ lái là mọi người chọn nhiều đáp án khác nhau lắm. Ai tự là hắn ta, gã ta, đúng không? Boku no jinsei là cuộc sống, cuộc đời của tôi như thế nào? Lan Nguyễn chọn 4. 134. Quá sợ từ lái. Quá sợ luôn à? Đấy. Bắt đầu lên N3 chúng ta học nhiều từ lái rồi đúng không? Đấy, cho nên là đây cũng là một nỗi sợ. À, Tài cũng 3. Ok. Đáp án của chúng ta là 3 luôn mọi người nhá. Thì mechakucha có nghĩa là hỗn loạn đúng không? Thì mình sẽ dịch như sau. Hắn ta đã làm cho cuộc đời của tôi trở nên hỗn loạn, tức là sao nhỉ? Anh ta đã phá hoại cuộc đời tôi đúng không? Đấy, kiểu như là mang nghĩa tiêu cực ấy ạ. Mecha kucha. À, mecha mecha, đúng rồi. Còn boko boko là bầm dập te tua. Mọi người nghe nhá. Bầm dập te tua, ví dụ đi đánh nhau ấy. Đấy, boko boko, được chưa? Số 2, chiwa chiwa là nhăn nheo, nói về quần áo này, giấy tờ này hay là da rẻ. Nhăn nheo, nhăn nhúng cả lại, gọi là chiwa chiwa. Còn số 4, mecha kucha là gì nhỉ? Mecha kucha là nói nhiều. Ví dụ, mecha kucha yu chẳng hạn, shaberu chẳng hạn. Đấy. Betsakucha là nói nhiều mọi người nhá. Betsakucha to shaberu. Chỉ biết dịch là anh ta phá hoại cuộc đời tôi. Đấy là một cách dịch rất là tốt đấy chứ. Như Quỳnh, đúng rồi, bạn chọn 3 là bừa bộn lộn xộn. Đúng rồi, hay. Hắn ta đã hủy hoại cuộc đời tôi này, hoặc là đã làm cho cuộc đời tôi rối tung cả lên đúng không? Rối tung rối mù. Đấy. 36. Nen matsu nenshi wa mise ga zenbu shimatte machi ga nani nani ni naru. Đang sợ đúng không? Chung cái lỗi sợ này, chúng ta làm thêm một câu nữa nhé. 1. Heto heto. 2. Gara gara. 3. Gata gata. Yong, kada kada. Hay. Hùng Văn Bùi 2. An Ly Lê 4. Huỳnh Như 3. Bạn Miền chọn 2 là vắng tanh. Như Quỳnh chọn 2 là vắng tanh. Đúng rồi. Đấy, mà các bạn comment luôn được cả ý nghĩa thì chắc chắn là mọi người đang rất tự tin với phương án của mình đúng không? Hay, gada gada chính xác là vắng tanh. Vắng tanh. Đấy, đặt vào ngữ cảnh của câu này đúng không? Nên matsu nenshi là thời điểm đầu năm cuối năm ấy mọi người, là ai ai cũng tấp nập về quê hết rồi đúng không? Cho nên là các cửa hàng, các cửa hiệu cũng sẽ đóng cửa này và thành phố trở nên vắng tanh và ngắt. Gada gada. Ok. Còn số nào nhỉ? Số 1 các bạn dịch được chưa? Heto heto có nghĩa là gì nhỉ? Phờ phạc, mệt dã rời. Ví dụ heto heto ni tsukareta đúng không? Tôi mệt dã rời. Hay. Còn số 3, gata gata là làu bầu. Ví dụ gata gata yuna đúng không? Không được làu bầu lèm bèm nữa. Hoặc một nghĩa nữa mình thấy hay sử dụng với từ này hơn, đó chính là từ răng khấp khểnh, răng không đẹp không đều nhau thì sẽ là haga gata gata, răng khấp khểnh nhá. Còn số 4, kara kara là gì nhỉ? Là khô khốc, đúng rồi. Nodo ga kara kara, khô cổ ấy mọi người, khát nước ấy. Rồi, rất là nhiều bạn chọn 2. Vào cuối năm cửa hàng đóng hết, thành phố vắng tanh, chính xác. Mạnh Quốc Sàng dịch rất hay. 2. Tiếp tục câu số 37. 37. Lại là câu hỏi về phó từ tiếp. Ocha o nonde nani nani suru. 1. Dotto. 2. Hotto. 3. Saratto. 4. Hatto. 4 cái tổ đúng không? Bây giờ các bạn thích cái tổ nào nào? Kim Tuyến chọn 3. Hà Nông Định chọn 2. Bảo Long 2. Trần Hạt 2. Nhưng 2 là nhiều đúng không? Minh Trúc chọn 2. Hãy. Vũ Yến Nhi chọn 2, Thanh Miền 2, thở phào nhẹ nhõm, chính xác. Hay. Đúng rồi, tức là sau khi uống trà xong tôi thấy nhẹ cả người đúng không? Nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái lên hẳn. Hãy, hột tốt sứ đựng. Đột tộ là bất thình lình, bất chợt, ví dụ như là tự nhiên lại cười ầm lên đúng không? Đột tộ và đạt tạ. Hay là nghĩa ùn ùn kéo tới, ví dụ khách hàng này hoặc là đơn hàng ùn ùn kéo tới cùng một lúc luôn. Đấy. Còn nghĩa số 3 chúng ta có từ sadatto. Từ này thì sẽ mang nghĩa là trơn tru tăm tắp, làm một cái việc gì đấy không gặp trở ngại gì cả. Còn số 4 từ hạt tộ thì mang nghĩa là ngạc nhiên, sửng sốt mọi người nhá. Ok. 38 nè. Nani nani tomodachi no himitsu o hanashite shimatta. Những cái câu cuối này nghe có vẻ dễ hơn đúng không? Hay. Đáp án số 1 nào. Shikari. Số 2 ukkari. 3 sappari. Và 4 là kippari. Lúc đấy là vừa 4 cái tộ thì bây giờ là 4 cái ri. Các bạn chọn cái ri nào. Hay. Bạn Bonbon chọn 2. Bạn Trần Hà chọn 2. Mai Cua 2.
Song hỉ hai ukari, đúng rồi, chính xác ạ. Các bạn học thì mình nhớ là ukari hay đi với đuôi vete shimatta hoặc là chatta gì đấy đúng không? Để thể hiện cảm xúc là tiếc nuối, mình lỡ, mình chót làm cái gì rồi. Câu này thì sẽ hiểu là tôi lỡ nói ra bí mật của bạn rồi, đúng chưa nào? Các bạn khác, shikari là gì cả lớp mình nhỉ? Shikari là cẩn thận, nghiêm túc. Số 3, sappari là có nhiều nghĩa lắm. Nếu mà về tính cách thì mình sẽ dịch là thẳng tính này. Về món ăn thì là nhạt vị, là thanh đạm. Còn về cảm giác thì sẽ là sảng khoái. Còn một khi nữa là hoàn toàn không cơ. Đấy, mình vừa liệt kê cho mọi người nghe bốn ý nghĩa chính của sappari mọi người nhá. Còn từ kippari thì sẽ mang nghĩa là thẳng thừng, dứt khoát. Đúng rồi, nó đồng nghĩa với từ tsui, chính xác. Đều mang ý nghĩa là lỡ, là chót làm gì đấy. Đấy, 39. Konna omoi motsu o motsu nante watashi ni wa nani nani dekinai. 1. Sukunaku tomo. 2. Totemo. 3. Sumari. 4. Honno. Hai. Hai. Rồi, 39. Bạn Trần Hạt rất nhanh, bạn chọn được 4 rồi. Honno dekinai hả? Sau no nó phải là một danh từ á, đúng không? Ừ, cho nên dekinai không hợp lý thôi. Có bạn nào muốn quay xe thì quay nhanh còn kịp nhá. Cua luôn nào. Xong hỉ 39 chọn 2, totemo. Hai. Hà Nông Định chọn 2, ok ạ. Rồi, so this ne, đáp án của mình là 2. Nhiều khi nó dễ hơn mình tưởng ấy, đúng không? Mình cứ phức tạp hóa vấn đề thôi. Nhưng mà nhiều khi cái từ đấy nó rất là đơn giản. Thì trong câu này mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Tôi đúng không? Không thể nào cầm sách hoặc là mang được những cái đồ nặng như thế này đâu. Đúng không mọi người? Tức là rất không thể, tức là tuyệt đối nó không thể, không được đâu đúng không? Còn số 4 hono, ví dụ như là từ hono kimochi đúng không? Chỉ là chút tấm lòng thành thôi ấy. Thì cái từ hono mình sẽ dịch là chỉ này. Sukunaku tomo dịch là gì mọi người? Tối thiểu là, ít nhất là, chí ít là, nó hay đi với trọng lượng này hoặc là số lượng, giá cả vân vân nhá. Sumari cũng là một cái liên từ rất là quan trọng trong đọc hiểu và ngữ pháp của N3. Mình sẽ dịch là nói cách khác là, tóm lại là, có nghĩa là hoặc tức là vân vân. Đúng nào? Các bạn học hết 4 từ này chưa? Chưa biết từ nào thì có thể là memo lại nhanh nha. Câu cuối cùng của mình đấy ạ. Câu cuối cùng cũng là câu dài nhất nhưng chưa chắc là khó nhất. Các bạn thử xem nhá. Watashi wa apato kariru nara yoshitsu yori washitsu no hou ga ii desu. Tatami ni futon o nani nani neru no ga ochitsuku shi tatami no nioi ga suki dakara desu. 4 động từ được chia sẵn sang thể tê rồi, bao gồm 1. Fuite, 2. Shite, 3. Koide và 4. Mai tệ. Hãy. Bạn Bảo Long chọn 2, Trải Thảm, Mạnh Quốc cũng chọn 2 này, Kim Tuyến 2, Song Hỷ 2, Đỗ Hương 2. So this ne. Mình không nhầm thì từ futonoshiku là đã có trong buổi live của tuần trước, cũng là N3 luôn đúng không? Nó sẽ là một cái cụm đi kèm với nhau là từ trải thảm, trải đệm ấy đúng không mọi người? Ở đây cái câu này các bạn nhìn lần lượt thôi, dài thì dài nhưng mà chúng ta cứ chia nhỏ ra mình dịch nhá. Nếu đúng không? Nada. Nếu thuê một căn hộ thì tôi thích cái gì nhỉ? Thích cái gì hơn cái gì đấy? Tôi thích phòng kiểu Nhật hơn là phòng kiểu phương Tây, đúng không nào? Sau đó mình sẽ có VT mà, sẽ là tôi thích đúng không? Cả cuối câu này. Dakara desu là bạn ấy nêu ra nguyên nhân lý do tại sao bạn nói như vậy đúng không? Bởi vì tôi thích trải đệm đúng không ạ? Ở trên tatami và ngủ cái cảm giác nó rất thế nào mọi người nhỉ? Ochitsuku, rất là thoải mái, dễ chịu đúng không? Và tôi cũng thích mùi hương của chiếu tatami nữa. Ok không? Đấy, từ chi cự của mình có nghĩa là trải, là lót nhá. Còn số 1, fuite là được chia của từ fuku, nó không có chữ Hán thì mình sẽ liệt kê hai trường hợp của N3 này. Fuku thứ nhất có thể là gió thổi, ví dụ kaze ga fuku. Ý nghĩa số 2 có thể là lau, ví dụ các bạn nói là lau bàn đúng không? Jokin de teburu fuku, mình lau bàn bằng giấy lau. Còn số 3, guite là được chia của goku, các bạn có thể dịch là chèo thuyền, fune o goku, dịch là đạp xe, jitensha o goku, hay là đẩy xích đu cũng được, vừa đang cố cô cự để cho mọi người. Còn số 4, ma cự cũng không có chữ Hán, mình sẽ lấy cho mọi người hai ví dụ. Ma cự đầu tiên là từ quàng khăn, các bạn biết khăn không? Cái khăn mà mình sẽ quàng vào mùa đông ấy, ma furao ma cự, hay là gieo hạt, hạt mình học rồi nhỉ, tane đúng không ạ, tane o ma cự. Đấy, thì các bạn sẽ tổng hợp lại xem những cái ý nghĩa liên quan. Câu này hình như em nghe ở đâu rồi thì phải, có trong đề GPT N2. Hãy, nhìn có vẻ dài dài đúng không, nhưng mà nếu mà để làm mẹo ấy thì chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến cái vị trí này thôi. Và mình nhìn thấy tatami ni futon thì là chi cự đúng không? Động từ trải lót đấy mọi người. 4 là bọc hoặc là rắc giải, đúng rồi, giải mình gọi là gì nhỉ? Gieo hạt ấy, đúng không? Taneo maku. Yoku wakarimasen. Mou sukoshi nani nani setsume shite kudasai masen ka? 1. Kuwashiku. Hai. 2. Kibishiku. 3. Kewashiku. 4. Yoroshiku. Hai. Ii desu ne. Vinh san cũng chọn 1 này. Tường trong tường tận chi tiết. Ồ, bạn còn nhớ là từ này đã từng ra vào điền N2 tháng 7 năm 2024. Ý nè. Lên nhà giàn cũng chọn một số desu ne. Hãy, yappari. Cô tài ạ bác. 1 番です.
Kuwashiku chính là tính từ kuwashi của chúng ta đúng không? Và như các bạn có vừa comment ấy, và thậm chí có nhiều bạn cũng comment thêm phần chữ Hán của nó rồi, chính là tường tận chi tiết tỉ mỉ cặn kẽ về cái gì đấy đúng không? Cho nên mình sẽ thử đặt nó lên đây và chúng ta dịch câu nhá. Tôi không hiểu rõ lắm, đúng không? Làm ơn hãy giải thích kỹ cho tôi một lần nữa có được không? Ok chưa nhỉ? Hai, so this next. Số 2, từ kibishi, bạn Bảo Long có dịch là cô đơn. Cái này có phải là cô đơn không Long Sáng? Không phải là sabishi đúng không? Nhầm rồi nhá. Có bạn nào comment được 3 đáp án còn lại không nhỉ? Kibishi của chúng ta phải là từ gì? Nghiêm khắc, là khắt khe, đúng không mọi người? Đấy. Còn số 3, kewashi là nguy hiểm, là hiểm trở, so this next. Còn số 4, yoroshiku thì chúng ta hay dùng trong câu gì nhỉ? Yoroshiku onegaishimasu, đúng không nào? Ok, chuyển sang câu tiếp theo, câu 42. Suki de nani nani ashi no hone o otte shimatta. 1. Ochite. 2. Taorete. 3. Koronde. 4. Tsuburete. Hai. Phương Nguyễn 3, Kaka Bình 3. So desu ne. Hai, putai wa sanban desu. Koronde nghĩa là gì lớp mình nhỉ? Hai. Korobu chính là từ ngã đúng không? Chúng ta thử dịch câu này. Hai. Vì trượt tuyết đúng không? Nên tôi bị ngã và bị làm gì đây mọi người? Ashi là cái chân, hone là xương, còn o đựng là gãy, vậy là tôi đã bị gãy chân. Có đúng không nào? Các bạn dịch được hết chưa? Đấy, đó là vì trượt tuyết đúng không? Tôi bị ngã và bị gãy chân. Hay. Còn ochiru có nghĩa là gì nhỉ? Bị rơi, bị rớt đúng không? Ví dụ như lá rụng cũng được, mình có thể nói là haga ochiru. Hay là có một cái từ được kết hợp rất là hay, đó chính là từ shiken ni ochiru. Các bạn nghe bây giờ chưa? Đấy là mình bị rớt, bị trượt kỳ thi mọi người. Ok. Còn số 2, từ taoreru của chúng mình sẽ là từ bị đổ, ví dụ như nhà đổ do bão mọi người. Mọi người có thành lập được câu ví dụ đấy chưa? Ừ, ii desu ne. Hay. Taifu de ie ga taorete shimatta, đúng không nào? Ngoài ra nó còn một nghĩa nữa là nói về con người, ví dụ như là bị mệt hoặc là bị thế nào nhỉ? Bị mệt hoặc là bị sốc nhiệt hay làm gì đấy mà người ta bị ngất ấy mọi người. Đấy thì cũng có thể dùng taorete dành cho con người nhá. Còn cuối cùng từ tsuburete, các bạn học chữ Hán này chưa? Từ vựng trong N3 có nhá. Từ này sẽ là từ nghiền nát hoặc là từ bẹp, được không nào? Hãy, tsugi, 43番. Hãy. Boku wa nani nani de ane ga hitori, ani ga futari imasu. 1. 1人っ子. 2. 末っ子. 3. 長男. 4. 次男. Hay. Anh Kiều cũng chọn 2. Bạn Bảo Long có phương án dịch như sau. Tôi là con út, tôi có một người chị và hai người anh. Rất là hợp lý phải không cả nhà nhỉ? Hay. So desu ne. Chính xác. Đáp án của mình là 2. Từ 末っ子. Hay. 僕は末っ子で. Vậy là tôi là con út này. 姉が1人. Có một người chị gái và một và mấy người nhỉ? 2人 đúng không? Có hai người anh trai. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ba đáp án còn lại có ý nghĩa là gì mà nó lại sai nhá. Ví dụ, hitori ko, hitori là một rồi, ko là con đúng không? Vì vậy mình ghép lại chính là con một, hãy con một thôi. Còn từ số 3, từ cho nan, các bạn nhìn chữ Hán có đoán được không nhỉ? Chữ trường trưởng và chữ nan, nam đúng không? Vì vậy ghép lại chính là con trai trưởng đúng không? Trưởng nam đấy mọi người. Còn ngược lại chính là từ ji nan, ji là thứ đúng không? Là con trai thứ. Hãy, sugi ikimashou. 44番. Hãy, gyaku ni mukatte. Waiter, các bạn có biết waiter là ai không ạ? Shoki o nani nani yoroshii desu ka? 1. Nokoshite. 2. Okawashite. 3. Osoroeshite. 4. Osageshite. Hai. Nanban desu ka? Huy Cận chọn 4, Miêu Hồng chọn 4, dọn giúp tôi. Hai, các bạn dịch được cả câu không nhỉ? Kyaku ni mukatte có nghĩa là mình nói chuyện với khách hàng của mình đúng không? Còn waiter chính là những người phục vụ, những người bồi bàn và thường sẽ là nam giới mọi người nhá. Và họ nói gì với khách hàng của mình đây? Shoki o, đáp án là số 4, đúng rồi. Osageshite yoroshii desu ka? Có nghĩa là gì nhỉ? Tôi xin phép dọn bát đĩa có được không ạ? Thứ nhất, ở đây chúng ta có từ shoki, đúng không mọi người? Shoki là những dụng cụ ăn uống, ví dụ như bát đĩa, thìa dĩa vân vân. Còn từ osageshite yoroshii desu ka của chúng ta là một mẫu câu xin phép được dọn, đúng không? Mình sẽ ghi ở đây là chữ dọn mọi người nhé. Thường nói về bát đĩa ăn xong rồi thì mình sẽ dọn xuống. Đúng rồi. Còn từ nokoshite không phù hợp được, bởi vì nokosu của chúng ta chính là từ để lại. Để lại này, chừa lại hoặc bỏ lại cái gì đấy, đúng không? Ví dụ như mình nói là để lại tài sản cho con cái, các bạn có bật ra được luôn không? Phản xạ nhanh được không? Đấy. Kodomo ni zaisan wo nokoshita, được không nào? Ngoài ra có một cách dùng nữa, đó là các bạn hãy để lại comment, để lại bình luận ấy, sẽ là komento nokoshite kudasai. Hãy minasan zehi komento de oshiete kudasai ne. Ni okawashite, cái này là khi mà mình ăn hết rồi hoặc uống hết rồi, đúng không? Và mình muốn xin thêm một bát nữa, một cốc nữa thì sẽ dùng từ này mọi người nhá. Okawashite. Hay. Còn số 3 nào, osoroeshite, từ này sẽ mang nghĩa là gì? Có bạn nào comment chưa ạ? So desu ne. Từ này thì sẽ mang nghĩa là làm cho đồng điệu này. Còn nghĩa gì nữa không? Bạn nào mà đang học giáo trình của Dũng Modi hoặc là các lớp VIP 500, VIP 15 ấy, là chắc chắn có từ này.
trong phần từ mới rồi đúng không? Từ số đôi đữ ấy mọi người có nhớ ai? Có nhớ không? Gộp này, tổng hợp này hoặc là làm cái gì đấy cho nó đồng đều với nhau. Hay. Ok được ka? Rồi, tiếp theo nha. Hay. Câu số 45 nào cả nhà. 1 đài để 10分 nào nhỉ? Mata, atarashi kuruma o kau nante nani nani da to omoimasen. 1. Meiwaku. 2. Fusoku. 3. Bimbo. 4. Zetaku. Ừ, Trần Anh Minh chọn 3, bimbo. Kim Tuyến 4 là lãng phí. 2. Nhung Nhung 45 đáp án 4. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng chữa nhé. Hãy cô tài quá, yon bảng des. Từ dê ta cự của mình sẽ mang nghĩa là xa xỉ cả lớp nhé. Xa xỉ rồi, chúng ta thử ghép lên câu và dịch nào. Nô nhị là một ngữ pháp rất là quen thuộc từ N4 rồi đúng không? Đó là mặc dù có một chiếc là đủ rồi. Đố các bạn, chiếc ở đây là chiếc gì nhỉ? Chính là cái kuruma, chiếc xe hơi mà họ có nhắc ở phía sau đúng không? Vậy là mặc dù có một chiếc xe là đã đủ rồi, nhưng tôi không nghĩ thể phủ định này đúng không? Omoimasen. Còn nghĩ như thế nào thì đứng đằng trước sẽ là lời trích dẫn đó đúng không? Tôi không nghĩ rằng việc mua một chiếc xe ô tô mới là điều gì đó xa xỉ đâu. Kiểu như là đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền đấy mọi người. Hoặc là những ai thích phong bạc đúng không? Một cái không đủ, thích mỗi ngày đi một cái thì sao đúng không? Đấy thì người này là cho rằng cái điều này nó không xa xỉ gì cả đúng chưa? Còn số 1 từ mê hoa cự của chúng ta chính là từ phiền hà hoặc là phiền phức đúng không? Phiền hà này, phiền phức, chữ hơi xấu mọi người thông cảm nha. Viết bằng bút này nó hơi khó một chút. Hay. Và đố mọi người, từ mê hoa cự sẽ đi kèm với động từ như thế nào? Mình không chỉ nhắc với học viên các lớp của mình đúng không? Mà hôm nào lên live mình cũng nhắc các bạn là khi mà chúng ta học tiếng Nhật, đặc biệt là học về từ vựng, mình không nên học một từ đơn lẻ mà mình sẽ học thành một cụm từ. Thứ nhất sẽ giúp các bạn phản xạ trong Kaivan nhanh hơn. Thứ hai là đi thi các bạn có thể dựa vào những cái cách dùng đấy, dựa vào những cái sự gợi ý đấy để mọi người làm bài chính xác hơn. Hay. Thì cái từ mê hoa cự nó hay đi kèm với động từ là kakeru đúng không? Ví dụ chúng ta thử lập một câu là gây phiền hà cho người khác thì các bạn nói thế nào ạ? Hoka no hito ni meiwaku o kakeru, được chưa nào? Còn từ số 2, fusoku là thiếu, đúng không? Ví dụ thiếu ngủ các bạn biết nói như thế nào không? Ngủ là nệ đúng không? Thì ghép lại bên trên nhá. Nebusoku nó sẽ bị biến âm từ chữ fu sang chữ bu, nhớ chưa nào? Nebusoku là thiếu ngủ này, rồi còn thiếu vận động ghép cũng tương tự đúng không? Undo busoku, nhớ chưa nào? Còn chữ số 3 từ bimbo của mình không phải là bimbo đâu nhá, mà đây là bimbo. Mọi người cũng để ý cái phần biến âm ở đây là tên tên nhá. Bimbo được chưa nào? Thì nó sẽ mang nghĩa là gì đây? Bimbo có nghĩa là nghèo đúng không? Ví dụ như là nghèo túng, túng thiếu rồi là nghèo khó ạ. Bimbo nin chẳng hạn, nếu mà chúng ta thêm chữ nhân ở phía sau, bimbo nin thì có nghĩa là người nghèo. Hay, rồi chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu tiếp theo, câu 46. Kado no nani nani ga kire sou da. 1. Hiyo. 2. Daikin. 3. Nitte. 4. Yūkou kigen. Hay. Thùy Trang cũng chọn 4. So desu ne, chữ dài nhất đúng không ạ? Yūkou, các bạn nhìn thấy chữ Hán không? Hữu hiệu này. Còn kigen của mình chính là từ kỳ hạn, là thời gian hoặc là thời hạn có hiệu lực, đúng nào? Các bạn thử ghép lên câu nhé. Thời hạn có hiệu lực của tấm thẻ này thì sắp hết rồi. Hoặc mình có thể dịch ngắn gọn hơn là cái thẻ này nó sắp hết hạn rồi, đúng không nào? Đúng rồi, thời hạn sử dụng nhung nhung sẵn chính xác. Còn lại ba đáp án kia nhá, từ hiyo của mình là chi phí, lệ phí, đúng không nào? Liên quan tới từ hi, từ phí ấy mọi người. Đấy, mình sẽ ghi tạm ở đây nhá. Chi phí, lệ phí. Hay. Nếu mà từ nào các bạn không biết này hoặc là học rồi mà quên thì mình có thể chụp nhanh lại màn hình nhá, hoặc là đăng tiện ở nhà có giấy, có bút, có vở ấy thì mình memo lại để mình học sau. Còn từ daikin nó cũng liên quan tới tiền, bởi vì mọi người nhìn thấy từ okane đúng không? Nhưng nó sẽ có một đặc trưng, đó là liên quan tới các loại tiền mà mình thanh toán. Đây mình sẽ dịch là tiền thanh toán để chi trả cho các dịch vụ này hoặc là đi mua sắm ấy mọi người. Đấy. Ok không ạ? Tiền thanh toán. Còn số 3 là từ dễ nhất đúng không? Và bạn bé Đặng đúng không nhỉ? Có comment đây là từ nitte, chính là từ lịch trình theo đúng âm Hán Việt của chữ Hán này luôn. Lịch trình. Hay. Đúng rồi, ok ạ. Có dễ không mọi người? Đi tiếp nhá. Sang câu số 47. Hay. Oisogashi tokoro nani nani kiite itadaite moshiwake arimasen. 1. Tabi tabi. 2. Taezu. 3. Sureni. 4. Matawa. Hay, Mai Vua là 1, Bảo Long 1, Thùy Trang 1. Bé Đặng bạn dịch là mỗi lần. À, mỗi lần mình có học một ngữ pháp liên quan đến tabi, đó chính là từ tabi ni đúng không? Trong ngữ pháp của L3 luôn. Còn từ tabi tabi của chúng ta hôm nay thì sẽ mang nghĩa là gì? Có ai học chưa? Có ai biết không nào? Hay. So this next. Rồi, tất cả mọi người đã được chọn 1 rồi đúng không? Tabi tabi của chúng ta là nhiều lần, là lặp đi lặp lại. Hay. Nhiều lần. Bình thường từ tabi là lần đúng không? Thế bây giờ nhân đôi nó lên thì cũng rất là dễ nhớ thôi đúng không? Nhiều lần hoặc là lặp đi lặp lại.
Hai, đó, các bạn thử dịch lên câu nhé. Oisogashi tokoro, đúng không? Trong lúc bận rộn như thế này mà vete itadaite, đúng không? Để anh phải đến đây nhiều lần, đúng không? Tôi thực sự rất xin lỗi. Ok chưa nào? Hay, còn 2, 3, 4 lần lượt ý nghĩa của nó là gì các bạn nhỉ? 2 là liên tục, 3 là đã và 4 là hoặc là. Chính xác, hãy bảo lo rằng ý đấy nhé. Từ tai dự của chúng ta thì dự các bạn được học rồi, nó là một hình thức phủ định của từ nai, đúng không? Đều mang nghĩa là không, vì vậy đây là không ngừng. Đúng không ạ? Không ngừng hay mình có một cách gì khác chính là cái gì đấy nó liên tục, đúng không? Liên tục này. Đấy, ví dụ cầu nguyện liên tục chẳng hạn đấy. Hãy tai dự. Còn từ số 3, sudeni là đã rồi. Hãy ví dụ như là đã đi ra ngoài rồi ấy, đúng không nào? Một cái phó từ rất là quan trọng mọi người nhá. Sudeni. Cuối cùng mata wa hoặc là hay là được đưa ra lựa chọn, đúng không? Ok desu ka? Đúng rồi, 4 là hoặc, chính xác. À, rồi bạn Bảo Long có comment nó bằng với kurikaesu cũng mang nghĩa là lặp đi lặp lại. Ok. Ok nhá. Rồi, 48. Hay ii desu ne. Bạn Lương Hằng chọn 4, Kim Tuyến 4, Thùy Trang 4, Thiên Hương 4. Chính xác mọi người. Energy của chúng ta chính là từ năng lượng, chính xác ạ. Năng lượng. Ok. Vì vậy mình sẽ chia câu này thành hai vế, đúng không? Vế 1 đây chính là diyoshite, động từ chia sang thể t. Sau đấy động từ 2 đi với tsukuru, đúng không nào? Và đến tận đây nó sẽ là một cụm chủ ngữ to, chủ ngữ chính trong câu, và cuối cùng là động từ trực chia sang thể bị động, đúng không? Đấy, dựa vào gợi ý và khung câu quá là rõ ràng như thế rồi thì các bạn đã dịch được câu chưa? Đúng rồi, nó có nghĩa là năng lượng, chính xác. Hãy chúng ta thử nghe phương án dịch của Bảo Long nhé. Sau khi sử dụng năng lượng mặt trời, hệ thống sử dụng điện đã được chú ý đến. Ok, có bạn nào có cách gì khác không ạ? Chúng ta chia vế của các câu này rất là rõ ràng rồi đúng không? Hãy rồi Mạnh Quốc bạn có dịch như sau. Cái hệ thống tạo ra điện năng lượng mặt trời được để ý tới. Hãy về ý nghĩa khái quát đúng không? Thì mọi người có nắm được rồi đúng không? Ví dụ như các cái chữ Hán hoặc từ vựng trong đây mọi người phải dịch được thì mọi người mới làm được như thế này. Ngoài ra thì khi mà ghép lên câu nhé, chúng ta sẽ thử chia như sau này. Đó là như chúng ta vừa phân tích, cái system hệ thống là cái chính đúng không? Là chủ ngữ trong câu này. Vậy là hệ thống, sau đó mình dịch lần lượt động từ nhá. Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời đúng không? Để làm gì? Để tạo ra điện năng thì đang được chú ý đúng không? Đang được mọi người rất là quan tâm. Ok chưa cả nhà? Hay. Còn từ số 1, stage của chúng ta là từ sân khấu. Sân khấu này. Số 2, có ai comment chưa? Program chính là chương trình, đúng không? Nó sẽ khác với cái từ bangumi là chương trình TV mọi người nhé. Terebi no bangumi. Còn program là các chương trình, ví dụ thế trò chơi chẳng hạn này, đúng không? Cuối cùng từ sự của chúng ta là dấu cộng này, là dương này, đúng không? Hoặc là tích cực, cái từ plus ấy mọi người ạ. Tích cực 2. Đúng rồi, hay như bạn bé Đặng có comment là cứ thêm vào, chính xác. Ok, tiếp đi, 49 nào cả nhà. 49 nhá. Atsui hi ga tsuzuita sei de niwa no shokubutsu ga nani nani shimatta. 1. Chữ Hán này có dễ không mọi người? Chữ Hán này là gì nhỉ? Shinde. 2. Akite. 3. Karete. 4. Tsurete. Hay. Trong câu này thì họ có sử dụng một ngữ pháp rất là quen thuộc của N3 chúng ta, từ sei de, đúng không nào? Và cuối cùng thì thường đưa ra những kết quả tiêu cực. Ok, rồi, chính xác phương án của mình là từ 3. Karete có nghĩa là khô héo mọi người nha. Khô héo thì nó rất là phù hợp để có thể đi được với từ shokubutsu, thực vật cây cối của chúng ta đúng không? Còn ghép lên cả câu thì mình sẽ dịch là gì nhỉ? Vì đúng không? Vì này, đấy. Vì những ngày nắng nóng kéo dài, thế cho nên cây cối ở trong vườn đã bị khô héo hết trơn rồi, đúng không? Vì thiếu nước ấy, vì nắng quá đấy mọi người. Thế cho nên cây bị karete được, tức là nó bị héo, được chưa nào? Còn từ số 1, từ shinde của chúng ta là từ mất, từ chết, dùng cho con người thôi, đúng không nào? Từ số 2, từ akiru. Akiru ở đây là cái từ gì nhỉ mọi người? Trống này, đúng không? Trống, ví dụ như là ghế trống này, hoặc là một cái hộp nó trống không, trống rỗng, không có gì hết. Đó. Còn cuối cùng từ tsudete là từ gì nhỉ? Từ dẫn, đúng không? Từ dẫn hoặc là từ dắt đấy mọi người. Đấy. Mình hay nói là tsudete iku, tsudete kuru, đúng không nào? Hai, ok ですね. Rồi, câu 50. Rồi. Nguyễn Nhật Anh 3. 3 là ufuku. Phương Thúy cũng chọn 3. Rồi, các bạn khác thì sao nha? Chúng ta sẽ cùng chữa này. Koko kara Tokyo eki made, đúng không? Kara made. Sau đó từ này đọc là gì nhỉ? Katamichi, đúng không? Mọi người học chữ Hán này chưa? Katamichi 150 yen da kara nani nani de 300 yen da, đúng không? Liên quan tới số tiền. Mà cái này có 150, cái này lại là 300. Thì nó sẽ liên quan đến từ gì mọi người nhỉ? Ừ, bạn ngày mai chọn 3, Han Han chọn 3. À, Kim Tuyến bạn dịch là khứ hồi, đúng rồi. Lê Văn Hưng, khứ hồi, chính xác. Từ ô phư cự của chúng ta là khứ hồi, là hai chiều, đúng không? Khứ hồi này, hai chiều này, rồi.
Đó, thì mình thử dịch lên câu nhá, là từ đây cho tới nhà ga Tokyo một chiều thì sẽ là 150 yên. Vì vậy, hai chiều thì sẽ là 300 yên, chính xác. Ofuku. Ok. Còn từ số 1, 2 và 4. Từ số 1 của chúng ta, higae, hi là nhà ngày đúng không? Còn kae đi chính là từ về, vì vậy sẽ là từ về trong ngày. Ví dụ các bạn đi một chuyến du lịch ngắn là đúng không? Thì mình sẽ đi về trong ngày, được không nào? Còn từ số 2, từ todi michi. Các bạn nào comment chưa? So desu ne. Todi michi của chúng ta sẽ là từ đường đi, bởi vì todi là từ thông qua đấy, còn michi là đường, vậy ghép lại là đường đi. Hay. Từ số 4, từ yodi là từ ghé đúng không? Michi cũng là đường thì các bạn dịch được không ạ? Nó chính là từ la cả. Hay, mình hay gọi là la cà dọc đường ấy đúng không? Được chưa ạ? Câu số 51 nào. Ame no hi wa jimen ga naninani yasui no de chuui shite kudasai. 1. Nagare. 2. Mitsukari. 3. Hari. 4. Suberi. Hay. Bạn Phong Linh Trương chọn 4 này, bé Đặng 4, Hứa Thu Thắm 4. Rồi, bạn Mạnh Quốc có comment như sau. Ngày mưa vì mặt đất dễ trơn trượt cho nên mọi người chú ý nhé. Rất là hay. Ok, bạn Cứ Điển này. Vì trời mưa nên mặt đất dễ trơn trượt. Hãy chú ý nhé. Chính xác. Đấy mọi người thấy không ạ? Khi mà mình dịch ra rồi thì mình hiểu rất là rõ câu văn thì nói gì đúng không? Và trong câu có chữ Hán hay từ vựng gì thì mọi người phải hiểu nó, phải biết nó thì mọi người mới dịch được như thế này. Phải không nhỉ? Rồi, thì câu này chính xác đáp án của chúng ta là Sbedimas, là trơn trượt cả nhà nha. Trơn trượt. Rồi, bây giờ mình ghép lên câu nhá. Vào ngày mưa, đúng không? Từ chimen, các bạn nhìn cũng đoán được đúng không? Liên quan đất và bề mặt gì đấy thì mình sẽ hiểu là mặt đất. Còn từ yasui, ngữ pháp N4 thôi đúng không? Động từ bỏ masu cộng với yasui là rất là dễ trơn trượt đúng không? Nên mọi người hãy cẩn thận, hãy chú ý nhé. Chính xác rồi. Rồi, còn số 1 từ nagareru, có bạn nào học chưa? Nagareru, rồi, có bạn bé Đăng và bạn Mạnh Quốc dịch là chảy này, đúng rồi. Nếu mà nói về dòng nước thì các bạn sẽ dịch là chảy. Còn một nghĩa nữa thường các bạn học viên hay quên, đó chính là từ lan truyền. Nếu nó đi với từ uwasa thì là tin đồn đấy mọi người. Tin đồn bị lan truyền, được chưa? Còn từ mitsukari của chúng ta là gì nhỉ? Mi là nhìn đúng không? Liên quan tới kiến. Vậy mitsukari sẽ là từ được tìm thấy, hoặc là được phát hiện nha. Đấy, được tìm thấy, được phát hiện. Rồi ạ, còn số 4 từ hadi nào. Hadi chính là kéo căng. Ok, rồi như các bạn có comment chính xác rồi ạ. À, có một bạn bảo đây là từ dán thì nó không phải là dán đâu mọi người nhé. Dán thì nó phải là chữ Hán khác ấy ạ. Có bạn nào biết chữ Hán của dán không? Comment xuống bên dưới nhé. Ok, câu 52. Kusuri o nonda no ni nakanaka nani nani. 1. Kikanai. 2. Tatanai. 3. Urayam. Utsuranai. 4. Tasukaranai. Hai. Ừ, Phương Thúy, một là không hiệu quả này. Nguyễn Đại Dũng cũng là không hiệu quả, chính xác. Hay, so this next, chính xác. Đáp án là một. Một đây là chữ hiệu đúng không? Thì sẽ mang nghĩa là hiệu quả. Đó, hiệu quả. Rồi, còn bên trên thì không có vấn đề gì đúng không? Mặc dù tôi đã uống thuốc rồi nhưng mà mãi không có hiệu quả. Thì từ naka naka của chúng ta hay đi với thể phủ định, mình học từ N5 rồi đúng không? Mãi mà không thấy hiệu quả tức là không thấy khỏi, không thấy đỡ gì hết đấy. Còn 2, 3, 4, các bạn nhìn cả chữ Hán, cách đọc. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của nó nhé. Từ số 2, từ tatanai là từ gốc của nó chính là từ tatsu, mang nghĩa là trôi qua, trải qua đúng không? Nghiêng về mặt thời gian đấy mọi người. Ví dụ như đến Nhật 5 năm đã trôi qua rồi đấy. Đấy, gonen kaga tatsu. Còn từ số 3, utsuru đúng không? Từ gốc của mình là utsuru. Đúng rồi. Các bạn có comment số 3 là cái từ chụp chiếu à? Ừ, các bạn nhìn chữ Hán không? Đây chính là chữ ánh đúng không? Ví dụ như cái từ chụp của mình ấy là từ utsuru, nó là chữ tả thì nó cũng có nghĩa là quay chụp đúng không? Và cũng có cách đọc là utsuru nhưng lại là một trường hợp đồng âm khác nghĩa nữa. Còn cái từ ánh của chúng ta phải là trong từ phản ánh, phản chiếu các mọi người nhá, chứ nó không phải là chụp ảnh đâu. Đấy, các bạn lại tiếp tục comment xuống bên dưới giúp mình cái từ chụp ảnh nào. Các bạn biết utsuru sau đó lựa chọn chữ Hán của cái chữ chụp ảnh là sẽ ra nhá. Còn từ cuối cùng cũng rất là dễ, từ tasukaru của chúng ta là từ được giúp đỡ đúng không, được cứu, hay là bình thường trong kaiwa không biết các bạn đã từng nghe thế này chưa, tasukaru wa đúng không, ví dụ người đấy làm gì cho mình ấy thì mình hay gọi là cậu đúng là cứu tinh của đời tớ này, hay là may quá, tốt quá đấy, đúng người đúng thời điểm xuất hiện và giúp đỡ cho mình, thì các bạn có thể dùng từ này để đáp trả, để thể hiện sự biết ơn với người đó, tasukaru wa, được chưa mọi người? Ok, hay. Rồi chúng ta sẽ quay lại với câu 53 nhá, một câu khá là ngắn này, và bốn động từ đã được chia sẵn sang đuôi tạ tức là thể quá khứ rồi. Hay. Các bạn thử cân nhắc xem là mình chọn phương án nào phù hợp nhất nhé. Hãy. Kare wa speedo ihan de nani nani. 1. Atatta. Đọc được chữ Hán không mọi người? Hãy. Và khi đi thi cũng vậy nhé. Nếu mà chữ Hán đấy thuộc trình độ sơ cấp là 1. Thứ hai là nó thuộc cái cấp độ dễ đầu N3 ấy. Thì người ta thường sẽ có xu hướng là không viết chữ Hán. À, không có phiên âm cho mọi người đâu. Đấy, thì các bạn phải học thật là chắc chữ Hán nhé. Để phòng trường hợp là mình phải biết nghĩa của nó là gì.
Hay. Bạn Quốc chọn 2 này, Mai Cô 2, Bảo Long 2, Lương Hằng 2 là Skamata rồi. Skamata cũng là một cái chữ Hán và từ vựng rất rất điển hình của N3 luôn đúng không? Số 3 là Sbetta, Sbedu, Sbedi chúng ta vừa nói trong câu trước rồi. Còn số 4 thấy quen không mọi người? Yopparatta. Hay. Anh ta đã bị bắt vì vi phạm tốc độ rồi. Từ số 2, Skamadu của chúng ta có thể dịch là bị bắt. Bị bắt này, hoặc là bị tóm đúng không? Thường sẽ sử dụng trong trường hợp là tội phạm phạm nhân bị cảnh sát bắt đúng không nào? Vì vậy câu này, anh ấy bị bắt vì tội gì mọi người nhỉ? Đây, nguyên nhân của nó đây. Đó chính là anh ấy vi phạm tốc độ. Speed độ là speed, tốc độ. Còn y ha các bạn nhìn chữ Hán cũng ra từ vi và từ phạm đúng không? Có nghĩa là vi phạm đấy ạ. Từ số 1, từ ataru của chúng ta chính là từ trúng. Hay chính xác. Ví dụ như là trúng xổ số thì mình sẽ nói là takarakuji ga ataru đúng không nào? Từ số 3, speedu chúng ta vừa chữa rồi chính là từ trơn trượt. Hay trơn trượt. Còn từ số 4, yopparatta chính là từ say xỉn. Đúng không mọi người? Say mềm đấy, thường là say rượu á. Ok chưa? Hay. Tiếp nào, sang câu 54. Kino nani nani de benkyou shita kara totemo nemui. Rất nhiều phương án được đưa ra rồi đúng không? Các bạn đều chọn đáp án là 3. Từ tetsuya của chúng ta hay đi về đêm luôn mọi người nhá. Đây các bạn thấy này. Đấy. Vì vậy là thay vì mình phải nhớ nó đi về cái gì đúng không? Thì mình học luôn tetsuya de. Đấy, mình đấy là cách mà mình hay học từ vựng ấy mọi người ạ. Thì nó có nghĩa là thâu đêm, là thức trắng đêm đúng không? Thâu đêm này, trắng đêm. Hay. Rất là phù hợp với ý nghĩa của câu này, đó là ngày hôm qua tôi đã thức trắng đêm để học bài, cho nên bây giờ đang rất là buồn ngủ. Các bạn đã từng trải qua thời kỳ ôn thi võ luyện như thế này chưa? Phải thức trắng đêm để ôn thi để học bài. Đấy, liệu là tháng 12 sắp tới mình có phải tetsuya không mọi người? Hay. Còn từ mokuyo là từ mục tiêu đúng không ạ? Mục tiêu. Hay. Số 2, yakang chính là từ ban đêm ạ. Ban đêm. Và cuối cùng từ kyusoku là từ nghỉ giải lao. Hay. Nghỉ giải lao đúng không? Hay. Trên Zoom thì mình có phân tích cho các bạn học viên lớp mình, đó là sự khác nhau giữa từ kyusoku và từ kyuke ấy mọi người. Bởi vì nghĩa tiếng Việt của nó đều mang nghĩa là nghỉ giải lao đúng không? Thế nhưng khi nào mình dùng từ nào thì các bạn đang xem live, nếu mọi người có biết cái sự khác biệt đó thì mọi người comment xuống bên dưới để các bạn khác cùng tham khảo nhé, để chúng ta sẽ cùng chữa sau. Đêm nay con không ngủ. Hay, đúng rồi, thức thâu đêm ạ. Câu 55 ạ. Sugi desu. Hanko ga nakereba sai demo nani nani desu. 1. 公平 2. 平気 3. 月光 4. 自由 なければ đúng không? Phủ định này. Nếu mà không có con dấu. Các bạn có nhớ từ hanko này không nào? Con dấu nhá. Nếu không có con dấu thì cái gì đó chấm chấm chấm. Từ sign của chúng ta chính là từ chữ ký đúng không nào? Hai. Bảo Long chọn 2, ok. Bạn Mạnh Quốc chọn 3, Phương Thúy chọn 3, Trần Nguyệt chọn 3. Bắt đầu là có những đáp án hơi khác nhau một chút xíu rồi đây. Mọi người đang nghiêng về 2 và 3 rồi. Mỹ chọn 2, Mai Cô chọn 3. Nếu không có dấu thì ký cũng được. Đúng rồi, chính là phương án gì của câu này mọi người nhá. Và đáp án là 3. Tại sao lại là 3? Bởi vì từ kế cô của chúng ta có khá là nhiều ý nghĩa. Có thể dịch là khá, tương đối, nói về mức độ này. Hoặc các bạn có thể dùng khi mà mình từ chối, ví dụ như là mình đi siêu thị đúng không? Nhân viên hỏi là có cần túi không chẳng hạn đúng không? Hay là có cần làm nóng không? Thì mình có thể từ chối người ta bằng cách là yeah yeah, kế cô desu đúng không? Ngoài ra kế cô trong câu này thì mình sẽ dịch là đủ, là được. Đúng không nào? Các bạn dịch được chưa? Nếu mà không có con dấu thì ký thôi cũng được. Đúng không? Có mỗi chữ ký thôi cũng được, không sao hết. Đấy, thì đấy là lý do vì sao mình chọn kiko nhá. Còn từ số 1, các bạn nhìn âm Hán Việt là các bạn cũng đã suy ra được ý nghĩa luôn ấy. Còn từ cô hê của chúng ta, các bạn nhìn đây là chữ công và chữ bình đúng không? Thì mình sẽ dịch là công bằng. Công bằng. Từ số 2, hê ki là bình thản. Ví dụ như là ở Nhật thì động đất là chuyện rất là bình thường đúng không? Nên là người Nhật họ tỏ ra rất là bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra ấy. Hoặc là các bạn có thể dịch là dựng dưng mọi người nhá. Dựng dưng, đó. Còn từ số 4 thì dễ nhất luôn, đây là từ tự do. Gì như. Ok. Rồi. 56. Kin cho shite te ga ase de nani nani da. Đọc được chữ Hán không mọi người? A C đúng không nào? 1. Kusa kusa. 2. Bera bera. 3. Bisho bisho. 4. Fuwa fuwa. Hay, N3 thì có nhiều bạn cảm thấy rất là sợ về những cái câu hỏi từ lái như thế này. Các bạn có sợ không ạ? Mình sợ cái gì thì mình vượt qua cái đấy đúng không? Mặc dù biết nó khó đấy, nhưng các bạn hãy học những cái từ căn bản nhất thuộc trình độ N3 trước nhé. Đấy, mình sẽ tổng hợp rồi mình học kỹ lại cho nó. Coi nó như một từ vựng bình thường thôi. À rồi, mọi người hầu hết đang nghiêng về phương án số 3 rồi. Ok. Vì lo lắng nên là tay ướt đẫm mồ hôi. Có bạn nào bị cái tật như thế này không? Kiểu khi nào mà mình căng thẳng, mình lo lắng ấy, là tay của mình sẽ ướt sũng mồ hôi luôn.
ướt nhẹp đúng rồi, do căng thẳng nên tay ướt đẫm mồ hôi, chính xác. Hãy so desu ne, từ pisho pisho của mình chính là từ ướt đúng không? Ướt sũng. Đấy, hoặc là ướt đẫm cũng được, như có một số bạn có vừa comment rồi. Vì vậy mình sẽ dịch câu này như sau: vì căng thẳng đúng không? Cho nên tay của tôi đã ướt sũng, ướt đẫm mồ hôi. AC là mồ hôi nhá. Còn từ số 1 của mình nào? Có bạn nào biết từ kusha kusha không mọi người? Rồi, có từ dễ nữa ở đây mà gặp rất là nhiều đề trong các năm gần đây rồi, từ peda peda có nghĩa là trôi chảy. Trôi chảy, lưu loát đúng không? Khi mà nói chuyện ấy, ví dụ bạn kia nói tiếng Nhật trôi chảy thế đúng không? Peda peda. Còn từ số 4, từ fua fua của chúng ta chính là từ mềm xốp đúng không nào? Ví dụ các bạn nói về bánh kem hoặc là kẹo bông ấy, đấy. Mềm xốp. À ok, bạn Ngô Tiến Mạnh có comment là một chính là từ nhàu này, nhăn hoặc là nhúm. Rồi, bạn Nhàn Sang cũng comment được cái số 1 của mình là từ nhàu đúng không? Nhàu nát hoặc là nhăn nhúm ấy mọi người, nhàu này, nhăn nhúm đúng không? Ví dụ như nói về tấm vải hay là da rẻ đúng không? Đấy, hoặc là tờ giấy thì mọi người có thể dùng tính từ này. Từ lấy này đúng không? Từ sakusha. Ok, tiếp tục sang câu số 57. 57 chữ Hán này mọi người đọc được không nhỉ? Hai, sofubo wa nani nani no ie ni sunde iru. 1. Boroboro. 2. Boroboro. 3. Biribiri và 4. Sarasara. Ok desu ne. Rồi, chính xác đáp án là số 1. Boroboro của chúng ta chính là từ gì mọi người nhỉ? Rách nát đúng không? Rách nát, chúng ở đây là ông bà đúng không? Đang sống ở một ngôi nhà rách nát, chính xác. Đáp án 1 đúng rồi. Thế còn từ số 2, poroporo là gì cả nhà nhỉ? Rồi, poroporo có nghĩa là dòng dòng hoặc là giàn giụa, nói về nước mắt đấy mọi người. Dòng dòng này, giàn giụa này, được chưa? Nói về nước mắt. Từ số 3, bidibidi của chúng ta là tê, ví dụ như khi mà mình bị điện giật ấy, mình bị tê này, hoặc là tiếng xoạt khi mà mình xé giấy, xé vải. Đó, còn cuối cùng từ sara sara của mình nào? Là từ gì mọi người ta? Hay đúng rồi, sara sara thì sẽ có nghĩa là róc rách, xào xạc, hoặc là hay dùng nhất là nói về tóc ạ, tóc mềm mại mọi người nhá, sara sara. Ok. Chính xác. Tiếp tục câu 58. Kanojo no koto de nani nani atama ga. Câu này cực kỳ dễ luôn mọi người nhá. 1. Sappari. 2. Gekko. 3. Ukkari và 4. Ippai. Hay. Nanban de shou ka? So desu ne. Đấy, các bạn rất là nhanh. Đáp án đúng của mình là 4. Ippai có nghĩa là đầy, tràn đầy đúng không? Vì vậy câu này sẽ dịch là trong đầu của tôi thì toàn là hình ảnh của cô ấy thôi đúng không? Đấy. Trong đầu tôi toàn là hình bóng của cô ấy thôi, đúng rồi. Còn từ sappari mình học rất là nhiều ở các buổi live của các tuần trước rồi, nó có khá là nhiều nghĩa. Các bạn có thể dịch là hoàn toàn, có thể dịch là gì nhỉ? Thanh đạm, the mát, nói về đồ ăn ấy, hương vị đấy. Và thứ ba là sảng khoái khi nói về cảm giác. Cái cô chúng ta nói lúc nãy rồi nhá. Đấy, có thể là khá, tương đối, đủ hoặc là khi từ chối đúng không nào? Ukkari cũng là một phó từ rất là quan trọng trong N3, mình hay dịch là lơ đễnh hoặc là vô ý, thường hay đi với đuôi là VT, shimatta mọi người nhá. VT, shimatta hoặc là chatta gì đó. Đấy. Ví dụ như là đang giảm cân mà tôi lại lỡ ăn bánh kem mất rồi, được không nào? Thì đi với ukkari. Ok. 59. Cố lên mọi người ơi, 59 nào. Kade wa nani nani no yakyu chimu de bicha o shite iru. 1. Amachiwa. 2. Reberu. 3. Shita và 4. Bato. Rồi, thêm một câu nữa. Hai câu cuối cùng đều là katakana nhé. Rồi, câu này thì mình có thể chọn phương án là số 1, đúng không? Amachiwa của chúng ta chính là nghiệp dư, đúng rồi. Nên mình sẽ dịch là gì nhỉ? Anh ấy là ai? Hay, đúng rồi. Anh ấy là một cầu thủ, từ này có vẻ là mới, đúng không? Một cầu thủ ném bóng, mọi người nhé. Chính xác, một cầu thủ giao bóng trong đội bóng cháy. Nghiệp dư, chính xác. Nghiệp dư. Rồi, còn số 1, reberu chính là từ level, có nghĩa là cấp độ. Cấp độ này. Từ số 3, shita chính là ngôi sao. Ngôi sao. Hoặc là bây giờ mình hay gọi là người nổi tiếng ấy mọi người, cũng là star đúng không? Cuối cùng từ pato chính là từ việc pastime, việc làm thêm ấy mọi người. Việc làm thêm nhá, pastime đấy ạ. Đó. Ok chưa? Hai, ii desu ne. Rồi, câu cuối cùng, saigo desu. Hai. 60 nhá. 小学生に向けて環境問題を何々に特別授業が開かれた đúng không? 開かれた 1. テーマ 2. スローガン 3. メジャー và 4. タイトル. Hay. Rồi, bạn bé đang chọn 1. テーマ. Bạn Phan Tấn Hoài cũng chọn 1 rồi. Các bạn khác nào? Bạn San Hy chọn 1. Chính xác, đáp án là 1. テーマ. Nghĩa là gì lớp mình nhỉ? Chủ đề đúng không? Các bạn xác định dịch câu này như thế nào đây? Hay. Tokubetsu jugyo chính là một buổi học hoặc là một tiết học đúng không? Đặc biệt, nó đặc biệt như thế nào đúng không ạ? Nó hướng tới các bạn
tiểu học đúng không? Và lấy cái gì làm chủ đề nhỉ? Lấy kankyo mondai, tức là vấn đề môi trường đúng không? Còn động từ chính trong câu này là hidaka đề tạ, là được tổ chức hoặc là được mở đấy. Đấy, thế cho nên mình sẽ dịch chung là từ gì ta? Các bạn dịch được chưa nào? Ừ, đúng rồi. Hay, các mọi người đều chọn được phương án số 1 rồi đúng không? Hay, một tiết học đặc biệt đã được tổ chức hướng tới các bạn học sinh tiểu học đúng không? Và lấy vấn đề môi trường làm chủ đề chính, chính xác. Hay, số 1 là chủ đề, số 2 slogan, chính là slogan đấy đúng không mọi người? Khẩu hiệu. Khẩu hiệu. Còn số 3, số 3 là một từ khá là mới mẻ. Có nào đã từng học qua từ số 3 không? 3 là từ mê dạ, nó có hai nghĩa mọi người nhá. Nghĩa thứ nhất, nếu là cái từ tiếng Anh này này. Đây, nếu là từ này thì chúng ta sẽ dịch là phổ biến, vượt trội đúng không? Ngoài ra nó cũng có thể là từ này. Đó, thì nó sẽ mang nghĩa là thước đo, là chuẩn mực, nên mọi người lưu ý tùy vào từng trường hợp, ngữ cảnh trong câu để mình dịch sao cho hợp lý nhất. Còn cuối cùng từ này lại dễ rồi, thay tô được là tiêu đề. Tiêu đề. Ok chưa? Từ câu 61. Hay. Ok. 見てください. 61番. この値段には消費税が何々いますか? 1. 断られて 2. 囲まれて 3. 隠されて 4. 含まれて. Ừ, xong thì chọn 4 là bao gồm này. Bảo Long cũng chọn 4 là bao gồm. So desu ne. Hai, yo bang desu. Fukumarete. Chắc chắn là trong N3, đặc biệt là về phần từ vựng, là các bạn đã học động từ này rồi đúng không? Nó có nghĩa là bao gồm, chính xác ạ. Bao gồm hoặc là chứa. Đấy. Thì trong câu này các bạn dịch được hết không nhỉ? Đây là nedan, giá cả này. Đây là shohize, là thuế tiêu dùng. Phải không cả nhà? Nhớ không này? Rồi, thì mình sẽ dịch là gì nhỉ? Trong cái giá này thì đã chứa hay đã bao gồm thuế tiêu dùng hay chưa? Thường thì các bạn đi mua sắm là nó sẽ có giá kèm thuế rồi đúng không? Thì mình muốn hỏi lại cho chắc chắn là cái giá này này thì nó đã bao gồm tiền thuế hay chưa? Ok, đáp án 1, 2, 3 có ý nghĩa là gì cả nhà mình nhỉ? Ừ, Thảo Lê bạn rất là nhanh này, bạn có comment được đáp án số 1 và số 2 cho chúng ta rồi. Ichiban, kotowaru, mình sẽ viết động từ gốc của nó nhá. Kotowaru mang nghĩa là từ chối. Hay. Ví dụ như các bạn từ chối một lời mời đúng không? Sasoi o kotowaru. Số 2, kakomarete là được chia từ động từ gốc kakomu, thì sẽ là bao quanh hoặc là vây quanh đúng không mọi người? Hay. Bao quanh này. Còn số 3 là gì ạ? Kakusarete tức là kakusu thì sẽ là gì nhỉ? Lớp này đúng không? Ừ, cái bảng này nó nhạy quá. Rồi, lớp, rồi là che giấu đúng không, hay là ẩn náu một cái gì đấy. Hai, katunin shimashou, oboite masu ka? Hai, tiếp tục, ikimashou, 62 nào cả nhà ơi. 62, sendo tonari no ken made nani nani koji ga okonawarete iru. 1, sumu. 2, nobasu. 3, mawasu. 4, yurusu. Hai, nan ban kana? Hoàng Ni 2, kéo dài, Bảo Long 2, Song Hỷ cũng chọn 2. Ok, chính xác rồi, đáp án của chúng ta là 2. Nobasu thì mang ý nghĩa là kéo dài đúng không cả lớp? Kéo dài nhá. Rồi, trong câu này còn một số từ vựng cũng như chữ Hán khác thì chúng ta cùng nhau xác nhận về cái cách đọc cũng như ý nghĩa này. Ví dụ từ số 1, senro là đường ray đúng không ạ? Tiếp theo, tonari no ken, được chưa? Ken chính là cái tỉnh bên cạnh đó. Còn chữ này đọc là gì nhỉ? Koji chính là một cái công trường đúng không nào? Còn động từ này đọc là okonawareru. Okonawareru là nó đang được tiến hành, đang được thực thi hoặc là đang thi công đúng không? Vì vậy chúng ta sẽ dịch cả câu như sau này. Chủ ngữ đứng trước cả, phải không nào? Công trình đúng không? Hoặc là một cái công trường mà nó đang thi công cái gì mọi người nhỉ? Kéo dài cái đường ray sang thành phố bên cạnh. Ideska, mọi người dịch được chưa? Đúng rồi, là kéo dài cả nhà nha. Ok. Rồi đáp án số 1 từ sumu. Đấy, bạn nào mà học kanji của N3, học 1 nhớ 3 biên dụng mô đi rồi là các bạn học những hán này rồi đúng không? Sumu thì nó sẽ mang nghĩa là chồng chất. Chồng chất hoặc là xếp đống ấy đúng không? Hay là trong tích lũy kinh nghiệm cũng được, chúng ta sẽ dịch theo nghĩa bóng. Số 3, mawasu là xoay quanh, tức là xoay này, hoặc là vặn. Đấy, vặn núm chẳng hạn. Đấy, mawasu. Còn số 4, yurusu là tha thứ. Đấy. Rồi, bạn nào mà mọi người bị quên một cái từ vựng nào đấy thì nhớ là memo lại nhanh trong vở, trong sách của mình hoặc là chụp lại màn hình nha. Tiếp tục câu 63. Không làm khó được mọi người đúng không? Khởi động bằng những câu rất rất là dễ như thế này thôi. Rồi, liệu 63 cả nhà mình làm đúng không nhỉ? Hãy ikimashou. Bike no taiya no kūki ga sugu ni noru koto ga dekinai. 1. Chitte. 2. Nobite. 3. Nukete. 4. Nagarete. Hai, 何番ですか?
Hai, quốc sáng hai gái ですね. Bạn quốc sáng chọn sang bảng, nữ kê tệ. Hai, hai, hoàng nhi sang, ba là xì hôi, xấu tê. Hai, sang vào ですね. Nữ kê được nghĩa gốc của nó có nghĩa là rụng, ví dụ như rụng tóc này mọi người, rụng tóc, rụng lông mi đúng không? Còn trong câu này, cái từ thai là lốp xe, còn cư kỵ là không khí đúng không? Thì mình sẽ hiểu là cái khí ở trong cái lốp nó bị rụng, tức là sao nhỉ? Nó bị xì hơi, nó bị hết hơi đúng không? Thế cho nên là không thể nô được, không thể đi ngay lập tức được, đúng nào? Còn bai cự là cái gì cả nhá? Bai cự là cái xe máy đúng không? Dịch cả câu nhá. Vì xe máy bị xì lốp, thế cho nên là không thể đi ngay lập tức được. Hay. 1, 2 và 4, có bạn nào comment đáp án chưa? Xì hơi của bánh xe ra thì không đi được, đúng rồi. Ok, cảm ơn Quân Nguyễn Sàng nha. Quân Nguyễn bạn có comment rồi. Ichi bằng từ chi đự của chúng ta sẽ là từ rơi hoặc là rụng. Tự động từ đúng không? Ví dụ như là hoa lá ấy, mọi người. Đấy. Bây giờ đang là mùa lá đỏ rồi đúng không? Momiji rồi đúng không? Có bạn nào đi ngắm lá đỏ chưa? Đấy, ví dụ như là lá nó rụng xuống á, thì chúng ta sẽ gọi là haga chiru. Còn số 2 từ nobiru thì sẽ là dài ra. Đây cũng là tự động từ mọi người nhé. Dài ra này thì không giống như cái kéo dài, cái đường ray mà chúng ta vừa làm ở câu trước, mà nó ví dụ như là tóc mình dài ra này, râu dài ra, hoặc là chiều cao. Chiều cao dài mình không nói thế đúng không? Nhưng thay vào đó mình sẽ dịch là cao lên. Để cho cả nhà lưu ý cái cách đọc cũng như là ý nghĩa của hai từ nobiru và nobasu nhé. Còn số 4 từ nagareru chúng ta nói quá nhiều trong các buổi live lần trước rồi. Thì chữ này nó có nghĩa là chảy, nếu mà nói về dòng nước đúng không? Mizu ga nagareru, hoặc là dùng trong tin đồn. Các bạn biết từ tin đồn không? Uwaza đúng không? Thì sẽ là uwaza ga nagareru. Được chưa nào? Hai. Ok, tiếp theo nhá, câu số 64. Câu 64 như sau này. Sekai juu de nani nani abita. Abita, đúng nào? 1. Chui. 2. Ishiki. 3. Kanshin. 4. Chumoku. Rồi, mọi người chọn số mấy nào? Song Hỷ cũng chọn 2 và Tân Trần chọn 4. Tức là mọi người đang nghiêng về 2 với cả 4. Chưa phân biệt được thắng bại, đang 50-50. À, 2 cả nà. Ok, hai, đáp án của chúng ta là 4 mọi người nha. Các bạn nào chọn 2, mọi người thử nghe giải thích này. Ở trong câu này chúng ta có từ chumoku, các bạn dịch xuống bên dưới nhá. Từ này sẽ mang nghĩa là chú ý. Chú ý, thế nhưng nó sẽ khác so với từ chiu ý của đáp án số 1. Ví dụ đáp án số 1 ấy là chiu shite kudasai, đúng không? Bảo mọi người là đi đứng hoặc là làm cái gì đấy cần phải chú ý, cần phải cẩn thận nhé. Còn cái chumoku ở đây mọi người nhìn thấy chữ mắt không? Tức là nó thu hút sự chú ý của ai đó, đúng không ạ? Thì là chumoku. Và thường thì nó hay đi với động từ này, chumoku abiru. Được chưa ạ? Hoặc là chumoku atsumeru. Các bạn nghe từ atsumeru, bạn nào viết ngay chữ hàng xuống bên dưới giúp mình nhá. Atsumeru, chữ tập ấy mọi người là trong từ tập trung đúng không? Thế cho nên mình sẽ dịch cả cụm đó là chủ ngữ đang bị ẩn đúng không? Cái này hoặc là cái sự việc này này thì nó đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Ok chưa cả lớp? Hiểu không ạ? Ii desu ne. Còn đáp án số 2 từ ishiki của chúng ta là chữ ý và chữ thức. Đúng không mọi người? Thì mình hay gọi là bị mất ý thức chẳng hạn đúng không nào? Ishiki. Số 3 từ kanshin là quan tâm. Ví dụ tôi rất là quan tâm đến văn hóa của Nhật Bản chẳng hạn. Nihon no bunka ni kanshin no motteimasu. Ok. Đấy thì các bạn chọn 2, mọi người lưu ý về cái chi tiết này nhá. Trong câu này mình sẽ dịch là một cái gì đấy nó đang được quan tâm, đang được chú ý ở trên toàn thế giới. Hay. Ok. Sang câu tiếp theo là câu 65. Rồi. Imoto wa kazu. Mọi người đọc được chữ Hán không nhỉ? N3 là chắc mọi người đọc hết rồi đúng không? Kazu ga sukunai doubutsu o nani nani suru gatsudou shiteiru. 1. Hokan. 2. Hozon. 3. Hogo. 4. Hosho. Không chỉ đơn thuần là hỏi mọi người về từ vựng đâu, mà đây là học 1 nhớ 4 về chữ Hán liên quan tới chữ hô, chữ bảo của chúng ta nữa đúng không? Các bạn có nhớ nghĩa được hết của 4 từ này không? Bạn Vinh Thế Lim chọn 2. Rồi. Bạn Nguyễn Ngọc Thìn chọn 2. Và đáp án của chúng ta không phải là 2. Hay, gian nền rất tiếc đáp án không phải là 2. Các bạn quay xe đi nhá, quay nhanh còn kịp này. Khắc Thắng chọn 3, bắt đầu có phương án khác này. Bạn ấy dịch là bảo hộ, bảo vệ. Bảo Long 2. Mọi người dịch là bảo tồn động vật. Ok rồi, nhưng đáp án không phải là hồ rôn đâu ạ, mà nó phải là số 3, hồ gỗ. Được chưa? Đúng rồi, phải quay xe nhanh nhá. Bạn Trịnh Vũ, bạn Ngọc Ánh chọn 1 nữa này. Ok, câu này bắt đầu khó rồi đây đúng không? Các bạn chọn đáp án parabola rồi. Mọi người thử nghe phần phân tích như sau nhá. Như mình có vừa nói thì cả 4 đáp án đều có 4 động từ bắt đầu bằng từ hộ đúng không, là chữ bảo. Trong đó chữ hô bộ của đáp án này là bảo vệ. Bảo vệ cho mọi người. Đây, các bạn thử dịch trong câu này nhá. Chủ ngữ em gái của tôi đúng không? Động từ chính katsudo shiteru, nó đang hoạt động, tức là nó đang tham gia tích cực trong cái hoạt động gì đó đúng không? Hoạt động này là hoạt động gì đấy ạ? Đó là bảo vệ các loài động vật còn số lượng ít, những cái loại mà
đang trên đà bị tuyệt chủng ấy mọi người, thì người ta lập thành một cái câu lạc bộ hoặc là một cái tổ chức để bảo vệ, để mà bảo tồn những cái loài động vật này. Thế còn đáp án số 2, cái mà từ đầu mọi người nghiêng về nhiều nhất, mặc dù chữ Hán của nó là chữ bảo và chữ tồn thật, nhưng nó sẽ mang nghĩa là bảo quản. Bảo quản dùng trong trường hợp là đồ ăn ấy nhá, ví dụ như là bảo quản đồ ăn trong tủ lạnh ấy mọi người. Còn một ý nghĩa nữa là lưu file. Bạn nào mà chuyển ngôn ngữ của điện thoại hoặc là máy tính sang tiếng Nhật thì khi mà mọi người làm một cái tác vụ gì đấy mà muốn lưu lại thì nó chính là từ hozon này. Các bạn có để ý thấy không ạ? Hozon nhá. Đáp án số 1, từ hokan chính là từ bảo và từ quản, đúng không? Nó cũng là bảo quản. Hay. Thế bây giờ nó khác với hozon như thế nào? Thì cái bảo quản này nó sẽ nghiêng về là mình cất giữ, mình bảo quản một cái vật dụng đồ đạc nào đấy để tránh trong trường hợp nó bị bụi bặm hoặc nó bị xước, bị hỏng. Được chưa nào? Thì nó không liên quan đến đồ ăn nhé, mà liên quan đến những cái đồ vật vận dụng thông thường thôi. Còn số 4, từ hồ sơ là chữ bảo và chữ chứng thì nó sẽ mang nghĩa là bảo đảm hoặc là bảo hành. Đấy. Rồi, nhất định là mọi người phải chụp lại màn hình hoặc là memo vào nhanh nhá. Câu này dễ lừa đây đúng không? Đấy. Đấy, mọi người hiểu vấn đề chưa ạ? いいですか? わかりましたか? Ước gì câu này ra vào đề thi năm nay nhỉ? Thì chắc chắn là không ai sai được nữa rồi. Chúng ta đã giải thích quá là chi tiết kỹ càng rồi mọi người nhé. Và ngay cả cách đọc trong bốn chữ Hán này mọi người cũng nhớ để nắm được, và biết đâu cũng sẽ hỏi trong bài đọc chữ Hán thì sao, đúng không nào? Bởi vì đây toàn là những chữ Hán liên quan đến trình độ N3 của chúng ta thôi đấy ạ. Hãy tiếp theo câu 66 ạ. 66. 彼は何々しながら課長に言い訳をしている。1ベロベロ、2モグモグ、3クネクネ、4ベコベコ。Nghe nói là các bạn học viên rất là sợ từ láy, đúng không? Đi thi là các bạn sợ lắm. Xem câu này có dễ ăn không mọi người nhá, hay lại khó nhằn tiếp. Rồi đặt một dấu hỏi chấm to đùng trong câu này nào. Hai vế được liên kết với nhau bằng ngữ pháp của N4 thôi. Nagara, đúng không? Vừa làm V1, vừa làm V2. Để có thể làm được câu này thì thứ nhất là các bạn hiểu cái vế sau người ta đang nói gì, đúng không? Iwake, chắc chắn là tất cả các bạn đều biết rồi. Rồi, bạn Minh Kha chọn 1, Bảo Long 4 là khúm núm, Song Hỷ chọn 4, khúm núm, Mạnh Quốc chọn 2. Lại là một câu mà nhiều đáp án đưa ra quá, đúng không ạ? Hay. Bình thường cái từ beko beko chắc chắn là các bạn đều đã được học với ý nghĩa là đói meo, đúng không? Đói bụng. Đấy. Tuy nhiên nó còn một nghĩa nữa, và trong câu này thì chúng ta sẽ dịch là khúm núm như hai bạn có vừa viết ở phần bình luận rồi. Khúm núm thường là khi mà chúng ta xin lỗi thế này này mọi người, hoặc là mình đang đi năn nỉ người ta làm cái gì đấy thì sẽ dùng beko beko. Nhớ chưa? Mọi người thử dịch lên câu này nào. Anh ta đúng không? Vừa khúm núm xin lỗi, vừa iwake là bao biện, là biện minh với ai đấy ạ? Với ông tổ trưởng. Mọi người tưởng tượng hình ảnh ấy chưa? Anh ấy làm một cái lỗi gì rất là nghiêm trọng đúng không? Anh ấy vừa khúm núm xin lỗi và vừa bao biện biện minh với ông tổ trưởng. Còn lại số 1 này, 2 và 3. Rồi. Số 1 của chúng ta pero pero là liếm láp, để cho mọi người ví dụ như các con thú cưng như là con mèo con chó mà các bạn nói là liếm tay này đúng không? Hãy watashi no teo đấy, pero pero nameru, được chưa nào? Là con chó đang liếm tay của tôi. Hoặc là liếm, nếu mà liếm kem nói về con người đúng không, nói về hoạt động của con người đấy, liếm kem, liếm kẹo mút chẳng hạn. Còn số 2, từ mogu mogu của chúng ta là gì ạ? Mogu mogu là nhai nhóc nhét. Hãy ví dụ nhai kẹo nhóc nhét đúng không? Kodomo wa okachi wo mogu mogu tabete iru. Được không ạ? Mọi người nghe đâu? Còn số 3, từ kune kune của chúng ta có hai nghĩa. Một là ngoằn nghèo, nói về đường đi, được không ạ? Ngoằn nghèo mọi người nhá. Ý nghĩa thứ hai là ẻo lả, óng ẹo, nói về cái tính cách hoặc là cái trạng thái điệu bộ của con người. Đó. Còn cuối cùng pero beko beko chúng ta nói rồi, cũng có hai nghĩa. Một là thể hiện cái trạng thái của mình đang đói đúng không? Rất là đói, đói meo, đói mốc, rồi là cồn cào ruột gan lên. Còn nghĩa số 2 sẽ là khúm núm, dùng khi mà mình muốn xin lỗi hoặc là năn nỉ ai đó làm gì. Cả nhà nắm rõ được chưa nhỉ? Hay. Đúng là nói về từ láy thì nó rất là khó đúng không? Tuy nhiên là các bạn nhớ cái trường hợp sử dụng của nó nhé, và các nghĩa đi kèm. Ok. Rồi. Tiếp tục câu 67. 友人が何々と独り声を言っている。1ガリガリ、2フツフツ、3グツグツ、4ブツブツ。Hay. Tiếp tục thêm một câu nữa về từ láy nào. Bảo Long 4, lẩm bẩm, tham mự 4, so desu ne, chính xác rồi. Đáp án của chúng ta là 4, bứt sự là lẩm bẩm lèm bèm đúng không? Trong câu này còn có một từ rất là hay này. Hitori goto, hitori là một rồi, goto là lời nói cái gì đấy đúng không? Nên mình sẽ hiểu là độc thoại là nói một mình. Hay, chủ ngữ là ai nhỉ? Yuji, bạn đúng không? Bạn thân của tôi thì đang lẩm bẩm nói chuyện một mình, đang lẩm bẩm độc thoại một mình. Ok không ạ? Lẩm bẩm lèm bèm nha. Số 1, gari gari thì nó sẽ có hai nghĩa. Một là
mang ý nghĩa là tự thanh, khi mà chúng ta cắn vào một cái vật gì đấy cứng, ví dụ như gạo xương chẳng hạn, đó thì mình sẽ dùng gadi gadi. Thứ hai là về tượng hình, là mình sẽ so sánh, mình sẽ miêu tả ai đấy gầy một cách là gầy trơ xương, gầy ruột ra ấy mọi người, đấy thì gọi là gadi gadi yasete iru, là gầy trơ xương nhá. Còn số 2, từ futsu futsu thì sẽ thể hiện nước sôi, nhưng mà là sôi lăn tăn thôi. Đấy, tức là bắt đầu sôi đúng không? Sủi bọt lăn tăn thì gọi là futsu futsu. Còn gutsu gutsu cũng cái thể hiện là cái nước sôi. Tuy nhiên thì cái mức độ nó mạnh hơn là sôi sùng sục để cho mọi người. Sôi mạnh, sôi già đấy. Thì mình sẽ dùng từ số 3 là gutsu gutsu. Hãy. Hãy, tiếp theo câu 68. Câu 68 như sau. 好きだったお菓子が何々製造中止になっていた。1. かすかに 2. ほんの少しだけ 3. いつか 4. いつの間にか。はい。Hãy Thảo Lê bạn có hỏi là gura gura là gì vậy sensei đúng không? Từ này thì nó sẽ mang nghĩa là rung lắc rất là mạnh nhá, nó hay đi với động từ yureru. Thảo sang biết từ đấy không? Gura gura yureru thì có nghĩa là rung lắc rất là mạnh khi mà có động đất xảy ra ấy mọi người. Đó, đấy là cách sử dụng của động từ này, của tính từ này. Hãy. Còn quay lại với câu 68 thì có hai bạn đã mới comment rồi, là bạn Song Hỉ chọn 4, bạn Tham Mự chọn 4, à Bảo Long chọn 4, Đức Trung cũng 4. Itsunomanika hay sodes. Yong bạn desu ne. Hãy xe cài. Itsunomanika của chúng ta là không biết từ lúc nào đúng không? Thì mọi người thử ghép lên câu này, chủ ngữ đây. Cái loại kẹo đúng không mà tôi đã từng thích thì không biết từ lúc nào mà nó đã bị gì như mọi người. Seizo là sản xuất, còn chiushi là đình chỉ, là dừng lại đúng không? Tức là cái loại kẹo này nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Đấy, mình không biết là từ khi nào luôn, thì mình sẽ dùng là itsunomanika, không biết từ lúc nào đúng không mà nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Hay còn đáp án nào mọi người biết nữa không nhỉ? Ừ, bà Long dịch như sau: cái kẹo mà tôi thích không biết từ lúc nào mà nó đã ngừng sản xuất. Hay idesio Long sản. Còn lại số 1, 2 và 3. Hay các bạn có biết nghĩa không nào? Do you imi desu ka? Số 1 của chúng ta, kasuka ni thì nó hay đi với động từ là kikoeru hoặc là mieru để thể hiện là hành động mình nghe loáng thoáng hoặc là nhìn thấp thoáng thôi. Đó, mọi người hiểu ý không ạ? Kasuka ni được chưa? Kasuka ni kikoeru, kasuka ni mieru. Đáp án số 2, hon no sukoshi thì mọi người cũng gặp và nghe nhiều rồi. Ở đây thêm từ dake để nhấn mạnh cái mức độ tối thiểu đấy nữa. Hon no sukoshi dake, eigo ga hanaseru. Mọi người nghe được không? Là tôi chỉ nói được tiếng Anh có một chút xíu thôi. Đấy, là chỉ một chút nhá. Còn itsuka thì dễ quá, từ nửa năm chúng ta đã học rồi. Là một ngày nào đó, đúng không? Ví dụ, itsuka ano France ni ikitai na, đúng không? Một ngày nào đó thì tôi muốn, mình sẽ đi Pháp. Hai. Rồi, mọi người nắm được hết rồi đúng không? Chúng ta chuyển sang câu 69. 69 thì chuyển sang dạng câu hỏi là về katakana nhé. Hãy. 映画を見ている最中は何々モード設定にしてください。はい。1. マネ 2. マイナー 3. マナー 4. マフラー OK. Trong câu này có một ngữ pháp của N3 luôn đấy mọi người. VT đi được hoặc là danh từ no đi với sai chiêu, đúng không? Là trong lúc đang làm V1. Đó. Thì đây là trong lúc mà tôi đang xem gì nhỉ? Đang xem phim đúng không? Hãy. Rồi đuôi câu VT kudasai. Hãy. Có bạn nào dịch được chưa? Ừ, Thảo Lê chọn 3 rồi này, Tham Ngự chọn 2. Hãy. Bốn chữ này thì đều bắt đầu bằng ma hết đúng không? Mane, maina, mana hoặc là mafura. Hãy. Thanh Hoa chọn 3, Phú Thiện 3, Khắc Thắng 3, Trịnh Vũ 2. 2 và 3. Khác nhau một chút xíu là có thêm cái chữ y ở giữa đúng không? Hãy. Rồi. Câu này thì cả lớp mình phải chọn 3 được không cả nhà? 3 nha. Mana của chúng ta chính là những cái cách cư xử, là lễ nghi. Còn trong trường hợp cụ thể trong câu 69 thì ghép mana modo sẽ là chế độ im lặng mà chúng ta cài đặt ở trong máy tính hoặc là điện thoại ấy mọi người, là chế độ im lặng. Vì vậy mình sẽ dịch là trong lúc xem phim thì hãy để ở chế độ im lặng. Đúng không? Hợp lý không nhỉ? Mana modo, mọi người nhớ chưa? Chế độ im lặng. Còn số 2 nhiều bạn đang bị nhầm này, thì từ maina nó có hai nghĩa. Một là nhỏ, cái từ này này mọi người, một là nhỏ, hai là ít được biết đến, không nổi tiếng, không phổ biến lắm. Ví dụ maina kachio chẳng hạn, đúng không? Một người ca sĩ mà ít có tiếng có tăm, là không nổi tiếng và không được nhiều người, không được khán giả biết đến rộng rãi. Đấy, thì mình có thể dùng trường hợp maina. Còn từ mane thì trong buổi live tuần trước, có bạn nào xem live của cô Hiền không? Đã xuất hiện từ vựng này rồi, được không ạ? Chúng ta cứ chăm chỉ mọi người nhá. Cứ xào đi xào lại là các bạn chắc chắn là sẽ nhớ lâu, nhớ dai luôn ạ. Thì từ này nó chính là từ tiền của từ money ấy mọi người. Hãy viết này đúng nhỉ? Tiền nhá. Còn số 4, mafura chính là cái khăn quàng cổ đúng không? Khăn quàng len ấm áp vào mùa đông ấy, gọi là mafura. Rồi.
Hãy câu 70. Tiếp tục chuỗi câu hỏi liên quan tới kana, katakana tiếp này. Câu 70. Plastic wa shiteizu ni naninani suru yo ni shiteiru. 1. Recycle. 2. Recall. 3. Cycling. 4. Y reverse. 1 reverse. Hãy. Oanh Liên 1, Mỹ 1, Thảo Lê 1, Phú Thiện 1. Hai, bạn Mạnh Quốc dịch là đừng vứt nhựa mà hãy tái chế. Ừ, số 1, recycle được là tái chế, chính xác. Ok, hãy không sai đi đâu được đúng không? Câu này chắc chắn phải là 1 rồi. Chúng ngữ trong câu là plastic, plastic ấy mọi người là nhựa đúng không? Sau đó có thêm một ngữ pháp dự nhị, các bạn N3 học rồi đúng không? Nó sẽ bảo với nai đấy. Còn cuối câu thì là một ngữ pháp cũ của N4, yonishite được thể hiện tính, cố gắng rồi là duy trì đều đặn đúng không? Thì trong câu này mình sẽ hiểu chúng ẩn là tôi đúng không ạ? Tôi thì đang cố gắng là tái chế nhựa đúng không? Thay vì vứt nó, đúng không? Thay vì bỏ nó đi. Ý desu ne. Recycle được là tái chế. Tiếp theo số 2, mình có từ Dico được mang ý nghĩa là thu hồi. Ví dụ hàng bị lỗi nhá. Mặc dù là được bày bán rồi, được phát hành rồi, nhưng mà vì bị lỗi cho nên mình sẽ phải thu hồi lại để nhà sản xuất xử lý. Thì gọi là Dico được. Số 3, cycling chính là việc đạp xe, nhưng nó không đơn thuần là chỉ cái việc đạp xe hàng ngày mình đi làm hay là đi học, đi chợ, mà cycling thì nó sẽ nghiêng về đạp xe về thể thao hoặc là giải trí mọi người nhé. Còn số 4, từ one day pass thì nó sẽ có nghĩa là vé dùng trong ngày, giới hạn một ngày thôi, có thể là vé đi tàu này, đi xe buýt hoặc là vé ở các khu vui chơi. Đấy, nói chung là one chính là chữ 1 đây này mọi người. One, còn đi chính là chữ day. Pass là chữ pass. Đấy, thì nó sẽ mang nghĩa là vé dùng trong ngày, vé một ngày thôi. Hai. Wakarimashita ka? 71. Hai, 71 nha. 6人 で 6000 円だから何々すると1人1000円です。1. 足し算 2. 引き算 3. 掛け算 4. 割り算 Hai. Xong thì 4, Lê Văn Dương 4. Hai, いいですね. Chính xác. Warizan của chúng ta chính là phép chia, đúng không? Ở đây có con số này, 6 người thì sẽ hết 6 sen là 6.000 yên, đúng không? Vì vậy, nếu mà chia ra, đúng không ạ? Nếu chia ra thì một người là 1.000 yên, chính xác, phép chia. Ngược lại thì tashizan chính là phép gì cả nhá? Phép cộng, ta sự đúng không ạ? Hikự là trừ, vì vậy hikizan là phép trừ và kakezan là phép nhân, đúng chưa ạ? Đây là bốn phép tính cơ bản nhất trong toán học thôi ạ, cộng trừ nhân chia cả nhà nhá. Hãy chính xác. Hãy 次 72. Rồi 72 như sau này. 試験で何々問題の意味がわからなかった。1. 問われている。2. 書き取っている。3. 作成している。4. 記入されている。はい。Phú Thiện chọn 4, Mạnh Quốc chọn 2. Hãy, hai bạn đầu tiên đã là hai đáp án khác nhau rồi. Thêm bạn Thái Bảo chọn 1 nữa. Lại là một câu khó đây đúng không? Rồi. Nguyễn Duyên 4, Oanh Liên 4, Thanh Hoa 2, Phạm Anh 2, Tha Mự 1, Vinh Thế Lim 4, Thảo Lê 4, Hứa Thu Thắm 1. 2 và 4 rồi là 1 cũng nhiều nhiều ấy đúng không? Đáp án trong câu này là 1 cả nhà nhá. Mọi người nhìn thấy chữ Hán này quen không? Chữ vấn đúng không? Mình sẽ đọc là tô được chưa ạ? Tô wa re te iru có nghĩa là được hỏi, bởi vì đây là chia sang thể bị động sẵn rồi, là được hỏi. Còn tại sao 1 đúng, các bạn thử dịch lên câu này. Tôi đúng không? Không hiểu, hiểu cái gì? Ý nghĩa của câu hỏi mà đã được hỏi trong kỳ thi. Ok không ạ? Nghe rất là hợp lý đúng không? Ý nghĩa của câu hỏi đã được hỏi ở trong kỳ thi. Còn tại sao 2 và 4 mà các bạn nhầm này? Số 2 mình sẽ đọc là kakitoteiru. Kakitoteiru là ghi chép. Đúng không? Ghi chép. Ví dụ như các bạn nghe bài của giáo viên và ghi chép vào trong vở, hoặc là các bạn nghe băng luyện tập chokai rồi là mình ghi vào, mình memo vào, thì cũng gọi là kakitoteiru, kakitoteiru. Còn số 4, từ kinyu của chúng ta là từ điền vào. Đó, nó thường sẽ là đi với các form, các bạn điền vào hồ sơ, giấy tờ, tài liệu hoặc là các cái form đăng ký gì đấy thì sẽ dùng động từ này nhá, kinyu suru. Ở đây là chia thể bị động kinyu sarete iru. Đấy. Còn số 3, từ sakuse chính là từ tác và từ thành đúng không? Nhưng nó không mang nghĩa là tác thành kiểu hai người quen nhau hay gì đâu nhá, mà nó sẽ mang nghĩa là soạn thảo. Soạn thảo, ví dụ như là các bạn đánh một cái file word này, hay là các bạn tạo một cái tin nhắn, tạo một mail chẳng hạn, thì gọi là sakuse suru. Cả nhà hiểu chưa? Đấy, vì vậy là nhớ là phải học theo cụm từ nha, để biết chính xác cái động từ này thì nó phải được dùng trong trường hợp như thế nào, đi với danh từ như thế nào. Ok, 73. 履歴書 メール に 何々 して 送ります. 1. 転送 2. 返信 3. 添付 4. 整理. 73 bạn Nam Trần chọn 2. 返信 Tây Đô chọn 3. 添付 Tam Ngữ chọn 4. Hay, 整理 Thái Bảo chọn 4. Hôm nay buồn cười quá.
Các bạn chọn cả bốn đáp án được luôn ý. Phú Thiện 3, Phạm Anh 3. Ok, mọi người nhớ nhá. Tên vựa là đính kèm, nó hay đi với mê đự lắm. Đấy, nếu mà mọi người học chắc trong phần từ vựng rồi thì chỉ cần nhìn thấy dấu hiệu là thấy mê đự, thấy mêu một cái thôi là mình cũng đã có thể đặt niềm tin, đặt ngôi sao hy vọng mà tên vựa được rồi, đúng không? Còn cái bước để xác nhận và để chắc chắn nó đúng thì các bạn sẽ dịch câu, đúng không? Tên vựa là từ đính kèm. Đính kèm cái gì đi với ộ, đúng không? Đính kèm bản sơ yếu lý lịch và gửi cùng với mail, đúng không? Okurimasu là gửi mà. Đấy, gửi cùng mail nhá. Còn số cái gì mà mọi người đang bị nhầm nhỉ? Henshin à? Henshin ở đây là phản hồi, là trả lời, đúng không? Nó cũng được dùng cho mail, cho thư từ hoặc là tin nhắn, nhưng sẽ mang tính chất là mình nhận được tin nhắn của ai đó và mình trả lời, kiểu mình rep lại người ta thôi, đúng không? Ok chưa? Còn số 1, từ tensho, mọi người nhìn thấy ten là chữ chuyển, đúng không? Vì vậy tensho là từ chuyển tiếp. Hay, ví dụ mình nhận được một tin này rồi mình sẽ chuyển tiếp cho người khác đấy ạ. Chuyển tiếp. Đấy, cũng là chuyển email, chuyển thư hoặc là tin nhắn nhá. Còn cuối cùng từ seri thì là cái mà không liên quan nhất đấy ạ. Chính là từ chỉnh lý này hoặc là sắp xếp. Hai, oboitemasu ka? Đúng rồi, đính kèm thêm với sơ yếu lý lịch. Ok. Tiếp 74. Tsukarete ita node jūgyō chū ni nani-nani shimatta. 1. Inemuri shite. 2. Kyūgaku shite. 3. Namakete. 4. Sabotte. Hai. Thảo Lê chọn 2, Mạnh Quốc chọn 1, Sanhi 1. Ừ. Rồi, câu này mọi người nghiêng về 1 khá là nhiều đây này. Liệu 1 có đúng không ta? Huy Vũ sàng 1, Mạnh Quốc 1 là ngủ gật trong giờ. Tôi rất là mệt nên tôi đã ngủ gật trong lớp. Chính xác ạ, mọi người dịch cũng khá là hay rồi. Inemuri, đúng không? Có nghĩa là ngủ gật mọi người nhá. Hai. Từ này rất là thú vị đúng không? Ngủ gật. Rồi, dính lên câu nào. Vì tôi rất là mệt cho nên tôi đã lỡ ngủ gật ở trong giờ học jūgyō chū, được không nào? Cả nhà mình đọc được chưa? Còn số 2, từ kyūgaku. Mọi người nhìn thấy chữ kyū chưa? Yasumu là nghỉ đúng không? Gaku là chữ học, thì chữ này sẽ mang nghĩa là nghỉ học. Nghỉ học, tuy nhiên nó không phải là nghỉ hẳn giống cái từ taigaku đâu nhá. Bạn nào biết từ taigaku không? Comment xuống bên dưới nhá. Taigaku là chúng ta sẽ nghỉ hẳn luôn, đúng không? Kiểu như là mình bảo lưu hoặc là mình chuyển trường sang một cái trường khác, tức là nghỉ hẳn cái trường đấy luôn ạ. Còn kyūgaku ở đây là mình nghỉ một cái thời gian nhất định thôi. Ví dụ như mình gặp một cái trục trặc gì đấy, hay là mình bị ốm, mình bị bệnh gì cần phải điều trị một thời gian, hay là bất cứ một cái lý do nào mang tính chất cá nhân của các bạn mà mọi người muốn xin nhà trường cho mình nghỉ một thời gian cũng dài dài đấy, thì mình sẽ dùng từ này nhá, kyūgaku suru, được chưa nào? Còn số 3, mình có từ namakeru thì sẽ là lười biếng ạ. Lười biếng. Rồi, lười biếng này. Còn số 4, từ sabodu là trốn học. Trốn học, cúp tiết ấy. Ví dụ như mình không thích học cái môn này thì hôm nay mình trốn, mình bỏ đi chơi game, đúng không? Các bạn khai thật đi, đã bạn nào sabotte ita chưa? Hãy, 75 nào. Hội thoại giữa A và B. Suni ka no himo ga hodokete iru. Honto da nani nani kara matte. 1. Nuku. 2. Kutsukeru. 3. Musubu. 4. Nữ, hãy. Động từ nào được đây cả nhà nhỉ? Sneaker là cái đôi giày đúng không? Đôi giày sneaker đấy. Himo là gì? Rồi là hodokete iru, trạng thái đang như thế nào? Lê Văn Dương 3, Bảo Long 3 là buộc vào. Ok. Phú Thiện 3. Ok, rồi. Ở đây mình sẽ có những cái từ mới như sau. Đầu tiên, himo là dây đúng không? Dây giày ấy mọi người. Đấy, là dây giày của bạn đang bị tuột kìa. Bạn B mới chợt nhận ra nhìn xuống giày của mình đúng không? Ôi thật à, đúng không? Honto da. Thế, và cho nên bạn ấy sẽ bảo là gì nhỉ? Musubu kara matte, đúng không? Vì tôi sẽ cột lại, tôi sẽ buộc lại, cho nên bạn chờ tôi một chút nhé. Có đúng không cả nhà? Musubu là buộc, là kết nối, được chưa ạ? Ngoài ra thì nó còn mang một nghĩa bóng nữa là ký hợp đồng. Được nhá. Thế còn số 1 của chúng ta từ nư cự là gì? Lúc đấy mình gặp từ nư kê đự rồi. Vậy còn nư cự? Từ nư cự của chúng ta là nhổ, là rút. Ví dụ như nhổ răng chẳng hạn này, đúng không? Hoặc là mình rút cái gì ra, mang tính chất là tháo gỡ, tháo bỏ cái gì ra. Hoặc là rút cái gánh nặng ở trên vai ra, đúng không? Gọi là nư cự. Còn số 2 mình có từ kutsuke đự là gắn chặt. Gắn chặt, mình gắn cái gì đấy vào một vận dụng khác. Được chưa? Kutsuke đự. Còn số 4, từ nư của bạn nào bình luận chưa ạ? Nư nghĩa gốc nhất của nó thì sẽ là khâu vá, đúng không? Ví dụ như là gọi là gì nhỉ? Thêu thùa ấy mọi người, khâu vá chỉ, rồi là liên quan tới quần áo, vải vóc, đúng không? Còn nghĩa khác thì là luồn qua, lách qua đám đông, tức là người ta đang xếp hàng dài như này, mình luồn qua, đúng không? Thì cũng có thể dùng động từ này nhá, là nư. Còn một nghĩa nữa các bạn cũng có thể là memo thêm, đó chính là mang nghĩa tranh thủ hoặc là tận dụng khoảng thời gian rảnh để làm việc khác, mình cũng sẽ dùng động từ nư. Hãy. Vậy là tính ra tổng cộng nó có 3 ý nghĩa đấy cả nhà nhá. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục sang câu tiếp theo, 76. 76.
車の事故にあったが、何々よかった。1、気をつけて。2、いい加減で。3、お気の毒で。4、大したことがなくて。Phú Thiện 4, Khắc Thắng 4, Mạnh Quốc, Bảo Long đều chọn 4. Và thêm một bạn nữa là bạn Diệp chọn 4, Oanh Liên 4. Ok ạ, hãy chính xác. Mọi người nhìn chữ Hán này, đây là chữ đại đúng không? Tai shita koto, mà đi với phủ định ga na kute, tức là không có cái chuyện gì to tát hay là nghiêm trọng cả. Mọi người thử ướm lên câu xem. Tôi đã gặp tai nạn ô tô, đúng không? Thế nhưng mà thật là may mắn vì không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hoặc là xảy ra chuyện gì to tát cả. Được không nào? Tai shita koto ga nakute. Số 1, kiyotsukete, chúng ta nói suốt rồi đúng không? Là bạn hãy chú ý, hãy cẩn thận nhé, đúng không nào? Kiyotsukete. Số 2, ikagen de, nó có hai nghĩa. Một là khi mà mình trả lời tin nhắn một cách qua loa hời hợt, được chưa nào? Ikagen henshin suru này. Một nghĩa khác có bạn nào biết không? Gợi ý một nghĩa rồi, còn một nghĩa nữa. Ikagen. Đúng rồi, chính xác, nó sẽ là một vừa hai phải thôi. Ví dụ ai đấy đang đùa trêu mình có quá mức rồi đúng không? Mình bảo là ikage ni shinasai, đúng không? Một vừa hai phải thôi. Số 3, okinodoku de là đáng thương, tội nghiệp. Hai, chú ý してください. 次, 77. Đúng rồi, kiểu láo nhá, đúng không? Hai, ok nha, quốc sàng nha. 77 này cả nhà. Nani nani ga dozo o hari kudasai. 1, katasuke raremasen. 2, chirakatte imasu. 3. きれいにしません。4. 汚れていません。はい。Diệp chọn 2. Tham Mự chọn 2. Rồi, đáp án của chúng ta chính xác là số 2. Nhi bảo. Chỉ đã cắt tì được sẽ là bừa bộn mọi người nha. Bừa bộn. Hai, bừa bộn. Thế các bạn dịch lên câu nào. Có thể nói phòng là nhà của tôi đúng không? Không không gọi là bừa bộn đấy đúng không? Thì mọi người sẽ dịch như sau này. Phòng của tôi hơi bừa bộn một chút xíu đúng không? Nhưng mà mời bạn vào trong nhé, kiểu mình khách sáo đúng không? Phòng của mình bừa bộn thì mình nói trước với bạn mình như vậy. Phòng của tôi hơi bừa bộn một chút đấy đúng không? Cậu vào xem nha. Cậu vào chơi nha. Rồi, đáp án số 1. Katazuke được là dọn dẹp, là sắp xếp. Ở đây là chưa thể khả năng nhỉ, đúng không? Katazuke raremasen, không thể dọn dẹp. Số 3, từ kire là sạch, là đẹp. Kire ni shimasen là không làm sạch, không làm đẹp. Còn số 4, động từ này là bẩn, đúng không? Sẽ là bẩn. Hay. Yogorete imasu. Đề N3, tháng 7, 2018. Đấy, liệu mọi người đi thi mà gặp câu này thì có xử lý được không? Có chọn đúng được không? Đấy, chỉ trong giai đoạn luyện đề là mình cũng đánh giá được cái năng lực hiện tại của bản thân mình như thế nào. Mình biết mình yếu ở phần nào, ví dụ yếu phần từ lấy chẳng hạn đúng không? Hay là mình yếu ở phần kata thì mình có thể dành nhiều thời gian hơn để ôn tập lại và trau dồi thêm kiến thức mới. Hay, 78. Otto wa tazoku ni soudan shinai de nani nani ni kaisha o yamete shimatta. 1. Katte. 2. Shinchou. 3. Kimyo. 4. Shinken. Hay, Tây Đô 1. Song hỉ một số so ですね. Katte ni là gì mọi người nhỉ? Hôm nay mọi người lười dịch quá. Katte ni là tự tiện, tùy ý, đúng không? Tùy ý. Rồi, chú ngữ của câu này là ô tô, ông chồng của tôi này, ông ấy không làm gì nhỉ? Không có trao đổi bàn bạc gì với gia đình hết mà đã tự tiện nghỉ việc ở công ty rồi. Được chưa? Sodan, trao đổi bàn bạc này. Katte ni là tự tiện, tùy ý. Nhớ nhá. Số 2, từ shincho của mình là từ thận trọng, đúng không nào? Thận trọng. Rồi, số 3, kimyo là kỳ lạ. Kỳ lạ. Số 4, từ shinken là, shinken là gì nhỉ? Cẩn thận, đúng không? Hay. Đúng rồi, chồng tôi không bàn bạc gì với gia đình mà tự ý nghỉ việc. Hay. Đúng rồi, shinken là nghiêm túc, chính xác ạ. Đấy. Các bạn memo thêm nhá. Ok chưa? Rồi, ok, hai câu nữa nào, câu 79. Kaigi ga hajimarimasu kara, minasan nani nani kaigi shitsu ni o atsumari kudasai. 1. Kichindo. 2. Shikyu. 3. Sakihodo. 4. Totsuzen. Hai, Phú Sàng chọn 1, Thảo Lê 3, Lê Văn Dương 2. Hai, lại là một câu ai mai nữa đúng không? Trong câu này các bạn để ý nhá, mình có từ shikyu có nghĩa là khẩn trương. Khẩn trương. Hoặc là ngay lập tức ấy mọi người, ngay lập tức. Nhiều khi là không phải là từ nào các bạn cũng biết, đặc biệt là khi đi thi đúng không? Thì số lượng của nó cũng rất là bao la bát ngát. Thì mọi người có thể nhìn vào Hán Việt để đoán, các bạn nhìn thấy chữ kêu chưa? Chắc chắn là bạn nào học N3 là cũng sẽ học rồi đúng không? Chữ cấp thể hiện cái gì mà nó nhanh vội gấp gáp, cần phải làm luôn làm ngay ấy. Thì chúng ta thử thử ướm lên câu xem nó có hợp lý không nhá. Vì cuộc họp sắp diễn ra rồi cho nên mọi người hãy nhanh chóng đúng không? Hãy khẩn trương tập trung ở phòng họp nhé. Rất là ok đúng không? Hợp tình hợp lý rồi. Còn từ kichinto thì nó sẽ mang nghĩa là ngăn nắp, gọn gàng, chỉnh chu đúng không? Có mọi người đã thấy sai sai chưa?
đúng không nào? Số 1 loại này, số 2 từ sakihodo chính là từ trước, hãy làm cái gì trước, còn số 4 totsuzen là đột nhiên. Hãy totsuzen đột nhiên. Đúng rồi, hãy いいですね. Chính xác, kichin tội là ngăn nắp cẩn thận. Ừ, sakihodo là vừa nãy lúc nãy, đúng rồi. Mọi người memo nha, vừa nãy lúc nãy. Nó là một cái cách nói nó lịch sự hơn so với từ saki ấy mọi người. Hãy ok, chính xác. Các bạn có comment được là 3 là vừa nãy lúc nãy. Rồi. Câu cuối cùng của chúng ta, câu 80. Hãy. Kono mise ni wa kodomo yōhin ga nan demo nani nani. 1. Matomatte iru. 2. Tamatte iru. 3. Shūchū shite iru. 4. Sorotte iru. Hãy. Dore desu ka? Phú cũng chọn 4. Phạm Anh 2, Bảo Long 4. Ok, trong câu này mình sẽ chọn đáp án 4 mọi người nhé. Sorotte iru là được chia của động từ soro, đúng không? Thì nó sẽ mang nghĩa là người hoặc là một cái vật phẩm nào đấy được sắp xếp, được tập hợp một cách đầy đủ, đồng bộ với nhau. Đó, thì trong câu này mình sẽ dịch là trong cửa hàng này, đúng không? Thì có bán đầy đủ tất cả mọi thứ dành cho trẻ em. Tức là tất cả hàng hóa, đúng không? Người ta sắp xếp rồi là bày biện ở trên kệ rất là đồng bộ, đúng không? Mình đi tìm rất là dễ dàng. Thế còn nhiều bạn cũng đang nghiêng về đáp án số 1 ạ. Từ matomaru của chúng ta là tổng hợp, các bạn nghe quen cái từ matome rồi đúng không? Thì matomaru nó là tự động từ thôi, là ý tưởng này hoặc là thông tin nó được tổng hợp lại thành một cái gì đấy nó chung hơn, đúng không? Được tổng hợp lại. Số 2, từ tamadu của chúng ta là liên quan tới tiết kiệm hoặc là tích lũy, ví dụ tích lũy tiền, được không nào? Còn số 3 thì là dễ nhất, từ shuchu chính là tập trung, đúng rồi ạ. Đấy, thì các bạn chọn 2 hay là các bạn đang chọn nhầm sang số 1 đây này, thì mọi người lắng nghe phần giải thích và rút kinh nghiệm nhá. Lần sau mình có gặp một trong số những cái từ vựng ở đây thì mình cũng sẽ biết là nó được dùng trong trường hợp như thế nào để có cái cách sử dụng nó tối ưu hơn, chính xác hơn. Ok, câu 81, xin mời các bạn. Câu đầu tiên nào cả nhà mình. Hãy Bảo Long sáng hayai desu ne. Bạn Long chọn 2 có nghĩa là doanh thu. Ok. Bạn Hà Nông Định chọn 2. Ok. Bạn Nam Trần chọn 3. À, bốn đáp án này của chúng ta thì đều bắt nguồn bằng từ udi, đúng không? Là bán. Nhưng bây giờ cụ thể là bán gì cả nhà nhỉ? Thảo Lê cũng chọn 3. Vậy là mọi người đang 50-50 nghiêng về số 2 và số 3. Doanh thu một ngày của cửa hàng này là 10 man. Ok, bạn dịch rất là tốt rồi. Đáp án của chúng ta là 2 nhé cả nhà nhé. Từ udiyage có nghĩa là doanh thu. Hãy. Doanh thu. Rồi các bạn dịch câu này. Doanh thu một ngày của cửa hàng này khoảng, đúng không? Từ này đọc là yaku, là mức độ tương đối thôi, đúng không? Khoảng 10 man là bao nhiêu tiền mọi người nhỉ? 100.000 yên, đúng không nào? Còn số 3 nhé, từ urikire, các bạn đang bị hiểu lầm đấy ạ. Từ này nó sẽ mang nghĩa là bán hết. Bán hết. Còn udiba, đây là một từ vựng của sơ cấp của nửa năm, đúng không? Là quầy bán. Đấy, chắc chắn là không ok rồi. Quầy bán hàng nhá. Còn cuối cùng từ udidashi, có bạn nào học từ này chưa? Hãy bán ra. So this ne, đấy là ý nghĩa của từ này. Tuy nhiên có một lưu ý, udidashi nó sẽ mang nghĩa là bán ra một sản phẩm với cái giá thành nó rẻ hơn so với bình thường mọi người ạ. Đấy, thế cho nên bất kể là chúng ta gặp từ udi nào là các bạn cũng có thể là hiểu nghĩa và sử dụng thành thạo nó rồi nha. Hãy tiếp tục 82. Ừ, 82 này. Nani nani takusan uri agatte kudasai. 1. 失礼して 2. 遠慮せずに 3. 減損せずに 4. 喪失して. Hãy. 1 và 4 là shite, còn 2 với 3 là dự nhĩ, đúng không? Mà dự nhĩ là một ngữ pháp rất là quen thuộc của N3, chắc chắn là mọi người ai học được N3 là cũng sẽ được học rồi. Nào, có ai biết nghĩa không ạ? Mọi người chọn mấy đây? Cô tài và nam bang desu ka? Thắng Nguyễn chọn 2. Ừ, Hà Nông Định chọn 2. Đừng ngại mà hãy ăn nhiều vào nhé. Hãy. Chính xác ạ. Đáp án 2, endio của chúng ta bình thường là chữ ngại, đúng không? Thì dự nhị chính là bằng với nai đấy, có nghĩa là đừng ngại, đừng khách khí, đúng không? Mà hãy ăn nhiều vào. Ở đây có từ meshi agare, meshi agadimas, đúng không? Nó là tôn kính ngữ của từ ăn và từ uống dành cho những đối tượng mà mình cần tôn trọng lịch sự, chẳng hạn khách hàng cấp trên vân vân, đúng không? Còn đáp án số 1, shitsure shite có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Thất lễ. Mình hay nói từ là shitsure shimasu, đúng không nào? Mọi người nhìn chữ Hán thấy quen không? Chính là từ khiêm và từ tốn luôn. Và đó cũng chính là ý nghĩa của từ này. Khiêm, tốn, ok ạ. Còn cuối cùng, từ shochi của chúng ta là hiểu, đúng không? Ví dụ hiểu rồi, shochi shimashita. Được chứ nào? Bạn nào mà không biết từ nào đó thì nhớ là memo hoặc chụp ảnh lại màn hình nhá. Sau đó chúng ta tra từ vựng để học lại sau. Ok, tiếp tục. Câu 83 nào cả nhà.
83 có thể gọi là một quán dụng ngữ đúng không? Nó đi liền với từ cực trị là cái miệng. Sau đó mọi người tìm một trong bốn đáp án bên dưới, động từ nào phù hợp nhất với ý nghĩa của câu này. Gợi ý là cả bốn đáp án đi với cực trị đều có nghĩa. Tuy nhiên, các bạn đọc gợi ý ở phía trước xem thế nào nhé. あの人とは同じクラスなんですが、口を何々ことがありません。 はい。 1 かけた 2 出した 3 聞いた 4 下げた はい。 Bảo Long chọn 1, Thảo Lê chọn 3. Rồi, các bạn đang nghiêng về hai phương án là 1 và 3. Đáp án chính xác nhất của 83 sẽ là số mấy? Mọi người đoán được không? Hãy cô tài quá. Sang vàng đề từ ki tạ là của từ ki cự mà ra đúng không mọi người? Các bạn dịch câu nè. Mình sẽ có cả cụm cứ chiếu ki cự là nói chuyện. Được chưa? Nói chuyện. Vậy là tôi và bạn ấy đúng không? Học chung lớp với nhau. Thế nhưng về tạ của tổ gạ arimasen lại chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Các bạn có thấy không ạ? Rõ ràng học chung lớp đúng không? Nhưng mà chưa từng nói chuyện với nhau. Câu này có thể nói là một câu khá là khó đúng không? Có bạn nào thích học quán dụ ngữ không? Nó là những cái nó hơi mang tính chất là trừu tượng một chút xíu đúng không ạ? Nhiều cái nó dễ là mình có thể suy ra luôn từ nghĩa bóng. Nhưng mà nhiều cái thì các bạn cần phải học thuộc, cần phải nhớ nó theo nghĩa trừu tượng ấy mọi người. Đấy, hơi khó một tí chút. Ok, rồi. Đầu tiên từ kuchio kakeru thì nó sẽ mang nghĩa là nói về, thảo luận về một cái chủ đề nào đấy đúng không mọi người? Nhớ nhé. Thảo luận về. Hay. Còn số 2 là kuchio dasu, không phải cái gì cái miệng đi ra cái gì đâu mọi người nhá, mà mình sẽ dịch là can thiệp vào. Hãy can thiệp. Mọi người nhớ chưa? Ghi lại nhanh nhá. Còn số 4 mình có kuchio sageru, có nghĩa là gì cả nhá? Nói ra hoặc là bày tỏ. Đó, thì sau khi nghe xong các nét nghĩa của ba đáp án còn lại, mọi người thấy là để ghép lên câu trên thì không hợp lý một chút nào đúng không? Vì vậy đáp án là 3. Được chưa nào? Hãy. Tiếp tục 84, chắc là sẽ dễ hơn đấy. 84 về động từ. 試験の前に英語の単語を一生懸命に何々1暗記した2記録した3清書した4記入した。 はい。 どうしようかな? 何番ですか皆さん? Hữu Tùng chọn 2, Hà chọn 1, Nam Trần chọn 2. Ok, hãy. Cô tài quá. 1番 です. Mọi người đều làm đúng rồi đúng không? 暗記 có nghĩa là học thuộc lòng mọi người ạ. Học thuộc lòng. Rồi, chúng ta dịch câu trước xem có hợp lý không nhá. Đó là trước kỳ thi này thì tôi đã học thuộc lòng một cách thế nào nhỉ? Isshokenmei là miêu tả rất là cố gắng ấy, đúng không? Học thuộc lòng cái gì? Tân ngữ của nó đây ạ, là những từ vựng tiếng Anh. Hãy, bà lạc lối vừa hỏi ý nghĩa của từ tango đúng không? Chính là từ vựng nhá. Từ vựng. Hãy. Còn kiroku thì nó sẽ mang nghĩa là ghi chép. Từ này có hai nghĩa, nếu giữ chức năng làm danh từ thì nó sẽ là từ kỷ lục đúng không? Mọi người nhìn thấy chữ ký và chữ lục phải không nhỉ? Nhưng ở đây vì có đuôi shita tức là động từ nên là mình chỉ ghi nghĩa là ghi chép thôi mọi người nhá. Còn từ seisho mọi người nhìn thấy không ạ? Hãy, sho nó sẽ liên quan tới thư là viết, mà bên trước là viết sạch á. Viết sạch tức là sao nhỉ? Là bản viết chính thức. Hãy, viết chính thức. Để giải thích kỹ hơn cho mọi người hiểu á, thì chúng ta thường là viết nháp đúng không? Mình vẽ giản ý các thứ thôi. Còn khi mà mình viết thật vào tờ giấy thi chẳng hạn này thì đấy chính là viết chính thức, viết sạch, viết đẹp, viết cẩn thận, chín chu đúng không ạ? Thì đấy chính là động từ seisho sư đựng của chúng ta nhá. Còn cuối cùng từ kinyu chắc là nhiều bạn cũng biết rồi, nó là từ điền vào ạ. Thường là những cái form đăng ký này hoặc là hồ sơ, giấy tờ mà chúng ta cần điền thông tin vào thì người ta sẽ sử dụng động từ này, kinyu sư đựng. Hay mọi người cố gắng ghi nhớ nha. Em học trước quên sau sensei ơi. Thế thì mình lại học lại. Thật ra cái vấn đề học trước quên sau thì không chỉ mỗi bạn Tùng đâu, mà các bạn khác cũng thử xác nhận xem đúng không? Ai đi học mà chẳng thế? Hay không ai có thể gọi là học một lần rồi nhớ mãi mãi được đâu. Mình cũng vậy ạ. Nhưng khi mà chúng ta đã học kỹ một lần rồi thì khi mà mình ôn lại nhá, mình chỉ ôn những cái mà mình đã quên thôi, thì các bạn có công nhận nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, đúng nào? Với lại là mọi người cố gắng duy trì theo tần suất ấy. Ví dụ hôm nay mình học được 10 từ chẳng hạn, ngày mai mình ôn lại 10 từ đấy. Ví dụ như mình chỉ nhớ được 8 thôi mà mình quên 2 thì một tuần sau mình lại ôn lại tiếp, nửa tháng sau, một tháng sau mình lại ôn lại tiếp đúng không ạ? Thì mình cứ lặp lại ngắt quãng như thế thì dần dần là mình sẽ nhớ được. Ok, quay lại câu này của chúng ta nhé. Rất nhiều bạn đã chọn 2 rồi, bạn Nhàn này, bạn Hà, bạn Bảo Long, bạn Thảo này và bạn Anh Nam cũng chọn 2. Ok. Từ shodai của chúng ta là tương lai đúng không? Các bạn dịch thử câu nào. Tương lai. Rồi. Chủ ngữ ở đây là oya, các bạn đọc được không nhỉ? Chữ Hán ok nhá. Oya là bố mẹ này. Và ta đi 1, V1. Ta đi sư đự là V2, là mang tính chất liệt kê đúng không? Bố mẹ thì luôn mong chờ đúng không ạ? Và yên tâm về tương lai của con cái mình.
đúng không? Ai thì cũng luôn đặt nhiều kỳ vọng vào con cái mình sẽ thành công, sẽ giỏi giang hoặc là sẽ mạnh khỏe đấy. Thì tức là họ đang rất là kỳ vọng, đang mong chờ và yên tâm về tương lai của con cái mình. Còn lại, các cô chính là từ trái nghĩa đúng không? Nó là từ quá khứ mọi người nhá. Quá khứ, rồi. Còn gen dịch sự là chữ hiện và chữ thực. Đấy, hiện, thực. Số 4, từ đây như chị là đến Nhật thôi, tức là Nihongi. Cứ được ấy mọi người. Nhưng mà nhiều khi trong chữ Hán dễ này nhưng mà các bạn hay bị đọc nhầm lắm. Mọi người không đọc được là dai dai nhị chi đâu, nên mọi người chú ý nhé. Đúng rồi, cảm ơn các bạn đã dịch rất là tốt ạ. Hai, ok. Tiếp tục nào. Câu 86. 86 trong 4 đáp án của mình có 4 số 1. Xem một gì cả nhà nhá. Sore wa nani nani no dekigoto datta kara nani ga okita ka wakaranakatta desu. 1 1回 2 1日 3 1度 Yong, Ishun. Câu này nhìn đáp án nó trông có vẻ là ngắn gọn, dễ dàng xúc tích thế thôi. Nhưng mà không dễ lắm đâu đấy. Mọi người đặc biệt lưu ý phải giữ cái đồ lạnh nha. Sore wa nani nani dekigoto datta kara, đúng không? Vì đó là một chuyện chấm chấm. Cho nên tôi wakaranakatta, tôi không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Số mấy nào? Bạn Thái chọn 1, bạn bé xử nữ chọn 1, nam trần chọn 3. Thật ra là chưa thấy đáp án nào đúng luôn đấy mọi người. Chưa ai chọn đúng luôn. Hai, đáp án là 4 á. Hai, dám lên đấy nè. Số 1, từ Ishun của chúng ta là mang cái tính khoảnh khắc đấy mọi người. Là chốc lát, là chớp mắt đấy đúng không? Tức là nó diễn ra cực kỳ nhanh luôn. Tại sao câu này đúng nhá mọi người thử dịch này. Đó đúng không? Là một sự việc mà nó xảy ra nhanh như chớp mắt. Cho nên tôi hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đã xảy ra luôn ấy. Đấy, mình chưa kịp định hình định thần lại cái là đã thế rồi. Được chưa? Các bạn hiểu câu này không nhỉ? Dịch lại cho mọi người nghe nhé. Vì đó là một sự việc xảy ra. Xảy ra như thế nào mình vừa nói nhỉ? Chớp mắt, đúng không? Tức là nó rất là nhanh. Thế cho nên tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ok là chưa? Số 1 với số 2, số 3 đều dễ đúng không? Các bạn đều học hết rồi. Số 1, ikai là một lần đúng không ạ? Một lần nói về tần suất ý. Đấy. Thường thì ikai nó cũng rất là phổ biến trong hội thoại hàng ngày này, rồi là nói nhấn mạnh về cái số lần mà mình thực hiện hành động. Ví dụ thuốc này uống một lần một ngày này, hoặc là một năm tôi đi du lịch một lần đó. Còn từ ichido mặc dù cũng dịch là một lần nhưng mà nó sẽ nghiêng về cái tính trải nghiệm ấy mọi người. Ví dụ như tôi đã từng mặc kimono một lần rồi này, hay là tôi đã từng làm gì nhỉ, tôi đã từng chụp ảnh với idol này một lần rồi đúng không ạ? Thì nó sẽ nghiêng về cái tính trải nghiệm và bối cảnh thì nó cũng trang trọng lịch sự hơn cả nhà nhá. Còn ichinichi thì không có gì phải bàn rồi đúng không? Chính là một ngày thôi. Đấy, mọi người hiểu rõ hơn chưa nhỉ? Tiếp tục nào. 87. Câu này thì có nhiều bạn đang chọn 4 này. Thảo Lê 4, Ha Ha 4, Bé Sử Nữ 4, Lê Dũng 4. Câu này lại dễ quá. Đấy, đề thi cũng thế mọi người ạ. Có câu khó, có câu dễ chứ. Không thể nào mà nó dễ suốt để mình gọi là ăn may đánh lụi, hay là khó quá để mình vò đầu bứt tai đúng không? Cái câu này câu kia nó bù trừ cho nhau nhá. Câu này thì các bạn đều làm đúng. Đáp án 4, Aircon đúng không? Chắc câu này còn nhớ 4 thôi ấy nhỉ. Đấy, trời nóng nhỉ đúng không ạ? Aircon o iremasho đúng không? Đó, bật điều hòa lên nhé. Còn lại, gasoline là gì nhỉ? Xăng, ok, chính xác. Đáp án 1 là xăng. Đấy, viết đây cho mọi người dễ nhìn, dễ theo dõi nhá. Xăng này. Số 2, check cự chính là kiểm tra. Cái từ check mà chúng ta hay nói suốt ý, đúng không? Kiểm tra, check đây này, đó. Còn từ số 3, speed là speed, nghĩa là gì? Tốc độ, được chưa nào? Ok, hãy tiếp tục. 88, ok, 88. Một tính từ để bổ nghĩa cho hito, đúng không? Đây là người như thế nào ạ? Kanojo wa maikai watashi ni ogorasete nani nani hito da. 1. 学校悪い 2. 真面目な 3. ずうずうしい 4. おとなしい. Bạn Lê Dũng chọn 2, 真面目な 人. Trần Văn Sang chọn 4, Bảo Long chọn 2, Trịnh Vũ 2. Ô mọi người nghiêng về 2 nhiều à? Xin chia buồn với cả nhà là 2 không phải là đáp án ạ. Quay xe đi ạ. Mình nghĩ kỹ hơn một tí đi. Bây giờ mình loại 2 nhá, gợi ý 2 sai rồi. Bạn Vũ Triều chọn 3, bạn Subi chọn 4. 3, 4. Nam Anh cũng chọn 4, anh Nam chứ nhỉ? Anh Nam Nguyễn chọn 4, Bùi Bạch Dương 4. À, lại là một câu khó à? Lồng ghép khó dễ à mọi người? Câu này mọi người làm sai nhiều quá, đáp án là 3 nhá. Tập trung, nghe giảng kỹ câu này nha, xem tại sao mình làm sai này. Kanojo wa, cô ấy đúng không? Cô ấy là người như thế nào mà Mai Kai là lần nào cũng bắt tôi phải gì mọi người?
phải chiêu đãi, phải mời cô ấy đúng không? Ví dụ như lúc nào đi ăn đi chơi là tôi cũng phải trả tiền hết. Thế bây giờ mình đánh giá cô gái là người như thế nào ạ? Mà chia mây á, không được đúng không? Làm sao mà nghiêm túc? Nghiêm túc là những người mà họ làm việc rất là chăm chỉ, rồi là họ tác phong các thứ đều rất là chỉn chu ấy mọi người. Đấy, sai nhá. Có bạn lại chọn 4, otonashi là gì ạ? Thứ nhất, nếu mà dành cho trẻ con ấy thì nó sẽ dịch là dễ bảo đúng không? Tức là ngoan ngoãn nhá, vâng lời. Còn người lớn thì mình hay dịch là trầm tính, tức là họ ít nói, kiểu hướng nội ấy mọi người. Cũng không đúng không? Đấy, không trầm tính. Kakowa đưa thì mọi người biết từ kakoi rồi, là những người mà họ có phong độ, rồi là đẹp trai, ngầu đúng không ạ? Thì wa đưa chính là từ trái nghĩa thôi, là những người mà họ lôi thôi luộm thuộm lếch thếch, nói chung là không đẹp. Còn cuối cùng, zuzushi, có thể là các bạn chưa từng học bao giờ, nhưng thông qua ba đáp án này mà có loại trừ được không ạ? Được chứ, đúng không? Vậy nói tóm lại, từ zuzushi của chúng ta là những người trơ trẽ, người vô liêm sỉ. Chưa hào đúng không? Đây là một tính từ gọi là chê bai, rồi là khiển trách đối phương cực kỳ thậm tệ luôn ạ. Nghe lại nhá, trơ trẽn này, vô liêm sỉ, được chưa? Trơ trẽn là từ vựng N2. Các bạn phải xác định trước như thế này, đó là mặc dù gọi là đề N3, như bạn nào mà có kinh nghiệm đi thi rồi ấy, thì mọi người sẽ biết là nó sẽ có một chút xíu từ vựng ngữ pháp kiến thức của N2 đẩy xuống ấy, nhưng mà kiến thức này chắc là tầm đầu N2 thôi, nó không quá khó đâu ạ. Nên nếu mà mọi người có thời gian, tức là bây giờ mọi người học chắc N3 hết rồi, thì có thể tham khảo một chút xíu về những kiến thức cơ bản nhất của N2. Còn không thì không sao cũng được ạ. Thì mình sẽ đặt mục tiêu là mình ôn tập thật là chắc và làm nhiều đề của N3 để mình có thêm kinh nghiệm. Vì trong quá trình làm đề ấy, là chúng ta cũng sẽ chắt lọc được những cái kiến thức mới đúng không? Thì lúc đấy mình sẽ học thêm, mình coi nó như một từ mới, coi nó như một ngữ pháp mới và mình học tiếp ạ. Quay lại với câu này, bạn Bạch Dương chọn 2, Bảo Long 2, Thanh Nhàn 1, Quang Hải 1, Lê Dũng 2, Văn Sang 1, Vũ Triều 2, Nhã Văn 2, Anh Nam 2, 2112. Đáp án phải là 1 ạ. Các cỡ. Mặc dù là mọi người có thể không biết được hết các từ vựng hay là không dịch được câu, nhưng các bạn nhìn mỗi từ này thôi ạ. Ibikio. Các cỡ là cả một cụm của chúng ta luôn nhá, có nghĩa là ngáy nhá mọi người. Được chưa? Thế là khi mà học ấy, hầu như hôm nào cũng nói luôn ấy, là các bạn phải học theo cụm. Học ibiki là ngáy rồi, thế bây giờ động từ đi kèm với nó là gì? Chắc chắn phải tìm được ca cự, được chưa nào? Thì thứ nhất là đi thi các bạn khoanh được luôn, rất nhanh, rất dễ dàng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Thứ hai là phản xạ trong cai hoài ấy, là các bạn cũng sẽ nói tự nhiên hơn, rồi là mọi người trơn tru hơn ấy, đúng không? Còn câu này thì mình sẽ dịch là gì nhỉ? Chichiwa ne du to. Bố tôi ngủ ấy, thì lúc nào cũng ngáy rất là to. Okina, đúng không? Ngáy to. Còn đa sự thì thường nó sẽ mang nghĩa là nộp chẳng hạn này. Ví dụ, debo to đa sự, đúng không? Nộp báo cáo. Hay là lúc đấy mình có từ tốc độ, các bạn còn nhớ không đây? Tốc độ, đúng không? Speedo đa sự có nghĩa là mình tăng tốc độ, được chưa nào? Còn sức tự thì hay mang nghĩa là gắn, dính, đính một cái gì đấy. Ví dụ, trên áo có dính nước sốt, mọi người nói được không? Fuku ni. Nước sốt là gì nhỉ? Sosu ga tsuite masu yo, đúng không? Áo bạn đang dính nước sốt kia kìa. Đó. Còn cuối cùng từ này đọc là gì nhỉ? Đọc là fuyasu, đúng không? Đây là chữ tăng mà, thì nó sẽ là làm tăng. Ví dụ như lúc đấy các bạn học cái từ từ gì nhỉ? Doanh thu rồi đúng không? Udiage đấy ạ. Bây giờ mình làm tăng doanh thu lên thì sẽ là udiage o fuyasu. Được chưa nào? Hãy cố gắng đặt thật là nhiều ví dụ cho quen nhá. 90. Không hẳn đâu chiều sáng ạ, như các ví dụ mà mình vừa lấy ấy, thì đa sự nó vẫn đi về ố được bình thường. Ví dụ như là deboto đa sự này, đúng không? Speedo đa sự vân vân. Nó không có cố định là phải đi với trợ từ ga mới được đâu nhá. Ga thì thường hay đi với deru chứ không phải là đa sự. Ui em cũng đoán nghĩa là ngáy mà không đoán được ra động từ. Đấy, phải học động từ của nó nha. Lên rồi xem xe ạ. Đấy, có Nhã Văn vào phát là lên ngay đấy ạ. Konbanwa. 90 nào. Đúng rồi, bố tôi ngáy rất là lớn. Giống hệt, ngày mai chọn 2. Giống hệt, shokuri, hay. Mà ngày đọc là chữ Hán không? Chữ này đọc là gì nhỉ? Hong mono. Đúng nào. Hong mono nani nani na inu no nuigurumi. Đây là một từ mới nào. Nuigurumi là cái gì nhỉ? 1. Hakkiri. 2. Shokuri. 3. Yappari. 4. Nikkori. 5 bằng desu ka? Sang là 2, giống hệt này. Quang Hải cũng 2, bạn Hà chọn 2. Giống hệt, so desu ne, chính xác. Các bạn dịch câu này nào. Homono là gì? Nuigurumi là gì ạ? Lý do tại sao mọi người chọn được 2? Con chó nhồi bông nhìn như thật. Con chó bông giống hệt chó thật. Thật á? Có phải giống hệt chó thật không? À, ok. Thú nhồi bông, đúng rồi. Nuigurumi là thú nhồi bông, đúng không? Thú nhồi bông này thì có hình dạng là một con chó. Và nó giống hệt như là thật. Ừ, gì bạn à, bạn gì nhỉ? Bạn Mai gì cũng khá là hay đúng không? Mà giống như một con chó thật luôn ấy. Đấy, nó chỉ khác nhau mỗi cái là làm ở bông thôi, đúng không? Còn số 1, hakkiri chúng ta nói suốt rồi đúng không? Là từ rõ ràng. Đấy. Rồi, số 3, yappari là quả nhiên là.
Đấy, bạn nào mà học mẹo chô cai đúng không? Nhìn thấy dập body cái là biết đáp án ở đâu liền, đúng không ạ? Dập body. Còn số 4, nikodi là gì nhỉ? Cười mỉm đúng không nào? Cười mỉm bằng với nico nico á. Đấy, cười mỉm, cười tùm tím. Ok, rồi trước khi sang câu 100 thì mình xin phép được nói giới thiệu một chút xíu về khóa luyện đề chuyên sâu cấp tốc của Dũng Body mọi người nhé. Ngày khai giảng là ngày 4 tháng 11, dành riêng cho bạn nào mà muốn luyện nhiều đề hơn, chuẩn bị tinh thần, tâm lý, kỹ năng sẵn sàng trước kỳ thi thật thì các bạn có thể tham khảo khóa học này. Sẽ được học vào khung giờ 19 giờ đến 21 giờ Việt Nam tối thứ 2, 4, 6 do 4 thầy cô phụ trách, đó là thầy Dũng, cô Thanh, thầy Nghĩa và cô Hiền. Và đặc biệt là sẽ có 3 cấp độ từ N3 cho tới N1 mọi người nhé. Trong khóa này thì chúng ta sẽ được tổng hợp kiến thức, tiếp theo là có những kỹ năng, phương pháp, mẹo làm bài nhanh hướng tới mục tiêu là sẽ tăng 20 đến 30 điểm trước khi đi thi thật. Trong live stream đúng không, mà mọi người đăng ký thì các bạn sẽ được nhận ưu đãi, thứ nhất là tặng bộ ebook, thứ hai là tặng kèm khóa luyện đề trên app trị giá lên tới chạm 900.000 đồng, và đặc biệt hơn là sẽ cam kết đỗ nhá. Nếu mọi người học xong khóa này mà đi thi không đỗ thì sẽ được học lại một lần hoàn toàn miễn phí, nhưng mà mong là tất cả chúng ta đều sẽ đỗ, thậm chí là đỗ điểm thật là cao, được chưa nào? Hãy ok, quay lại nha cả nhà mình nha. 90, 91. 91 ạ. 被害者の何々を保護する. Mọi người học đến từ 保護 chưa? Số 1, private. Số 2, privacy. Số 3, pride. Và số 4 là pudan. Hãy. Katakana. Bạn định chọn 2, Bảo Long chọn 2 là privacy. Subi dịch là riêng tư rồi. Ok ạ, chính xác. Đáp án của chúng ta là 2 nha. Privacy là quyền riêng tư ấy mọi người. Thì trong câu này mình có thêm từ hogo là bảo vệ quyền riêng tư. Rất là hợp lý đúng không? Mà của ai đây nhỉ? Higaisha chính là của nạn nhân. Đúng rồi, là bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân. Được chưa ạ? Còn từ private, bạn nào dịch được không ạ? Thật ra nếu mà trong tiếng Anh là nó cũng là kiểu cùng từ loại ấy đúng không? Chịu thua à? Khó quá à? Muzukashi sugi. Đấy, một cũng là riêng tư mà, đúng rồi. Mình đang định giải thích cho mọi người này, bởi vì số 1 và số 2 nó đều dịch là riêng tư ấy. Nhưng tại sao chúng ta chọn 2 mà lại quay xe với 1? Nào, có bạn nào giải thích được giúp mình không? Và 3 với 4 thì nó kiểu khác biệt hoàn toàn đúng không? Không liên quan gì đến ý nghĩa nên các bạn không chọn. Cái số 1 nhá, với đai pê tổ, nó là cá nhân mang tính chất là thời gian cá nhân này, rồi là không gian cá nhân, cuộc sống cá nhân, hoặc đây là vấn đề của cá nhân tôi thôi. Thì lúc đấy mình hay dùng từ private na jikan này, private na mondai, đúng không nào? Còn nếu mà mọi người thấy động từ là hogo là bảo vệ chẳng hạn, thì mình hay dùng bảo vệ quyền riêng tư, đúng không? Đó, thì nó sẽ đi với privacy o hogo suru, là những cái sự bảo mật thông tin cá nhân của mình, được chưa? Mình giữ kín, mình không chia sẻ, mình không công khai. Đó, còn số 3 từ pride thì nó sẽ mang nghĩa là lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh hoặc là sự tự hào, đúng không nào? Còn cuối cùng là cái dễ nhất, plan chính là kế hoạch, plan ấy. Kế hoạch. Được chưa? Mọi người nghe rõ không nhỉ? Đúng rồi, private đấy. Ok, 92 nha. Tabako wa nani nani de sutte hoshi. Hay. Mình có một ngữ pháp VT hoshi. Đậm chất N3 đúng không? Đừng ai bảo là N2 nữa nhá. Số 1 là banda, số 2 chidashi, số 3 beranda và 4 là pasento. Bảo Long 3 là ban công, Trần Văn Sang 3, Hà Nông Định 3. Ok, chính xác. Beranda là ở đâu mọi người nhỉ? Ở ban công đúng không nào? Ban công. Còn ngữ pháp VT hoshi là mình muốn người khác làm gì. Cụ thể ở đây là tôi muốn đúng không? Tôi muốn anh, tôi muốn bạn là hãy hút thuốc ở ngoài ban công đúng không? Ở trong đây mùi lắm, không ngửi được chẳng hạn. Đấy. Còn số 1 từ panda là gấu trúc đúng không nào? Gấu trúc. Số 2 là gì nhỉ? Chidashi là tờ rơi nào. Còn số 4 từ percento là phần trăm nhé. Mọi người biết hết chưa ạ? Câu 93 nào. Shichigatsu ni haitte kara maiban nani nani nerarenai. 1. Nasakenakute. 2. Mushiatsukute. 3. Jamasukusakute. 4. Mendokusakute. Hãy. Mọi người thử dịch đi. Oi, ừ. Subi 2, Bích Phương 2. Nóng oi bức. Nóng như lò thiêu. Hay. Mọi người ví von so sánh hay quá. Bạn Phi Tham Mự chọn 2. Thái Lê 2. Hà Nội Bình là nóng oi. Đúng rồi. Bình thường mình ạt sư đã nóng lắm rồi đúng không? Nhưng đây là mushi. Bạn nào học những cái động từ liên quan tới nấu ăn ấy thì mư sự là hấp đúng không? Mọi người tưởng tượng là nóng như là mình đang bị hấp ý, hấp chín ý. Đấy, thì đây là oi bức.
Oi bức, đúng không nào? Đặc biệt là vào tháng 7, chính xác đúng không? Là trời vào tháng 7 thì tối nào cũng oi bức khiến tôi không thể nào mà ngủ nổi, đúng không? Không ngủ được. Rồi, thế còn 1, 3, 4 nào? Ok, đúng rồi. Từ nasakenai của chúng ta là xấu hổ này, nhục nhã này, đáng hổ thẹn, đáng trách, đúng không? Nó là một tính từ khá là tiêu cực đấy, phê phán chê trách đấy. Còn số 3 từ jamakusai thì mọi người hay học từ jama rồi thì nó vẫn là đồng nghĩa với nhau nhá. Đó là sự cản trở này, vướng víu này. Còn số 4 từ mendokusai là phiền phức, phiền hà, đúng không nào? Hãy mình đi tiếp nhá. Câu 94. 94 nghe có vẻ ngắn ngắn nhá, có dễ không nào? 4 tính từ đuôi y ạ. Mushi ni sasareta tokoro ga nani nani. 1 nibui, 2 minikui, 3 usui, 4 kayu. Fitamu 4. Trần Văn Sang 4 là ngứa, chính xác ạ. Hãy kayu của chúng ta là ngứa. Lý do chọn 4 là bởi vì vế đằng trước của chúng ta là chỗ đúng không? Mà đã bị côn trùng cắn, xa sự là trích đốt cắn tùy vào cái con đấy là con gì đúng không? Đấy là chỗ mà bị côn trùng đốt hay là côn trùng cắn thì rất là kayu, ngứa đúng không nào? Mì bươi, hãy like tuần trước đúng không? Chúng ta đã gặp từ này rồi. Mì bươi nếu mà xét về chữ Hán thì nó của N2 đấy, nhưng mà tính từ thì N3 thôi đúng không? Các bạn biết chưa ạ? Đấy, thứ nhất nó sẽ dịch là cùn. Cùn mọi người nhé. À, chữ xấu quá, cùn nha. Đó, nói về những cái vật sắc nhọn, ví dụ như là dao, kéo này. Còn thứ hai là chậm chạp nữa. Chậm chạp là nói về cử chỉ, động tác ấy. Đấy, làm cái gì lê ma lê mề, chậm chạp đúng không nào? Còn số 2 từ mini cười là xấu xí. Xấu xí, khó coi. Đấy, khó coi. Số 3 mình cũng học nhiều rồi đúng không? Ừ suy là mỏng hoặc là nhạt. Còn số 4 là ngứa. Hai. Wakarimashita ka? Hai. Tsugi wa 95番. Watashi no kaze ga musuko ni mo nani nani shimatta. 1. Kawatte. 2. Susunde. 3. Utsutte. 4. Todoite. Hai. Câu này mình rất là đặt niềm tin hy vọng và mọi người sẽ làm đúng hết đấy. Bạch Dương chọn 3. Vũ Triều chọn 3. Hai. Thanh Nhàn cũng chọn 3, chính xác ạ. Đấy, từ này là từ di đúng không? Thì cho nên nó sẽ có hai nghĩa, một là di chuyển, hai là liên quan tới bệnh tật thì mình sẽ dịch là bị lây nhiễm cho người khác đúng không? Tức là con virus từ người mình bị lây sang cho người kia. Đấy, thì câu này sẽ là cái bệnh cảm cúm của tôi đúng không? Thì đã lây sang cho con trai mất rồi. Đấy. Số 1 kawatte chính là từ thay đổi. Thay đổi. Số 2 susunde là chữ tiến đúng không? Nên các bạn sẽ dịch là tiến lên, tiến triển vân vân. Số 4 todoite là được chia của động từ todoku nghĩa là được gửi đến, được chuyển đến. Hãy được chưa nào? Oboite kudasai ne. Bệnh cảm của tôi đã lây sang cho con tôi. Ok, rất tốt ạ. Tiếp tục 96. Kotoshi wa murasaki iro tsukatta fashion ga nani nani. Mọi người biết đây là màu gì không? Murasaki iro. 1. Ryūgo shiteru. 2. Hakken shiteru. 3. Hàn xế してる. 4. 実行してる. Hãy. Năm bằng để show cả. Cố lên mọi người ơi. 96 rồi. Mình sẽ giải quyết đến câu 100 nha. Đúng rồi, đây là màu tím, chính xác. Bích Phương 1, Vũ Triều 1. Hoàng Thanh chọn 1, Thịnh Hành. Rất tốt ạ. Ở đây mình thấy từ lưu và từ hành đúng không? Nên nó sẽ mang nghĩa là lưu hành, thịnh hành, phổ biến, hot trend, nổi tiếng đúng không? Đấy, tùy vào trường hợp các bạn linh động dịch theo nét nghĩa phù hợp nhất nhá. Còn trong trường hợp này, Kotoshi wa năm nay đúng không? Tiếp theo là fashion chính là thời trang đúng không nào? Fashion, thời trang như thế nào là những cái trang phục mà nó có màu tím ấy thì rất là được ưa chuộng, rất là thịnh hành đúng không ạ? Đó. Còn hạt kia nhìn vào chữ Hán mọi người cũng đoán được ngay, đây chính là từ phát và từ kiến đúng không? Thì mình sẽ dịch là phát hiện, được chưa? Phát hiện. Rồi, số 3 là gì nhỉ? Hanse, hanse là mình đánh giá, mình kiểm điểm lại bản thân ấy, mình nhìn nhận lại xem mình làm sai ở chỗ nào đúng không? Hay còn số 4 từ jikko, nhìn chữ Hán cũng ra âm Hán Việt là chữ thực và chữ hành đúng không? Thì nghĩa của nó là thực hành luôn ạ. Thực hành, thực hiện nhá. Hay mọi người biết hết chưa? Quên từ nào thì phải memo nhanh từ đấy nhá. Ừ đúng rồi, bây giờ mình hay có kiểu là hot trend đúng không? À, không phải giảm thiểu đâu Phương Anh Phan nhé, giảm thiểu mình dùng từ gensho này đó. Còn từ hanse ở đây là khi mà mình đánh giá, mình kiểm điểm, nhìn nhận lại bản thân mình, thế chưa nào? Tiếp tục mời các bạn sang câu 97. Ngay đầu có một từ mới đúng không? Các bạn thử dịch từ này được không ạ? Dakurai de kono, kono gì đây nhỉ? Fukin wa nani nani shita. 1. Hatsuden. 2. Deiden. 3. Soden. 4. Kaden. Hãy liên quan tới đen nào, lại học chữ Hán tiếp, học 1 nhớ 4.
Mọi người thích chữ nào đây? Số 2, cúp điện này. Đấy, Quang Hải cũng chọn 2. Mọi người dịch câu này như thế nào nhỉ? Ở đây có hai từ mới là từ dakurai và từ fukin, đúng không? Đấy, Mỹ chọn 2, Phi Tham Mự 2, Hà Nông Định 2, ngày mai chọn 2. Ok. Rồi, so this ne, chính xác, các bạn đều chọn phương án số 2 rồi. Đấy. Số 2 mình có từ tê đen, có nghĩa là đình điện, nghĩa là mất điện, đúng không? Và lý do tại sao mất điện nhỉ? Dakurai de, đấy là chỉ nguyên nhân lý do đấy ạ, là do sét đánh, đúng không? Do sét đánh, thế cho nên khu vực này bị mất điện. Mọi người nghe kỹ phương án dịch chưa? Còn số 1 mình có từ hatsuden là phát điện nhá. Ví dụ trạm phát điện ý, đấy, hatsuden. Số 3 từ soden có nghĩa là tải điện, bởi vì so ở đây là thứ gửi mà, đúng không? Nghĩa là tải điện. Còn số 4 từ kaden thì rất là dễ rồi, là đồ điện gia dụng trong gia đình mình, bởi vì chữ ka chính là chữ ra luôn. Hay. Suki desu. 98. Kan kyo sen wa zen sekai ni nani nani suru mondai da. 1. Futsu. 2. Kyotsu. 3. Fukyu. 4. Tsuyo. Hay. Nam bang desu ka? Vũ Triều chọn 2. Phi Tham Mự chọn 3. Hay. Hai bạn đầu tiên đã chọn hai phương án khác nhau rồi. Hà Nông Định cũng chọn 2. Kyotsu. Bảo Long chọn 2. Ý nghĩa là chung. So desu ne. Ok. Rất là nhiều bạn đã chọn 2. Từ kyotsu có nghĩa là chung nhá cả nhà nhá. Chung. Hay. Còn kankyo sen là ô nhiễm môi trường, đúng không? Là một vấn đề chung trên toàn thế giới, đúng không ạ? Hay. Vấn đề chung nhá. Kyotsu suru mondai. Còn số 1 từ futsu, từ này đã chính thức ra vào đề thi N3 rồi, mình không nhớ chính xác, khoảng năm 2021 à 2022 gì đấy. Thì futsu nó có nghĩa là phổ thông, là bình thường thôi, đúng không? Bình thường thôi đấy, thấy. Còn từ fukyu mình sẽ có là từ phổ cập, phổ biến. Còn cuối cùng từ tsuyo của chúng ta là gì các bạn biết không ạ? Là có hiệu lực, là được chấp thuận. Được chưa nào? Ok, rồi. 99. 99 nào. Kincho suru to nani nani ga katakku natte okotte iru you ni miete shimau. 1. Hyogen. 2. Hyojo. 3. Kaoiro. 4. Igao. Hai. Bạn Hà Nông Định chọn 4. Egao. Chưa đúng rồi, quay xe luôn. Thanh Nhàn chọn 1, Hyogen. Cũng chưa đúng. Bạn Mỹ lại chọn 4, cũng chưa đúng. 1, 4 không phải đáp án nha. Mọi người đang nghiêng về 1, 4 nhiều quá. Quay xe gấp nào, cua đi. Bây giờ chỉ còn Hyojo và Kaoiro thôi. Bé xử nữ chọn 3. Ngày mai chọn 3. Thêm một bạn nữa thôi, anh Nam chọn 1. Rất tiếc, câu này mọi người lại làm sai rồi. Từ Hyojo là cái biểu cảm trên khuôn mặt của mình ý. Được chưa nào? Hãy thử dịch câu nhá. Khi mà tôi căng thẳng thì biểu cảm trên gương mặt của mình trở nên cứng nhắc, đúng không? Cá tai mà, trở nên cứng. Và nhìn thì cứ giống như là tôi đang tức giận vậy. Được chưa nào? Không cười, cứ kiểu căng thẳng rồi làm trông giống như mình đang nổi giận cho mọi người. Bạn nào chưa biết từ này thì memo nhanh nhá. Biểu cảm ở trên gương mặt. Còn Hyogen là biểu hiện cơ. Biểu hiện cứng, không hợp lý đúng không? Không có hyogen đó, cá tai được đâu mọi người ạ. Còn egao là gương mặt tươi cười mà. Tươi cười xong bên dưới lại trông giống như tức giận à? Không được đúng không? Mà có ai kincho căng thẳng trong cứ cười cười này không? Không, cũng không đúng không? Còn kaoiro là từ sắc mặt đấy mọi người. Kao là mặt, iro là màu sắc ấy, thì ghép lại là sắc mặt. Thì ví dụ hôm nay sắc mặt bạn trông kém nhỉ, bạn đi ốm mà, đúng không? Thì đấy là trường hợp sử dụng nhá. Hyojo, đúng rồi. Ok, câu cuối cùng 100. Mainichi zangyo bakari de, lại là gặp ngữ pháp nè. Mo shintai ga nani nani da. Shintai. Hai. 1. Boroboro. 2. Orooro. 3. Meromero. 4. Boroboro. Hai, từ lấy. Hai, bạn Thành chọn 4. Boroboro. Hà Nông Định chọn 4. Chốt hạ nhá. Hay, đáp án là 4. Boroboro của chúng ta là rách nát tả tơi. Thường khi mà mình nói về sách này hoặc là tấm vải, quần áo gì đó đúng không? Nhưng trong trường hợp này đi với shintai là cơ thể thì các bạn sẽ dịch là cơ thể bị kiệt quệ đúng không? Vì sao nhỉ? Vì ngày nào mình cũng tăng ca. Được chưa? Mọi người nghe lại nhá. Vì ngày nào tôi cũng tăng ca cho nên cơ thể đã kiệt sức rồi, kiệt quệ rồi. Giống như là cơ thể đi rách nát là mọi người gì? Thân tàn ma dại, đúng không? Hay. Còn số 1 nó chỉ khác một chút xíu là thay tiền tiền bằng ma đự thôi. Thì bodo của chúng ta là giàn giụa nước mắt mọi người nhá. Nước mắt là gì nhỉ? Namida, đúng không? Thì mình sẽ ghép thành câu Namida ga bodo nagareru chẳng hạn, đúng không ạ? Còn odo của chúng ta là từ hoảng hốt, lo lắng, bối rối.
Được chưa? Cuối cùng từ mero mero là mê mẩn, là cuồng nhiệt. Ví dụ tôi mê mẩn với giọng hát của anh ấy, mình nói thế nào nhỉ? Kare no utagoe ni mero mero da. Được chưa nào? Nhớ nhá, mê mẩn, cuồng nhiệt. Đấy. Đúng không? Đấy, thông qua buổi học ngày hôm nay lúc nào chúng ta cũng học lại được rất là nhiều từ mới đúng không ạ? Đấy, đấy là top 100 câu và xin chúc mừng chúng ta đã hoàn thành đến câu cuối cùng rồi, đến câu 100 rồi đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì ngày hôm nay đã cùng nhau vào học với Dũng Mori. Hãy bye bye.